Y đạo quan đồ. Chương 76: Thức tỉnh. Lúc này Trương Dương đang ngồi ở duyệt giang các của Phúc Đức lâu ăn cơm, Trương Đức Phóng quả nhiên là một tên không có sự sáng tạo mấy, vẫn là quán cũ phòng cũ, bất quá tiệc tối nay so với lúc trưa thì phong phú hơn nhiều, gọi cả chi vát 1970, từ điểm này Trương Dương có thể nhìn ra đối tượng chính Trương Đức Phóng đãi tiệc không phải là mình mà là cố giai đồng. Khách khí mà nói coi như là nhất tiến hạ song điêu, Trương Đức Phóng muốn một bữa cơm mà mua hai cái nhân tình. Thế nhưng cố dài đồng không có uống rượu, nàng gọi nước trái cây. Chuyện, y đạo quan đồ. Cố dài đồng luôn tỏ ra rất quy củ, nàng luôn như thế, khi ra bên ngoài cử chỉ hàng xử luôn luôn khéo léo, yêu nhã, hiển hiện một cố khí chất cao quý. Audio điện tử võ tấn bền Trương Đức Phóng mời nàng chủ yếu là muốn nhờ nàng mua giúp vài chiếc máy tính. Những năm đầu thập niên 90 này, máy tính vẫn là của hiếm vật lạ, mục đích của Trương Nước Phóng đương nhiên là kiếm chút tiện nghi. Cố Giai đồng đối với tên biểu ca này tuy rằng không thích, nhưng cũng vẫn phải nể mặt nể mũi một chút, cho nên Trương Nước Phóng vừa mở miệng đề cập, nàng liền đáp ứng sẽ đồng ý một phần, như thế này đã là nể tình rất lớn rồi. Trương Nước Phóng cũng tương đối vừa lòng, vui vẻ nói ta vốn tối nay có điện mời em dễ hẹn hắn tới đây, thế nhưng nhà máy hắn có việc, thật không có biện pháp cố giai đồng nghe trương đức phóng nhắc tới trượng phu mình là ngụy trí thành sắc mặt nhất thời biến đổi trong lòng nàng thầm mắng trương đức phóng đa sự nhưng trương đức phóng lại không có để ý tới ánh mắt hết lần này tới lần khác nhắc tới đề tài này lại nhắc tới thật lâu không thấy bọn họ đi ăn cùng nhau khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cố giai đồng trầm hẳn xuống nàng một khi đã khó chịu thì bất luận là ai cũng sẽ không thèm nể mặt đứng dậy nói ta còn có việc các ngươi tiếp tục ăn đi nói xong lập tức rời đi luôn Trương Đức Phóng cũng không biết Mính đã đắc tội to với cố gia đại tiểu thư, hắn có chút không hiểu nhìn về phía cố Minh Kiện, cố Minh Kiện thấy vậy cũng lực bất tòng tâm mà cười trừ. Lúc này điện thoại của Trương Dương vang lên, điện thoại gọi tới là từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Không biết Trương Dương nghe được họ nói cái gì mà sắc mặt nhất thời thay đổi. Từ lúc cố Minh Kiện quen hắn tới giờ chưa bao giờ thấy hắn thất kinh như thế, Trương Dương nghe đẹn xong lập tức xoay người chạy đi ngay, thậm chí ngay cả một lời chào cũng không kịp nói lúc Trương Dương lao ra khỏi Phúc Đức Lâu, vừa vặn lúc cố dài đồng đang lái xe của nàng ra. Đang tăng ga thì bỗng nhiên thằng nhãi này vào tới, nàng giật mình vội đạp phanh, đang sẵn bực mình trong người, nàng thò đầu ra khỏi cửa kính quát lớn, ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Nói xong mới nhìn ra cái tên vừa mưa oi vọt ra là Trương Dương. Trương Dương cũng nhân ra nàng, lập tức mở cửa xe, không một chút khách khí ngồi ghế cạnh ghế lái, đưa ta tới bệnh viện nhân dân tỉnh dùm. Cố dài đồng đang một bụng tức tối, hai mắt trợn trừng nhìn Trương Dương, trong lòng thầm nghĩ cái thằng nhãi này là ai không biết. Dựa vào cái gì mà vinh váo sai khiến mình, nàng cả giận nói, người xuống xe cho ta. Nhưng thanh âm của Trương Dương còn lớn hơn của nàng nhiều, nói nhảm ít thôi. Lái xe đi cho ta, hắn giống lên giận dữ, khiến cho cố dài đồng sợ tới phát run, không tiếp tục dây dưa cái cọ với hắn nữa, cắm cắn môi, lái xe chạy tới bệnh viện nhân dân tỉnh. Trương Dương nhận được điện thoại thông chi cho hắn Hải Lan xảy ra chuyện, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện nhân dân tỉnh cấp cứu, hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chẳng rõ sống chết thế nào. Bệnh viện thông qua điện thoại của Hải Lan gọi đi rất nhiều nơi, trong đó có Trương Dương. Hải Lan tại Đông Giang không có thân nhân hay bằng hữu gì, đại đa số nghe chuyện đều tìm cách lảng tránh, cho dù là đài truyền hình tỉnh hay huyện cũng vậy cả, dù sao nàng cũng đã thôi việc, đương nhiên người ta không muốn dính vào cái phiền phức này. Cố dài đồng một đằng lái xe, một đằng lấy một bao thuốc lá, châm điếu hút. Trương Dương sắc mặt tái nhợt, cả người run run. Hắn cầm lấy bao hút rút ra một điếu, châm lửa lên hút. Cố dài đồng thầm mắng tiểu tử này thực sự là vô lễ tới cực điểm, không chỉ cường hành trưng dụng ô tô của mình, mà hiện tại cũng lại cứ tự nhiên lấy thuốc lá của nàng mà hút. Nhưng khiến nàng tức giận nhất là vừa rồi bị hắn quát to thẳng vào mặt, mẹ nó, ta thế nào lại sợ thằng nhãi này nhỉ? Tâm tình cố dài đồng đang mâu thuẫn, thế nhưng giác quan thứ sáu của nữ nhân thường rất mẫn cảm. Nàng tựa hồ cảm thấy được tâm trạng tiểu tử này đang vô cùng bất an, trong ánh mắt hắn chứa đầy những tia lo lắng, thương xót cùng thống khổ. Không biết tới cùng là có chuyện gì mà có thể khiến cái tên không biết trời đất gì này trở thành như vậy. Cố dài đồng nguyên bản muốn hỏi hắn mấy câu, nhưng rốt cuộc lại nuốt xuống không nói gì. Ô tô đến bệnh viện nhân dân tỉnh, Trương Dương mở cửa xe nhảy xuống, hướng khu vực cấp cứu chạy tới. Cố dài đồng do dự một chút, cuối cùng quyết định dừng xe tại bãi đỗ rồi đi theo. Trương Dương đang lo lắng lên trên đường chạy không có chú ý, và phải một tiểu hộ sĩ đang đẩy xe thuốc, khiến cho đồ đạc rơi là tả xuống đất, tiểu hộ sẽ cả giận nói, ngươi không có mắt à. Trương Dương vội vàng hỏi, thật xin lỗi, cho hỏi có bệnh nhân nào tên là Hải Lan không? Ngươi là ai? Tiểu hộ sĩ này đương nhiên đối với Trương Dương không có chút ấn tượng nào tốt, hung hăng chừng mắt lườm hắn, sau đó ngồi xổm xuống đất thu thập đống thuốc men dụng cụ bị rơi. Nguyên bản trong lòng Trương Dương đã đang như lửa đốt, thấy thái độ tiểu hộ sĩ lại còn bất thiện, lửa giận trong lòng không kiềm chế nổi nữa, hắn quát lớn con mẹ nó. Ngươi là hộ sĩ mà có cái thái độ gì vậy? Tin hay không ta cho ngươi một trận? Tiểu hộ sĩ này cũng không phải tay vừa, mày liễu dựng đứng lên nói, lưu manh. Đây là xã hội pháp trị, ta xem ngươi dám làm gì nào? Chuyện, y đạo quan đồ trương dương một cước đá tung cái xe đẩy bên cạnh đi chia tay muốn túm lấy nàng nếu đổi là lúc bình thường trương đại quan nhân nhất định sẽ không hành xử thiếu phong độ như thế thế nhưng hiện tại tâm hắn đã loạn trong đầu hắn hiện địa chỉ lo lắng tới hải lan cái gì phong độ đã sớm bị vứt hết qua một bên tiểu hộ sĩ thấy trương dương như hung thần ác sát vậy mới sợ hãi hét lên một tiếng đúng lúc cố dài đồng đi tới nàng kéo tay hắn lại nói ngươi làm gì vậy bình tĩnh một chút có được hay không Lúc này một gã bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, hắn hỏi rõ ràng chuyện xảy ra, sau đó thấp giọng nói với Trương Dương, Hải Lan đang được cấp cứu trong phòng số 7. Đầu bệnh nhân bị va chạm mạnh, tình huống không được lạc quan cho lắm. Trương Dương cùng cố dài đồng chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, phẫu thuật vẫn đang tiến hành trong đó. Trương Dương liều lĩnh chạy vào trong phòng cấp cứu, bị hai gã cảnh vệ trước cửa chăn lại, Trương Đại Quan Nhân hiển nhiên đã mất đi lý trí, đôi mắt đầy tơ máy, nhìn chằm chằm vào hai gã cảnh vệ hét lên, cút ngay cho ta. bằng không ta sẽ không khách khí đâu. cố gia đồng thực sự là phục đảm lượng của thằng nhãi này, không biết là gan hắn lớn hay là do hắn ngu xuẩn quá. nàng thực sự là phiền muộn tới cực điểm, chẳng hiểu thế nào cuối cùng lại dính vào cái mớ phiền phức này. nàng đi tới bên người trương dương nói, trương dương, người bị làm sao thế? hiện tại người ta đang cấp cứu ở trong kia, người cứ ồn ào như vậy thì có được cái lợi ích gì? ngươi có thể làm gì được nào? Trương Dương giận dữ hết, lão tử cứu người, ai ngăn cản ta, ta diệt hắn. Hai gã cảnh về cũng bị chọc đến nổi giận, tiểu tử nhà ngươi có gan thử xem. Vừa nói xong thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bước ra đầu tiên là bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này. Trương Dương vội hỏi bác sĩ tình hình Hải Lan thế nào? Vị bác sĩ này nhìn Trương Dương nói, ngươi là người nhà của bệnh nhân. Trương Dương thấy vẻ mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng trong lòng đột nhiên lạnh ngắt lại từ lúc sống lại cho đến bây giờ chưa bao giờ hắn có cảm giác sợ hãi đến như thế có cảm giác số phận không có còn nằm trong tay mình bản thân hắn mặc dù một thân thần hồ kỳ kỹ y thuật thế nhưng lúc Hải Lan nguy cấp nhất thì hắn không ở bên cạnh được giả như Trương Dương gần như không dám nghĩ tiếp nữa cố dài đồng sợ thằng nhãi này lại không khống chế được cảm xúc mà làm ra cái hành động biên cuồng gì thì phiền phức vội vàng bước lên nói xin chào bác sĩ chúng tôi là bằng hữu với người bị thương, xin hỏi tình huống của nàng thế nào rồi ạ? À? Tính mạng thì coi như là an toàn rồi, bất quá vẫn hôn mê sâu, lúc nào mới tỉnh lại, tình huống sau đó thế nào? Ta cũng không thể nói được gì. Trương Dương nghe vậy cả người như là hư thoát vậy, biết tính mạng Hải Lan không việc gì, trong lòng hắn cũng nhẹ hẳn đi. Ba gã y tá và hộ lý đẩy xe giường Hải Lan ra khỏi phòng phẫu thuật, Trương Dương cuống quyết chạy tới nhưng lại bị một hộ lý ngăn lại, xin lỗi bệnh nhân cần phải được đưa vào phòng giám hộ hậu phẫu. Người trước hết ra ngoài làm thủ tục, sau đó mưa oi có thể thăm bệnh nhân. Chuyện, y đạo quan đồ. Trương Dương chẳng thèm để ý tới lời của hộ lý này, một tay gạt nàng sang một bên, chạy tới bên cạnh Hải Lan. Thấy mái tóc đen trên đầu nàng đã hoàn toàn bị băng bó trắng toát, khuôn mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, đôi mắt đóng chặt, hiển nhiên đang trong trạng thái hôn mê. Trương Dương cầm lấy cổ tay nàng, cảm thấy thân thể nàng băng lãnh, mạch tượng quá yếu, bất quá nhượng hắn vui mừng chính là sinh mệnh lực của nàng vẫn rất ngoan cường. Hộ sĩ kiêu đối với hành vi của Trương Dương vẫn không có vẻ gì tức giận, chu đáo nói, hiệu quả của thuốc gây mê phẫu thuật vẫn còn. Người tốt nhất là nên để bệnh nhân nghỉ ngơi một chút, bản thân cũng nên bình tĩnh lại. Trương Dương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được, hắn đi theo ra tới cửa, cố gia đồng nhắc nhở hắn nói, hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mệ, người cũng nên đừng có gây chuyện nữa. Trước hết cần phải làm rõ ràng xem chuyện gì đã phát sinh, tình huống thế nào để nói sau." Trương Dương gật đầu, phát hiện ba gã cảnh sát đang hướng phía hắn đi tới, một trong đó chính là cục phó phân cục Bạch Sa Loan Thắng Văn. Loan Thắng Văn Tịnh không ngờ Cố Gia Đồng lại ở chỗ này, không khỏi có chút bất ngờ, hắn đương nhiên biết Cố Gia Đồng là thiên kim đại tiểu thư nhà Cố bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên Cố dài Đồng thì không biết hắn, cho nên hắn cũng chẳng mạo muội mà tới chào hỏi làm gì trực tiếp tới nói với trương dương trương dương có chút tình huống ta muốn ngươi cùng phối hợp điều tra hiện tại trong lòng trương dương đang loạn hắn lắc lắc đầu nói muốn điều tra tình huống cái gì để sau hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi vì sao mà hải lan lại thành ra như thế này loan thắng văn nói nàng điều khiển xe mất không chế trên đoạn đường thân viên đâm hỏng rào chắn bảo hộ xe lao xuống sườn dốc trong xe mùi rượu khá nồng nhiều khả năng là do nàng say rượu không làm chủ được tay lái. Bởi vì địa thế chỗ đó vắng vẻ, cũng không có ai trực tiếp chứng kiến quá trình tai nạn, cho nên sự cố này đội chúng ta trực tiếp xử lý. Hắn dừng lại một chút rồi nói, người cũng cần nói cho ta biết, từ trưa ngày hôm nay đến giờ người ở đâu?" Tâm tình Trương Dương hiện tại vô cùng không tốt, hắn lạnh lùng liếc nhìn Loan Thắng Văn nói, "Biến đi." Loan Thắng Văn giận tới đỏ mặt, "Con mẹ nó, thằng nhãi này thực sự là quá ngông cuồng rồi." lão tử dù nói thế nào cũng là cục phó phân cục công an bạch sa này, người như thế là cái thái độ gì? Hắn đang muốn phát hỏa thì cố giai đồng đã đi tới nhẹ giọng nói, cả chiều nay hắn đều ở nhà của ta, điểm này mọi người trong gia đình ta đều có thể chứng minh. Buổi tối chúng ta lại đi ăn tối cùng nhau, chúng ta có đủ lý do chứng minh chuyện này không có chút quan hệ nào với hắn. Loan Thắng Văn nghe cố giai đồng nói vậy thì chỉ có thể bỏ qua, cố giai đồng này là cái thân phận gì? là thiên kim đại tiểu thư của lão đại tỉnh Bình Hải này. Đồng thời những lời của nàng cũng là ám chỉ tiểu tử kia có quan hệ với gia đình cố bí thư tỉnh ủy. Nếu tiếp tục làm căng thẳng thì chính là tự chuốc rắc rối vào người. Phóng mắt nhìn khắp tỉnh Bình Hải này, còn có nhân vật nào có thể so được với bí thư tỉnh ủy cố dẫn chi sao? Trai qua một lúc làm thủ tục, Trương Dương rốt cuộc cũng được phép vào thăm bệnh nhân, đương nhiên là phải thay trang phục vô trùng. Bởi vì lo lắng tâm tình Trương Dương lại không khống chế nổi, Cố Gia Đồng cũng thay trang phục vô trùng đi theo vào. Ngẫm lại chính bản thân cô ta cũng không rõ tại sao mình lại dính vào cái mớ phiền phức này. Hải Lan lặng lặng nằm ở trên giường giống như là đang ngủ say vậy, khuôn mặt tái nhợt như mang theo một nụ cười nhẹ nhàng an tĩnh. Đầu giường là máy đo huyết áp, tim mạch của nàng. Trương Dương đi tới bên nàng ngồi xuống, cầm bàn tay phải băng lãnh của nàng, vành mắt hắn đỏ lên, vô luận có phải tổn hại tới cả đại thế giới hắn cũng phải giúp cho Hải Lan mau chóng bình phục lại hắn thấp giọng nói tỉ ngươi tỉnh lại đi tỉnh lại nói cho biết kẻ nào đã hại ngươi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn hải lan vẫn im lìm không nói gì nàng cứ lẳng lặng mà nằm đó trương dương cứ ngồi yên lặng như vậy nhìn nàng ước chừng tới nửa giờ lúc vừa mới đứng lên rời khỏi phòng thì một hộ lý đi tới đưa cho hắn thông báo chi phí thuốc men cấp cứu tất cả lên chừng khoảng một vạn tệ đương nhiên trên người hắn không có mang nhiều tiền mặt như vậy Trương đại quan nhân thấp giọng nói, nếu không thì để ngày mai ta đem tiền tới. Hộ sĩ này thở dài nói, người cũng biết đó. Việc phí nếu không được thanh toán đúng lúc thì sẽ rất nhiều thuốc men trị liệu không được sử dụng. Đây cũng là quy định của bệnh viên, chúng ta cũng chẳng có quyền lợi gì cả. Cố giai đồng cầm bản viện phí xem thoáng qua một cái rồi nói, vấn đề nhỏ, ta sẽ giải quyết. Trương Dương, món tiền này cũng không cần ngươi phải hoàn lại, chỉ cần có thể chữa trị tốt cho chân của muội muội ta, món tiền đó coi như thù lao cho ngươi. Trương Dương lắc đầu nói, một là một, hai là hai. Tiền chắc chắn ta sẽ hoàn lại cho người. Còn chuyện trị binh cho dưỡng dưỡng là ta tự nguyện, đừng nhắc đến chuyện thù lao gì cả. Bởi vì quy định đặc thù như thế, hai người bọn họ đi ra ngoài, cố dài đồng ứng tiền viện phí ra trả cho Hải Lan. Điều này làm cho Trương Dương đối với vị thiên kim đại tiểu thư này có chút nhận thức, xem ra nàng ta cũng không phải là loại người không biết thông tình đạt lý. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Dương phối hợp với cảnh sát khai khẩu cung, có cố giai đồng làm chứng thêm nữa, chuyện này coi như không có chút gì liên quan tới Trương Dương. Nhưng hắn đối với công tác của công an trong vụ này thì lại rất quan tâm. Lúc lấy khẩu cung, Cố Minh Kiện cùng Trương Đức Phóng cũng chạy tới đây. Suốt cuộc thì công an điều tra cũng kết luận đây là sự cố tại nạn giao thông, nhưng là vì Hải Lan lại bị thương ở gáy, nếu như là tai nạn giao thông tạo ra thương tích đo thì nghe có vẻ rất hy hữu nhưng cụ thể tình hình thế nào cũng chỉ đành chờ Hải Lan tỉnh dậy mới làm rõ được. Hứa thường Đức nắm điện thoại, sắc mặt tái nhợt bất thường, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Người làm ăn như vậy à? Nàng ta còn sống, người cứ như vậy để nàng ta tới bệnh viện sao? Trong ống nghe truyền ra thanh âm ảo não, thật xin lỗi. Ta cũng thật không ngờ, ta căn bản cho rằng là nàng đã chết, cho nên mới tạo dựng hiện trường tai nạn giao thông. Thật không ngờ nàng ta vẫn còn sống. Hứa thường nước trao mày, ta không cần biết người sử dụng cái thủ đoạn gì, tổn hao thế nào, nhất định phải xử lý chuyện này cho sạch sẽ. Quyết không được thể lôi thôi tới ta. Ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt. Xong xuôi tất cả các thủ tục cũng đã là 2 giờ đêm, Trương Dương đem món nhân tình này của tỷ đệ cố ra khác trong lòng, nếu như không phải áp có cố giai đồng, đêm nay rõ ràng hắn đã gặp nhiều phiền phức rồi. Nhớ tới thái độ của mình lúc tối không khỏi cảm thấy áy náy, hắn thấp giọng nói với cố giai đồng cảm tạ đồng tỷ vừa qua thực sự là tâm trạng ta rất không tốt có điều gì vô lễ mong tỷ bỏ qua cho cố giai đồng cười một tiếng có thể không tính toán sao cái thái độ của người thật là bất quá nhìn người cũng là một nam nhân trọng tình trọng nghĩa ta tạm bỏ qua cho ngươi đó trương dương nhìn lại đồng hồ rồi nói đã muộn rồi thật phiền cho các ngươi quá các ngươi sớm về nghỉ ngơi đi ta sẽ ở lại chỗ này Cố dài đồng gật gật đầu, cố minh kiện cùng Trương Đức Phóng nói nhỏ với Trương Dương, về phía công ân, chúng ta sẽ tận lực lưu ý giúp cho. Để coi xem kết quả thế nào. Trương Dương nói, được rồi, khả năng là ngày mai ta không tới nhà ngươi được, nói với dưỡng dưỡng dùm ta, dù sao thời gian tới có lẽ ta cũng sẽ không rời khỏi Đông Giang, chờ tình huống của Hải Lan ổn định, ta sẽ lập tới qua đó. Cố Minh Kiện vỗ vỗ vai Trương Dương cười nói, có gì cần hỗ trợ cứ nói thẳng, chúng ta là chỗ anh em, không có gì phải khách khí. Trương Dương gật đầu, hắn là một người có trước có sau, gia đình người ta đối với mình như vậy, Trương Đại Quan Nhân nhất định nhớ kỹ. Trương Dương ngồi xuống bên ngoài phòng bệnh, nhìn hải lan bên trong xuyên qua tấm kính thủy tinh. Dưới ngọn đèn lờ mờ kia, trông nàng nằm đó an tĩnh tới lạ thường. Từ lúc biết tính mệnh Hải Lan không việc gì, Trương Dương bình tĩnh lại rất nhiều, hắn bắt đầu phân tích tỉ mỉ tình huống xảy ra chiếu theo tình huống này mà nói, rõ ràng là Hải Lan bị người ta hãm hại, thế nhưng Hải Lan tại Đông Giang sao lại có cửu nhân, nàng vừa mỹ lệ lại thiện lương như vậy, không biết kẻ nào lại tàn nhẫn hạ thủ với một cô gái như thế. Trương Dương cố sức vân vân đôi lông mày của mình, lúc này một gã nam tử cao lớn đẩy cái xe thuốc chậm rãi đi tới. Trương Dương nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại buông xuống. Bất quá nhịp điệu của tiếng bước chân nam tử này vẫn truyền đều đặn vào trong ta trương đại quan nhân, Trương Dương cảm thấy có chút kinh ngạc, cước bộ nam tử kia mỗi bước đều rất tinh chuẩn, cự ly mỗi bước chân đều đúng bằng nhau, hơn nữa cách đặt chân cũng theo phương thức bất bình thường, tựa hồ như đang tận lực thu liếm lại cường độ âm thanh. Loại tình huống này thông thường chính là cao thủ, Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy nam tử kia đeo khẩu trang, đôi mắt thâm thúy mà lãnh tính, hắn bắt đầu mở cửa. Trương Dương lưu ý tới hắn đang đi giày thể thao, giày bên phải vẫn còn dính một khối đất vàng, hẳn là vừa mới từ bên ngoài chạy tới lúc trương dương đang chú ý quan sát thì hắn đã đẩy xe đi vào trương dương bỗng nhiên đứng dậy hắn cảm giác thấy có chút gì đó không đúng đẩy mở cửa ra nam tử kia đang mặc bộ vô trùng vào trương dương nói người đứng đó cho ta rồi tiến tới phía nam tử này nam tử này sửng sốt một chút rồi nhanh chóng ý thức được có lẽ bản thân đã bị phát hiện giơ chân lên đạp mạnh cái xe thuốc bay về phía trương dương đang đi tới cùng lúc đó tay phải hắn vung lên ba mũi dao phẫu thuật như thiểm điện phóng về phía Trương Dương. Trương Dương nghiêng người một cái, phập, 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 ba mũi dao phẫu thuật cắm lên trên cánh cửa. Nam tử này hành tung bị ị lộ, không dám lưu lại mà lập tức ly khai, thừa dịp Trương Dương tránh né sang một bên, vọt qua khe cửa chạy thoát ra ngoài. Trương Dương đâu có chịu để cho hắn chuồn êm như thế, hai tay nhấc xe thuốc lên ném mạnh về phía nam tử nọ. Rất chuẩn xác, chiếc xe thuốc nện dầm vào lưng hắn, nhưng tên này cũng thực sự là cường hãn, bị cả chiếc xe nện vào lưng như thế, thân thể cũng chỉ lảo đảo một chút, sau đó tiếp tục hướng phía thang máy chạy thật nhanh. Trương Dương rút một con dao rỏ phẫu từ trên cánh cửa xuống, nghiến răng chạy đuổi theo, lấy thân pháp cùng võ nghệ của Trương Đại Quan Nhân, đối phương tuyệt không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cửa thang máy mở ra, cố dài đồng tay đang cầm cái túi của Trương Dương bước ra, vừa rồi nàng đang chuẩn bị rời khỏi thì thấy cái túi của Trương Dương đang trên xe mình, vì thế đành cầm lại cho hắn, thật không ngờ lại đúng vào lúc này. Nam tử kia một tay quàng qua cổ dai đồng, lôi nàng vào lại trong thang máy, con dao phẫu thuật kề sát lên yết hầu nàng, hắn giết qua kẽ răng, đừng có hét lên. Trương Dương cũng thật không ngờ dai đồng lại quay lại, thấy nàng bị hắn khống chế, Trương Đại Quan Nhân đành dừng cước bộ lại, lớn tiếng nói, buông nàng ta a, à? ta để cho ngươi đi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hai mắt nam tử này lãnh khốc nhìn thẳng vào mặt Trương Dương, tựa hồ muốn ghi nhớ rõ ràng khuôn mặt Trương Dương. Trương Dương thấy cửa thang máy đã đóng hẳn lại, lập lức hương phía cầu thang bộ chạy tới. Lúc Trương Dương chạy xuống đến đại sảnh bệnh viện, tên kia đã kéo cố giang đồng ra ngoài cửa lớn. Trương Dương tiếp tục đuổi theo không bỏ, không đơn giản chỉ bởi sự an nguy của cố giai đồng, mà quan trọng hơn chính là hắn là kẻ đứng sau và có liên quan trực tiếp tới hung thủ muốn dồn Hải Lan vào chỗ chết. Nam tử kia thấy Trương Dương vẫn đeo bám hắn, liền kề dao lên cổ cố giai đồng gầm gừ quay trở lại bằng không ta sẽ giết nàng hai mắt trương dương gắt gao nhìn nam tử kia sát khí bức người từ trong ánh mắt trương đại quan nhân tỏa ra ánh mắt của hắn sắc bén phi thường khiến cho người ta không rét mà run nếu như chỉ ra tay chế trụ đối phương thì sẽ rất nguy hiểm cho cố giai đồng nhưng nếu trực tiếp hạ thủ đối phương thì toàn bộ đầu mối kẻ hại hải lan sẽ đi vào ngõ cụt trong lòng trương dương đang hết sức mâu thuẫn tên kia vừa gắt gao ghi chặt cố dài đồng vừa lùi lùi về phía sau. Tay phải trương dương dơ lên, con dao giải phẫu lóe lên trong bóng đêm thành một đạo hàn quang, giống như vệt sao băng bay về phía chán của nam tử nọ. Con dao giải phẫu bay rất chính xác vào giữa chán tên kia, đâm thủng xương chán cứng rắn, trực tiếp đâm vào não bộ, nam tử kia lập tức ngã vật xuống đất. Cố dài đồng bởi vì quá khiếp sợ mà hét lên một tiếng chói tai, trương dương thật nhanh lao tới giữ lấy cố dài đồng, rồi ngồi xuống vận chỉ điểm vài phát lên vài huyệt đạo của tên kia, đây là thủ pháp kích thích tất cả sinh mệnh lực còn lại trong cơ thể của kẻ sắp chết. Trương Dương dần giữ hỏi, nói cho ta. Kẻ nào sai người tới đây? Trong ánh mắt nam tử này tràn ngập vẻ kinh hoàng khó tin, từ miệng và mũi hắn bắt đầu xuất huyết ra, hắn khó khăn lắm mới dên lên được vài từ, "Tố, mộng", sau đó tắt thở ngay trước mắt hai người. Trương Dương vô cùng thất vọng hét to một tiếng nếu như vừa rồi không phải cố kỵ sự an toàn của cố giai đồng thì hắn đã có thể khống chế tên kia, ít nhất cũng có thể hỏi ra được một số sự tình. Nhưng hắn không dám lấy tính mệnh cố giai đồng ra mà đặt cược cho nên lúc xuất thủ vẫn tàn nhẫn, con dao phẫu thuật đâm vào não bộ tên kia, trực tiếp khiến hắn tử vong. Người vây quanh xem ngày càng nhiều, Trương Dương đứng dậy thì đã nghe còi xe cảnh sát vang lên. Cố giai đồng sắc mặt tái nhợt vẫn đứng cạnh đó, thi thể nam tử nọ nằm đó, mũi mồm máu mũi đỏ lòm, ánh mắt vẫn trợn ngược tràn đầy vẻ kinh hoàng và khó tin. Trương Dương thấp giọng hỏi Giai Đồng, người có sao hay không? Cố Giai Đồng sợ tới hồn bay phách lạc, cứ ngây ngốc đứng đó. Tên tiểu cảnh sát văn tấn chạy tới, Loan Thắng Văn vừa mới ly khai khỏi đây lúc nãy, thật không ngờ vừa mới rời khỏi thì lại phải quay lại vì nhận được tin báo án mạng. Khi nhìn thấy hiện trường thì không khỏi kinh ngạc, còn dao phẫu thuật cắm sâu qua xương chán của tên kia, phải biết rằng dao phẫu thuật tuy sắc nhưng thường khá mỏng, còn xương chán con người là rất cứng, có thể dùng con dao phẫu thuật đâm thủng xương chán hẳn là sức người thường làm không nổi. trương dương sau khi hạ thủ tên kia vẫn bình tĩnh như không có việc gì, thản nhiên tiếp nhận thủ tục hỏi cung của cảnh sát. sự việc diễn ra lúc đó cũng rất nhiều người trông thấy, nếu như trương dương không ra tay thì hẳn là nguy hiểm sẽ thuộc về cố gia đồng, có mọi người xung quanh làm chứng, sự việc tuy rắc rối nhưng ít nhất phần lợi vẫn nghiêng về phía trương dương. cố gia đồng mãi mới khôi phục lại được vẻ bình tĩnh thuật lại sự việc lúc đó một lần nữa cho cảnh sát nghe. Loan Thắng Văn tới cuối cùng mới đi lại phía trước mặt Trương Dương, hai ngày hôm nay phải nói là hắn rất có duyên gặp tiểu tử này. Hắn đối với một tên tiểu nhân vật đến từ một cái thị trấn nhỏ vốn cũng chẳng để vào mắt, hắn coi trọng là hành động của Trương Dương. Vô luận ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào, nhân vật anh hùng thường thu được sự đồng tình và coi trọng của người khác, Trương Đại Quan Nhân bất chi giác đã trở thành một hình tượng đại loại như vậy. Trương Dương Người thế nào biết hắn là sát thủ? Cảm giác, cảm giác ư. Trên người hắn sát khí rất nặng, hơn nữa một gã bác sĩ không thể có được dáng vẻ và cước bộ cùng lực lượng tinh chuẩn như hắn. Trương Dương lắc lắc đầu, không may cho hắn là lại đụng chúng ta. Loan Thắng văn gật gật đầu nói, người yên tâm, ta sẽ tăng số nhân thủ bảo vệ phòng của Hải Lan, đảm bảo an toàn cho nàng. Bất quá ta cũng mong người trong vài ngày tới đừng có ly khai khỏi Đông Giang chúng ta có thể sẽ cần người hiệp trợ điều tra. Không có vấn đề gì, Loan Cục, ta rất mong các người có thể điều tra triệt để sự việc của Hải Lan, ta có thể khẳng định chuyện này nhất định không chỉ đơn giản là tai nạn giao thông đơn thuần được. Là cảnh sát đương nhiên đó là trách nhiệm của chúng ta. Với tư cách là một cán bộ quốc gia, đương nhiên chúng ta sẽ đòi lại công đạo cho người bị hại. Hoàn thành xong khẩu cung thì Hừng Đông cũng bắt đầu lên rồi, quay trở lại phòng bệnh của Hải Lan, thấy Loan Văn Thắng đã an bài hai gã cảnh sát ở đó canh gác. Sau sự kiện ám sát đó, sự an toàn của Hải Lan được đặt lên hàng đầu, cảnh sát cũng an bài công tác an ninh nghiêm mật hơn hẳn. Cố dài đồng ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, nàng cũng không có rời đi, có lẽ sự việc vừa rồi khiến cho trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì không muốn người nhà lo lắng nên nàng lấy lý do giúp Trương Dương trông coi Hải Lan mà lưu lại bệnh viện, về phần bị sát thủ bắt giữ uy hiếp tới tính mạng nàng cũng không muốn ẩm ý, nên đã yêu cầu Loan Thắng Văn giúp nàng giữ bí mật. Tuy rằng Loan Thắng Văn sảng khoái đáp ứng, nhưng nàng cũng rõ, với thân phân của mình, chuyện này cũng chỉ có thể giấu giếm một thời gian ngắn, sớm muộn cũng sẽ bị phụ thân biết được. Nhưng chỉ cần tạm thời không phải là vào lúc này là được, hiện tại nàng đang rất tâm phiền ý loạn, thực sự không muốn đối mặt với hàng loạt câu hỏi của phụ thân. Trương Dương đi tới bên cạnh cố giai đồng, có chút ngạc nhiên hỏi, còn không về nghỉ ngơi đi sao? Đêm nay trải qua mấy sự kiện, khiến cho tâm lý đối địch trong họ cũng giảm đi rất nhiều cố giai đồng gật gật đầu đưa cái túi mà hắn bỏ quên trên xe cho hắn trương dương tiếp nhận cái túi của mình mà trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng áy náy nếu như không phải là vì mang cái túi này quay trở lại cho hắn thì cố giai đồng đã không vướng vào cái sự việc kinh hoàng đó hắn ngồi xuống cạnh nàng hỏi người lúc đó có sợ không cố giai đồng lại trả lời sang một đằng khác ta đói bụng trương dương nở một nụ cười đây là lần đầu kể tức lúc tối qua tới giờ hắn cười, nụ cười rất cuốn hút, hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười tựa như ánh dương quang xua tan mây đen. Nhìn nụ cười ấm áp của hắn cố dai đồng cũng cảm thấy một cảm giác ấp áp khó nói lên lời, sợ hãi trong lòng tự nhiên giảm đi nhất nhiều. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao tiểu muội muội của mình cư nhiên lại tin tưởng một người xa lạ đến như vậy. Trương Dương đích xác có một loại mị lực đặc biệt không giống bất kỳ một ai, ánh mắt của hắn kiên định mà đầy ấm áp làm cho người ta cảm giác được một sự an toàn. Mà nói đến cũng kỳ quái, vì sao chính mình trước giờ không có nhận ra điều đó, mà mỗi lần nhìn ánh mắt hắn lại từ thấy tà tà. Hay có lẽ là được hắn cứu từ cận kề cái chết ra đã làm cải biến ấn tượng của nàng. Tâm tình Trương Dương hiện tại cũng đã khá lên rất nhiều, hắn vừa rồi kiểm tra mạch tượng của Hải Lan một lần nữa, phát hiện mạch đập của nàng đang ngày một mạnh lên hắn trước giờ vốn vẫn luôn bài xích đối với tây y thế nhưng hiện giờ hải lan sống sót được hoàn toàn là nhờ vào kỹ thuật của tây y phải công nhận rằng những kỹ thuật phẫu thuật cộng truyền máu của tây y đối với những ca bệnh nặng đột ngột như thế này rất hiệu quả trương đại thần y bắt đầu tiếp thu thậm chí sản sinh ý niệm nghiên cứu về tây y nghe được cố giai đồng nói như vậy hắn cũng có cảm giác đói bụng đi ta mời cố giai đồng thoải mái đồng ý đứng dậy đi ra ngoài cùng trương dương 14 giờ sáng, muốn tìm một nơi ăn uống không phải là dễ, bên cạnh bệnh viện nhân dân tỉnh cũng có một quán đồ nướng nhỏ, hiện tại cũng là chỗ duy nhất bọn họ có thể tìm được để ăn. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Cố Gia Đồng tuyệt đối sẽ không bước chân vào những cái địa phương như thế này, nhưng ngày hôm nay thì có chút khác, nàng đã thu hồi lại cái tính cẩn thận kỹ càng của mọi ngày. Trương Dương gọi nửa cân thịt dê, cá nướng và một bình rượu. Lúc mang rượu lên, Cố Gia Đồng chủ động mời Trương Dương một chén. Trương Dương nhớ kỹ tối qua đi ăn nàng không hề uống chút rượu nào, hẳn là muốn dùng rượu để lấy bình tĩnh. Hắn mỉm cười nói trước tiên ăn vài thứ đi, dạ dày trống không mà rượu vào dễ say lắm đó. Hắn đem một con cá nướng đưa cho cố giai đồng, lấy khăn lót cẩn thận, cẩn thận nóng đó. Tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cũng khiến cho cố giai đồng cảm thấy ấm áp, trong ấn tượng của nàng, mặc dù là trượng phu nhưng ngụy Trí Thành cũng chẳng có bao giờ quan tâm ân cần như vậy con người ta sau khi trải qua một biến cố lớn nào đó thường nhớ tới rất nhiều điều bình thường trong cuộc sống trước đó người ngoài nhìn vào cố giai đồng là thiên kiêm địa tiểu thư của bí thư tỉnh ủy lại là tổng giám đốc một công ty lớn điều kiện như vậy là quá ưu việt đủ khiến bao hàng bao người phải ước ao thế nhưng có ai biết được trong nội tâm của nàng bi ai như thế nào trương dương nâng chén cùng cùng với cố giai đồng ngửa cổ rót cả chén rượu vào mồm hai hàng lông mày của hắn trao lại trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về tất cả một màn phát sinh trước đó đến tột cùng là ai lại muốn hãm hại hải lan nàng chỉ là một nửa phóng viên đài truyền hình cấp tỉnh người nào lại có thể tàn nhẫn đối với nàng như vậy cố giai đồng lại cho rằng hắn vì giết tên sát thủ kia mà lo lắng nàng nhẹ nhàng nhấc một ngụm rượu nhẹ giọng nói chuyên đêm nay ngươi cứ yên tâm loan thắng văn kia nói nhất định không truy cứu trách nhiệm của ngươi trương dương chậm rãi lắc đầu ta không sợ chuyện đó ta chỉ là đang thắc mắc không biết đến tột cùng là ai đứng đằng sau những chuyện này. Nếu ta tìm được manh mối gì, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Cố gia đồng nhắc nhở, đừng quên người là một cán bộ quốc gia đó, làm bất cứ chuyện gì cũng nên đặt pháp luật lên làm chuẩn tắc. Trương Dương uống một chén rượu nữa rồi nói, ta có chuẩn tắc của riêng ta, đó là không cho phép bất một ai làm thương tổn tới thân nhân bằng hữu của ta. Đó là chuẩn tắc tối cao nhất đối với ta. Cố Gia Đồng nâng chén rượu lên nói, "Vô luận thế nào thì đêm nay ta cũng phải cảm tạ ngươi rất nhiều. Nếu không phải nhờ ngươi, ta không biết thành ra thế nào rồi." "Không cần phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta ép buộc ngươi lái xe tới bệnh viện thì ngươi cũng sẽ không vướng vào chuyện này. Ta là người xin lỗi mới phải, bữa này coi như ta bồi tội." Đôi mắt Cố dài Đồng nhìn Trương Dương cười cười, "Xem chừng ngươi cũng keo kiệt quá a. À. Cư nhiên dùng cá nướng để xin lỗi sao?" Trương Dương lần đầu tiên thấy nàng thẳng thắn như vậy không khỏi bật cười, hắn ha hả nói, như vậy đi. Xong việc này, Tech In chân thành mời ngươi một bữa để tả tội. Thời gian và địa điểm tùy ngươi chọn. Được. Hải Lan tới ngày thứ hai thì tỉnh lại, Trương Dương vẫn canh giữ bên nàng, nhìn hai mắt Hải Lan chậm rãi mở ra, trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, suốt từ đêm qua tới giờ, hắn chưa chợt mắt một chút nào, trong đôi mắt đầy tơ máu hai bàn tay cầm tay Hải Lan ôn nhu nói, người tỉnh. Biểu tình của Hải Lan đầy vẻ xa lạ, nàng cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay của Trương Dương. Trương Dương ngẩn người, Hải Lan. Hải Lan cắn cắn đôi môi tái nhợt, ngươi là ai? Ta sao lại ở đây? Ta Trương Dương đây, ngươi không nhận ra ta sao? Hải Lan lắc đầu, đôi mày thanh tú của nàng nheo lại, tựa hồ cố gắng nhớ lại, thế nhưng ký ức của nàng Thủy chung vẫn trống rỗng nàng thậm chí chỉ nhớ bản thân từng tốt nghiệp học viện truyền hình trung ương, những chuyện khác của bản thân cũng không nhớ rõ. Hải Lan ngươi hay nghe ta nói, Trương Dương nỗ lực nói với Hải Lan, nhưng lúc nàng nàng đang sợ hãi nói ta không nhận ra ngươi. Ta cũng không muốn nghe gì hết, ngươi đi ra ngoài đi. Hải Lan, ngươi đi ra ngoài đi, Hải Lan kích động hét lên. Một hộ lý bên cạnh thấy vậy cuông quyết chạy tới khuyên Trương Dương, vị tiên sinh này. Hiện tại bệnh nhân đang kích động, người nên tránh đi một chút trương dương không còn biết làm cách nào đành đứng lên đi ra ngoài lúc này bác sĩ tới kiểm tra một lượt lại cho hải lan trương dương đứng bên ngoài nhìn vào tình huống hiện tại của hải lan hắn thật không ngờ tới từ phản ứng của nàng tựa hồ trí nhớ của nàng bị tổn thương nặng nề bác sĩ vừa bước ra lập tức trương dương hỏi bác sĩ tình huống của nàng thế nào bác sĩ nhìn trương dương thở dài lắc đầu nói tình huống không tệ lắm bất quá bệnh nhân hẳn là đã mắc chứng mất trí nhớ chứng mất trí nhớ ý ngươi là quên hết những chuyện trong quá khứ sao bác sĩ lắc đầu nói không hẳn là tất cả có thể chỉ là trong một đoạn thời gian thôi chuyện mất trí nhớ kiểu như thế này tuy rằng có quan hệ nhưng không hoàn ta là do não bộ bị chấn động mạnh mà còn do tâm sinh ra loại chứng mất trí nhớ này khó có thể giải thích một cách rõ ràng được nhưng có thể cho rằng là bản thân nàng muốn quên đi một đoạn quá khứ đó Trương Dương lộ ra một nụ cười đầy chua xót, thật không ngờ Hải Lan lại quên đúng đoạn thời gian này, hắn thấp giọng hỏi, theo ngươi thì liệu bao lâu có thể khôi phục? Có thể là vài ngày, cũng có thể vài tháng, đôi khi là mất hoàn toàn. Bác sĩ chậm rãi lắc đầu, liếc nhìn Trương Dương nói, có lẽ ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý. Trương Dương lần đầu tiên đối với bệnh lại sinh ra một cái cảm giác không nắm chặt được, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, tuy rằng hắn diệu thủ vô song, nhưng đối với tâm bệnh thì bất kỳ thần y nào cũng thúc thủ vô sách. Lúc Hải Lan ngủ say, Trương Dương kiểm tra một lượt lại cho nàng, chắc chắn rằng không lưu lại bất luận tổn thương nào nghiêm trọng, nhưng chứng mất trí nhớ thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi dự tính của hắn. Chương 77, điều tra. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà hứa thường đức gầy rộc cả người đi, mái tóc vẫn đen bóng trước kia của hắn cũng đã lấm tấm nhiều sợi bạc, trên trán cũng nhiều nếp nhăn thêm. Điều này làm hắn có vẻ già đi cả chục tuổi. Chuyện y đạo quan đồ, chuyện y đạo quan đồ. Trên tay hắn đang cầm một bức ảnh, người trong ảnh không ai khác chính là vị nữ phát thanh viên Hải Lan xinh đẹp. Nàng cười, một nụ cười ngọt ngào, tràn đầy sức sống của thiếu nữ đôi mươi. Nhìn nụ cười của Hải Lan trong ảnh, mà lòng hắn lại càng quặn đau hơn. Tay phải hắn đưa lên, nhẹ bật lửa, ngọn lửa hắt hiu chiếu sáng cả khuôn mặt u ám sầu não của hắn. Hắn giữ bật lửa một lúc lâu sau đó mới hạ quyết tâm châm lửa đốt một góc tấm ảnh trên tay ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra cả bức ảnh nhưng dường như hứa thường đức lại không có ý muốn buông tấm ảnh đang cháy trong tay ra nhìn khuôn mặt cười của hải lan đang dần dần biến mất sau màn lửa đỏ mà lòng hắn như đang dỉ máu một lúc sau lửa cháy lan tới tận tay hắn thế nhưng cảm giác đau bốt do bị bỏng sao bằng cảm giác đau đớn trong lòng hắn lúc này được đột nhiên điện thoại kêu lên làm hứa thường đức như người trong mộng giật mình tỉnh lại hắn vội vàng buông tấm ảnh lúc này đã thành một mảng đen xì trong tay xuống. Đến giờ hắn mới cảm nhận từng trận đau bốt do bị bỏng từ bàn tay truyền tới. Hắn chậm rãi dùng tay kia để lên chiếc điện thoại, thế nhưng lại không có nhấc lên. Nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ đổ chuông mãi không ngừng, mãi một lúc sau hắn mới thở dài một hơi rồi nhấc điện thoại lên, alo. Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh trầm thấp của đàn ông, hiện giờ nàng ta bị mất trí nhớ, cái gì cũng đều không nhớ rõ ràng. Nghe bác sĩ nói, nàng ta chỉ còn nhớ được những chuyện của tuổi 20, còn lại thì đều quên sạch. Hứa thường nước mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Trên mặt hắn thoáng qua một tia vui mừng, nhưng lại có chút áy náy khó hiểu. Trong lòng hắn lúc này cảm xúc hỗn loạn bất định, hắn len lén hít sâu một hơi rồi mới hỏi lại có chắc chắn không? Chắc chắn, chủ nhiệm khoa thần kinh đã khám qua và đưa ra kết luận, khả năng nàng ta có thể lấy lại ký ức đã mất gần như bằng không. Ngài yên tâm, đợi ít lâu nữa tình hình lắng xuống ta sẽ trừ khử mầm họa này giúp ngài hứa thường đức chậm rãi nhắm hai mắt lại cẩn thận suy xét tính toán thế cục lại một lượt hắn trầm ngâm một lúc sau mới nhỏ giọng nói nên bỏ đi thôi thế nhưng không có gì là nhưng cả mọi việc dừng ở đây thôi nếu như sau này nàng ta nhớ ra điều gì thì ta cũng sẽ thẳng thắn nhận trách nhiệm lại nói tới người không bao giờ cam chịu số phận trương đại quan nhân Đến giờ Trương Dương mới nhận ra một điều, trên đời này có rất nhiều việc, cho dù hắn có muốn cũng không thể thay đổi được. Hay cũng chính gặp nạn này của Hải Lan, tưởng rằng đã nối lại được mối quan hệ với nàng ta, vậy mà đột nhiên lại bị tai nạn như vậy. Tuy rằng đã được Trương Dương cẩn thận điều trị, cùng với sự chăm sóc cẩn thận nhất của bệnh viện, những vết thương bên ngoài của Hải Lan khôi phục một cách kinh người. Thế nhưng đoạn ký ức bị mất của nàng thì vẫn không có cách nào khôi phục lại được nàng đã quên mất những đoạn ký ức phiền não nhất của mình, đã quên mất những ngày tháng đau khổ, bất hạnh, nàng cũng quên mất Trương Dương, quên mất tình cảm sâu đậm của mình dành cho hắn. Giờ đây, nàng đã quay trở lại khoảng thời gian 5 năm trước của mình. Cũng chính là lúc nàng còn là cô gái trong trắng, ngây thơ hồn nhiên yêu đời. Chuyện, y đạo quan đồ. Lúc cố dài đồng tìm thấy Trương Dương, là lúc Trương Dương đang ngồi một mình uống rượu ở quán Ba Munich 1860 phía đối diện Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương vẫn ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh chăm sóc bảo vệ cho Hải Lan. Thế nhưng lúc nào nàng ta tỉnh dậy, thấy Trương Dương đều sợ hãi hét toáng cả lên, làm Trương Dương không biết phải làm gì, đành phải ra quán ba ngồi uống rượu giết thời gian. Mấy hôm nay, hầu như thời gian của hắn đều là ở đây ngồi uống rượu buồn một mình. Dưới ánh đèn lờ mờ lúc sáng lúc tối, Trương Dương lại nâng cốc rượu to tướng mình lên, nhấp một ngụm nhỏ. Trương Dương cũng không phải vì cách cư xử như người xa lại của Hải Lan mà mất lòng tin. Nhưng hắn biết, trong một khoảng thời gian ngắn, vô pháp chữa lành bệnh mất trí của Hải Lan được. Với địa vị là bí thư bệnh viện huyện của hắn bây giờ, hắn cũng không thể ở đây suốt. Mà dù hắn có ở lại đây thì cũng chẳng giúp ích gì được nhiều cho Hải Lan cả. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, nàng ta cứ như đã biến thành một người khác hẳn, ánh mắt nàng nhìn hắn không còn chan chứa tình cảm như trước, mà chỉ toàn sự sợ hãi cùng chán ghét lại nhớ ánh mắt nhìn mình như nhìn một gã xấu xa đáng ghét của Hải Lan, Trương Dương lại càng thấy chán nản buồn bực hơn. Ngửa cổ dốc nốt chỗ rượu còn lại vào mồm, nặng nề đặt cái phịch. Chiếc cốc xuống mặt bàn, rồi ngoắc tay ra hiệu cho gã nhân viên ý bảo tiếp thêm một cốc nữa. Đúng lúc này, trong không khí lại thoang thoảng mùi hương nước hoa rượu nhẹ. Đối với mùi hương đầy quyến rũ này, mấy ngày nay Trương Dương đã khá quen thuộc, chẳng cần quay người lại nhìn, cũng thừa biết người vừa tới là cô nàng cố giai đồng kia. Từ lúc Hải Lan gặp chuyện không may, rồi cả lần Trương Dương ra tay cứu mạng nàng đến nay, dường như hai người bọn họ đã xóa bỏ mọi thành kiến trước kia, mà giờ lại thành bạn tốt của nhau. Cố Giai đồng mặc một chiếc váy dài màu đen tuyền, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trương Dương. Nhìn cốc rượu trống không trên bàn, nàng nhịn không được cười nói, sao lại ở đây uống rượu giải sầu một mình vậy? Trương Dương gượng cười cười đáp trả, rồi lại lớn tiếng nói với gã phục vụ quầy ba cho một chén nữa. Cố dài đồng Mỹ lệ vén mớ tóc đen dài của mình ra sau gáy, rồi lấy chiếc di động của Trương Dương trong chiếc túi sách ra của mình ra, để trước mặt Trương Dương cười nói ta đã nhờ người sửa lại giúp ngươi. Nhớ, lần sau phải cẩn thận, không được để ngấm nước như vậy nữa. Trương Dương với tay cầm lấy di động của mình, thuận tiện mở nguồn, hết bao nhiêu vậy. Cố dài đồng chừng mắt nhìn Trương Dương, giọng điệu có chút bất mãn nói, người trông ta giống mấy gã con buôn lắm sao. Đừng lúc nào cũng nói chuyện tiền nong với ta như vậy nữa. Mấy thứ đó ta chẳng để vào mắt." Trương Dương ha hả cười lớn, "Nếu như ngươi không để vào mắt, thế tại sao mỗi ngày ngươi đều liều mạng kiếm tiền như vậy?" Lúc hai người nói chuyện, cũng đúng lúc gã phục vụ quầy rượu tiếp rượu cho hai người. Nghe thấy câu vừa rồi của Trương Dương, hắn liếc mắt nhìn Cố Gia Đồng, vẻ mặt có chút đen tối mập mờ. Chính cái khí chất cao quý lại mỹ lệ của Cố Gia Đồng rất dễ khiến đàn ông xung quanh phải chú ý cố giai đồng cũng nhận ra ánh mắt bất thiện của gã nhân viên kia nhìn mình lại nhớ tới câu nói đầy ẩn ý vừa rồi của trương dương khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng vì xấu hổ mà hơi ửng đỏ lên hung hăng chừng mắt nhìn gã phục vụ quầy rượu nhìn cái gì mà nhìn người có tin ta bảo ông chủ đuổi việc ngươi không gã nhân viên sợ hãi cuống quýt cúi gầm mặt xuống bê cái khay chạy mất cố giai đồng rút một điếu thuốc từ bao ra định châm lửa hút lại nhớ ra trên người mình không có cái bật lửa nào Trương Dương cầm bao diêm dưới bàn lên, châm một que đưa tới trước mặt nàng. Cố dài đồng hơi cúi đầu xuống để đầu điếu thuốc chạm vào lửa, đôi môi đỏ mọng của nàng nhẹ cử động hút thuốc. Lửa từ que diêm cũng nhỏ dần lại rồi tắt ngấm đi. Cố dài đồng ngồi thẳng dậy, dùng bàn tay nhỏ xinh của mình một lần nữa vuốt đám tóc rối loạn của mình ra phía sau. Nàng chậm rãi nhả ra một đám khói trắng. Lúc này nàng mới để ý, qua màng khói trắng, Trương Dương vẫn nhìn chằm chằm nàng từ nãy tới giờ nàng nở nụ cười rụt rè nói người nhìn gì ta vậy trương dương chỉ chỉ vào điếu thuốc trong tay nàng nhỏ giọng nói hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe cố dai đồng cười nói thói quen rồi muốn bỏ cũng không bỏ được nữa trương dương thấp giọng nói nghe nói người kia của ngươi là phó giám đốc nhà máy sản xuất thuốc lá nhưng mà ngươi cũng đừng vì nhà làm được mà suốt ngày hút thuốc phì phèo như vậy chứ nếu như là người khác nói móc nàng như vậy chắc chắn nàng đã ném thẳng cả điếu thuốc đang hút dở vào mặt hắn rồi nhưng mà những lời này trương dương nói thì nàng lại không hề thấy tức giận một chút nào mà đã không tức giận thì lại là vui vẻ nàng cười nói ta tới đây vốn định tìm lời an ủi ngươi chút ít thế nhưng cái bản tính khó ưa của ngươi vẫn cứ nói móc trêu chọc ta chứng tỏ ngươi cũng chẳng có buồn phiền nhiều lắm căn bản cũng chẳng cần người khác an ủi giúp đỡ nếu là bình thường chắc hẳn trương dương đã thuận nước đẩy thuyền châm chọc nàng ta mấy câu nhưng giờ chuyện tình của Hải Lan cũng ảnh hưởng phần nào tới tâm lý của Trương Dương, bởi vậy hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào đi vui vẻ cười đùa với người con gái khác nữa. Đột nhiên di động của cố giai đồng lại kêu lên liên hồi. Cố giai đồng nhận tới ba cuộc điện thoại xong mới cất di động đi. Cười cười áy náy nói, xin lỗi, có hơi nhiều việc cần ta giải quyết một chút. Được rồi, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Tưởng Dương cũng vừa uống xong một ngụm rượu nữa, Thản nhiên nói, là ngươi nói tới đoạn ta chẳng cần người an ủi giúp đỡ. Cố gia đồng nở nụ cười duyên nói, tình hình Hải Lan giờ thế nào rồi? Lại nhắc tới Hải Lan, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu mày một chút, những thương tích bên ngoài đã hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra những ký ức bị mất. Những ký ức của 5 năm trở lại đây, nàng đều không nhớ được một chút gì. Trên thực tế, tình trạng bệnh tình của Hải Lan nghiêm trọng hơn lời của Trương Dương rất nhiều không những Hải Lan đã quên Trương Dương là ai, mà hơn hết, nàng lại xem Trương Dương như kẻ thù, chẳng hiểu sao Trương Dương lại khiến nàng sợ hãi đến vậy. Mỗi lần thấy ánh mắt Hải Lan nhìn mình đầy kinh sợ cùng lúng túng, lòng Trương Dương lại càng thấy nhói đau hơn. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn mới chạy hẳn sang quán ba phía đối diện bệnh viện để uống rượu chứ không ở lại trong bệnh viện, ở lại bên cạnh Hải Lan. Bất quá tử lượng của thằng nhãi này lại quá hãi nhân, nốc cả đống rượu như vậy rồi mà vẫn chẳng thấm vào đâu đám rượu vừa rồi cũng chỉ đủ làm hắn giải khát mà thôi cố giai đồng cố ý nhắc nhở trương dương mấy ngày nay ngươi vì chuyện của hải lan mà cứ ở đây suốt cũng không tới chữa bệnh cho em gái ta nữa đó trương dương ấy náy gượng cười nói thực sự không phải mấy hôm nay ta cũng không còn nhớ được điều gì nữa ngươi thấy đó bản thân ta ta cũng chẳng còn để ý mấy nữa là cố giai đồng thở dài nói nhiều lúc quan tâm quá lại thành hỏng chuyện đó nếu như Hải Lan vẫn không nhớ ra ngươi, vẫn cứ xem ngươi là người xa lạ, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, chưa chắc đã bình phục lại được đâu. Không nhẽ ngươi lại định ở đây suốt hay sao? Ngày mai ta sẽ rời khỏi tỉnh." Cố Gia đồng ngẩn người, thực sự nàng không nghĩ tới Trương Dương lại trả lời thẳng như vậy. Trương Dương bỏ cốc rượu trong tay xuống bàn, đứng dậy nói, "Đi, ta với ngươi về chữa bệnh cho dưỡng dưỡng." Mấy hôm nay cố dưỡng dưỡng đều dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng vẽ thanh. Lúc Trương Dương đến, cũng là lúc nàng đang vẽ dở một bức tranh phong cảnh. Bầu trời xám xịt, thác nước trắng xóa, dòng nước xanh biếc lượn lờ khúc khủy, toàn cảnh đượm vẻ yêu buồn. Chỉ có đôi cỏ trắng giang cánh trên bầu trời là đem đến cho người ta sự hy vọng, sự siêu thoát trần tục. Thấy bức tranh này, Trương Dương không khỏi nhớ đến hình ảnh lần đầu Trương Dương gặp gỡ cô bé dưỡng dưỡng đáng thương này. Khóe môi hắn nhẹ cười mỉm, Cố Dài đồng nhẹ ho khan một tiếng, cố ý kéo Trương Dương khỏi sự chìm đắm trong bức tranh của dưỡng dưỡng. Thấy có tiếng người phía sau, Cố Dưỡng dưỡng quay đầu nhìn lại xem ai. Vừa thấy Trương Dương, đôi môi thiếu huyết sắc của cô bé liền mỉm cười nhẹ, trong đôi mắt trong trẻo của cô bé tràn ngập sự vui mừng khôn xiết. Cả khuôn mặt xinh đẹp của dưỡng dưỡng trở nên sinh động đáng yêu hơn nhiều. "Trương ca." Cố Dưỡng dưỡng buông cây cỏ vẽ trong tay xuống đất, vui mừng hô to một tiếng rồi vội vàng đẩy xe lăn tới trước mặt Trương Dương. Mới mấy ngày không gặp, mà Trương Dương lại gầy đi không ít, tóc tai cũng rối bời cả lên. Chỉ có điều không đổi là dáng điệu cao cao của hắn, hai mắt vẫn trong suốt như thủy tinh, cùng với nụ cười ấm áp như vầng thái dương. Nhưng cố dưỡng dưỡng lại phát hiện ra, ở chỗ sâu nhất trong con mắt Trương Dương lại có một chút u buồn đau thương. Trương Dương ngồi xổm xuống đất, như vậy càng làm cô bé cố dưỡng dưỡng cảm thấy gần gũi, thân thiết hơn. Cô bé nhẹ giọng núng nịu nói, Trương ca, sao mấy ngày nay anh cũng chẳng chịu tới đây gì cả. Anh nói hôm sau lại tới đây chữa bệnh cho em, vậy mà đợi cả ngày cũng chẳng thấy tới. Thấy cô bé ngốc nghếch dễ thương đang làm núng kia, Trương Dương không khỏi nở nụ cười, xin lỗi, là mấy hôm rồi anh bận chút việc nên không tới được. Chẳng phải hôm nay anh tới rồi đó sao? Đúng rồi, thuốc lần trước anh đưa, có uống đầy đủ không đó? Cô dưỡng dưỡng cố sức gật đầu lia lịa cố giai đồng cũng biết thói quen không để người ngoài thấy hắn chữa bệnh của trương dương nàng lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài Cô dưỡng dưỡng thấy chị mình ra ngoài rồi mới nhỏ giọng nói với trương dương trương ca bài khí công lần trước anh dạy em mỗi ngày em đều luyện tập đầy đủ nhưng mà hai hôm nay em lại cảm thấy chân cứ nóng rực lên rồi đau bốt khó chịu trương dương nhẹ nâng chân cô bé nên chỉ vào ba huyệt hãm cốc trùng dương cùng giải khê nói có phải cơn đau bắt đầu từ những chỗ này hay không cố dưỡng dưỡng gật gật đầu. trương dương mỉm cười nói, điều đó chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả. em cứ yên tâm đi, cơn đau sẽ không quá gây gắt đâu, chắc em cũng chịu được thôi. xem ra tốc độ hồi phục hai chân của em nhanh hơn so với tưởng tượng của anh. trương dương chậm rãi cởi giày cho cô bé, nâng chân đặt lên đùi mình rồi lại áp lòng bàn tay mình vào gang bàn chân cô bé. vẫn biết rằng trương dương đang chữa bệnh cho mình, thế nhưng cô bé vẫn thấy có chút ngượng ngùng cô dưỡng dưỡng xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại cảm nhận thấy dưới chân chỗ tiếp xúc với lòng bàn tay trương dương đang không ngừng nóng rực lên hai dòng nhiệt lực như tơ nhện theo mạch máu ở chân đang từ từ len lỏi chạy khắp hai chân cô dưỡng dưỡng cảm nhận thấy những mạch máu dưới chân đang không ngừng giãn nở ra sau đó lại có cảm giác tê tê như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bỏ dưới chân loại cảm giác này khiến cô bé đau nhức tê bút cực kỳ khó chịu cô bé cắn chặt môi dưới mình cố gắng không kêu lên một tiếng nào hai bàn tay trắng nõn nhỏ xinh nắm chặt lấy tay vịn của chiếc xe đẩy. Trương Dương đang dùng nội lực của mình đả thông những chỗ kinh mạch bị bế tắc ở chân cô bé. Chuyến du hành của hắn từ đại tùy triều đến thời đại này, rất may Trương Dương vẫn giữ được luồng nội lực thâm hậu của mình, nhưng cũng bị suy giảm ít nhiều. Nếu như ở quá khứ, lúc nội lực hắn vẫn còn sung mãn, thì chỉ cần dùng nội lực Trương Dương cũng có thể đả thông mọi kinh mạch bị bế tắc ở chân cố dưỡng dưỡng, nhưng đổi lại, nội lực cũng bị hao tổn đại bộ phận giờ trương dương cũng muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho cô bé nhưng cũng đành lực bất tòng tâm hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đả thông phần kinh mạch ở các đốt ngón chân còn nếu muốn đả thông toàn bộ kinh mạch ở cả hai chân thì phải dùng thêm thuốc men cùng sự nỗ lực của chính bản thân cô bé cố dưỡng dưỡng nội lực trương dương vận hành đủ ba vòng xong mới thu lại rồi trương dương mới chậm rãi đi lại giày cho cô bé hai mắt to tròn của cố dưỡng dưỡng lẳng lặng nhìn trương dương đang đi giày cho mình trong lòng cô bé đột nhiên lại dấy lên cảm giác ấm áp khó tả trương dương đeo lại giày xong đứng lên em cứ tiếp tục vẽ tranh đi bao giờ có thời gian anh sẽ lại tới thăm em sau anh phải đi rồi sao trong lòng cố dưỡng dưỡng tràn ngập sự ngạc nhiên cùng không muốn trương dương cười nói công tác hiện giờ của anh là ở huyện xuân dương anh còn phải về đó làm việc nữa chứ nếu như anh muốn được thay đổi công tác em sẽ nhờ cha giúp đỡ anh cố dưỡng dưỡng vội vàng nói mà không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như là người khác, nghe được mấy lời này thì hiển nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng Trương Dương lại chẳng biểu hiện ra bất cứ điều gì. Thực ra Trương Dương cũng có ý lấn ná làm quen với vị cô bí thư kia, thế nhưng Trương Dương không hề có ý định thông qua việc chữa bệnh cho cô bé cố dưỡng dưỡng để lấy lòng hắn. Lại càng không muốn lợi dụng sự hồn nhiên trong sáng của cô bé để được thăng quan tiến chức. Hiện giờ, Trương Dương cũng chẳng có chút hứng thú nào với tỉnh lỵ thà làm kê thủ bất vi như hậu. Đây cũng là nguyên tắc bất di bất dịch của Trương Dương từ trước tới nay. Mà nếu như muốn lợi dụng đoạn ân tình này, thì cũng nên sử dụng vào lúc then chốt tối cần thiết, hiện tại Trương Dương cũng chẳng có việc gì cần nhờ và cố bí thư cả. Trương Dương mỉm cười nói, anh giúp em không phải vì muốn em trả ơn. Em cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắc anh sẽ còn quay lại thăm em. Trương Dương càng nói cái kiểu như vậy, ngược lại càng làm cô bé cố dưỡng dưỡng cảm động hơn. Trước đây vì cha là bí thư tỉnh ủy nên mọi người xung quanh đều tỏ ra yêu mến cùng kính trọng. Thế nhưng bọn họ làm vậy đều có mục đích cả. Nhưng trương dương lại khác bọn họ. nàng nói giúp nhưng lại chẳng khác gì khẩu cầu. Thế nhưng trương dương vẫn lắc đầu không nhân. trái lại điều đó lại có vẻ xúc phạm tới trương dương. cố dưỡng dưỡng ấy náy cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi. trương dương cười nói không có gì phải xin lỗi cả từ giây không được nói với anh mấy lời khách sáo như vậy nữa là được rồi. Nói xong Trương Dương cũng cáo từ rời đi, vừa ra ngoài liền phát hiện, cố dài đồng vẫn đứng bên ngoài chờ hắn. Nhận chiếc khăn mặt từ nàng ta rồi lau đám mồ hôi nhễ nhại trên trán đi. Cố dài đồng lại đưa hắn một chén nước, từ biểu hiện của Trương Dương, nàng cũng đoán ra tiểu tử này chắc chắn rất mệt. Cố dài đồng tràn ngập hiếu kỳ nói, ta vẫn không biết, rốt cuộc là người chữa bệnh cho dưỡng dưỡng ra sao nhìn ngươi có vẻ rất mệt. Trương Dương cười nói, sao ta thấy đàn bà con gái, ai cũng giống ai, đều có tính tò mò như vậy. Cố dai đồng chừng mắt nhìn Trương Dương giận dữ mắng, Trương Dương. Ngươi có thể bớt nói những câu trêu chọc ta như vậy có được hay không? Trương Dương thản nhiên lắc lắc đầu, sóng vai cùng cố dai đồng trở lại phòng khách. Hiện giờ cô bí thư vẫn chưa về, cả căn phòng khách xa hoa rộng lớn bây giờ đâm ra lại có gì đó chống trải cô tịch. Đây là lần thứ hai Trương Dương đến đây, vậy mà hắn vẫn cảm giác bị áp lực vô hình đè nặng. Đây là do căn nhà này thiếu không khí ấp áp, hạnh phúc như những căn nhà bình thường khác. Xem ra cố dẫn trí là một người cứng nhắc, đến cả nhà mình mà hắn cũng làm như là nơi làm việc của hắn vậy, lúc nào cũng nghiêm nghị quy củ chặt chẽ. Trương Dương lấy giấy bút ở trên mặt bàn, viết một đơn thuốc rồi đưa cho cố dài đồng nói, chị cứ dựa theo đơn này mà bốc thuốc, chắn chắn sẽ có lợi cho sức khỏe của chị. Cố dài đồng nhíu mày nhìn kỹ lại đơn thuốc trong tay, nhưng nàng lại chẳng biết chút gì về y thuật, nên cũng chẳng biết rốt cuộc là Trương Dương viết những gì nữa. Cũng bởi vì chuyện xảy ra với Hải Lan gần đây, mà Trương Dương đã thu liếm tâm tình lại không ít. Nhưng bản tính hay nói móc đùa dai của thằng nhãi này thì vẫn còn. Thấy cố dai đồng cứ chăm chú đọc đơn thuốc, Trương Dương nguyện miệng nở nụ cười tà ác thấp giọng nói, chỉ cần uống đúng theo đơn thuốc em đã kê, đảm bảo trong nửa tháng, kinh nguyệt của chị sẽ trở lại bình thường khuôn mặt cười của cố giai đồng bị thằng nhãi này trêu đùa mà đỏ bừng lên vì xấu hổ chẳng biết ra mặt thằng nhãi này dày đến độ nào nữa loại chuyện như vậy mà hắn cũng có thể nói không chút ngượng mồm như vậy được sao chẳng nhẽ vốn từ của thằng nhãi này sắp xỉ bằng không nên mới không biết dùng từ khác thay thế hay sao chứ cố giai đồng cắn cắn môi dưới mắng nhẹ miệng cầu thì chẳng bảo giờ sủa được tiếng hay trương dương ha hả cười lớn Cười xong Trương Dương lại nghiêm mặt lại trịnh trọng nói, chị Giai Đồng, chị có thể giúp em một chuyện được hay không? Cũng chẳng có việc gì ngoài việc của Hải Lan, mai hắn đi rồi, nên muốn nhờ Cố Giai Đồng để ý chăm sóc dùm hắn. Cố Giai Đồng không cần nghĩ cũng thừa biết Trương Dương đang định nói gì, nhẹ gật đầu nói là ngươi muốn nhờ ta chăm sóc Hải Lan dùm ngươi. Trương Dương nói, không chỉ là giúp đỡ chăm sóc, mà còn bảo vệ nữa. Những vết thương bên ngoài thì đều không đáng ngại nữa, còn chuyện khôi phục ký ức đã mất thì cũng chẳng biết đến bao giờ nữa. Điều ta lo lắng nhất lại chính là tính mạng của nàng. Chuyện buổi tối hôm đó chắc chị vẫn còn nhớ là có người cố ý hãm hại nàng ta. Giờ em cũng sắp rời đi rồi, không có em ở bên bảo vệ nữa, sợ rằng tính mạng nàng ta bị nguy hiểm. Cố dài đồng nói, người cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ đánh tiếng bảo trương đức phóng để tâm một chút. Kêu hắn điều thêm người bảo vệ thật tốt cho Hải Lan. Trương Dương cũng tin cố giai đồng là người nói được làm được. Nhấc chén trà lên uống một ngụm nhỏ xong chân thành nói, "Em cảm ơn chị trước." "Vậy còn ngươi, bao giờ ngươi lại tới Đông Giang nữa?" Trương Dương thản nhiên đáp lời, "Sẽ nhanh thôi. Thứ nhất, còn phải khám lại cho Hải Lan một lượt nữa. Thứ hai, quay lại để còn chữa tiếp cho hai chân của dưỡng dưỡng." Cố giai đồng vui mừng nói, "Tốt, vậy lúc nào ngươi tới, nhớ gọi điện báo trước cho ta một tiếng." lần lên tỉnh lần này trương dương đi mất tròn một tuần lễ từ lúc trở lại xuân dương trương dương đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều cũng vì cả tinh thần lẫn thể trạng của trương dương đều mệt mỏi nên trương dương ở xuân dương nghỉ ngơi thêm một ngày một đêm nữa từ lúc được sống lại tới nay hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi uể oải như ngày hôm nay cảm giác như cả người không còn chút sức lực nào nữa vậy qua chuyện của hải lan lần này trương dương mới biết trên đời này dù có võ công cao cường hay y thuật tinh thông đến đâu đi chăng nữa cũng đều không thể giải quyết được. Đành trơ mắt ếch nhìn người thân bị nạn mà không giúp ích gì được. Di động của Trương Dương cả ngày hôm nay đều kêu suốt, thế nhưng hắn lại không bắt một cuộc nào, cứ mặc kệ nó kêu. Trương Dương ngủ từ sáng cho tới tận lúc trời sẩm tối mới dậy. Của tay lấy cái di động, nhìn một chút màn hình điện thoại, hầu hết đều là của sở yên nhiên gọi tới nhớ tới khuôn mặt cười xinh tươi đầy quyến rũ của cô nàng sở yên nhiên, nhớ tới sự quan tâm ân cần của nàng ta dành cho mình. Bất giác Trương Dương cảm thấy một trận ấm áp khó tả. Vì gọi cho Trương Dương mà không được, nên sở yên nhiên đành nhắn tin cho hắn, tiểu tử thối, người đang ở đâu vậy? Bao giờ thì về? Đọc xong tin nhắn, Trương Dương liền gọi lại cho cô nàng sở yên nhiên. Đường dây vừa nối thông, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng của sở yên nhiên vừa oán trách lại vừa vui mừng, người xảy ra chuyện gì mà mấy ngày nay đều bật vô âm tín vậy? Chuyện của bệnh viện ngươi cũng mặc kệ, chuyện xây dựng trung tâm thẩm mỹ ngươi cũng mặc kệ, là ngươi kêu bọn ta tới đầu tư cùng ngươi, vậy mà giờ ngươi lại phủi tay bỏ đi biển biệt. Trương Dương tức giận lớn tiếng cắt đứt lời nàng, nhà đầu thối, vậy rốt cuộc là ngươi quan tâm tiền vốn của mình hay là quan tâm ta? Sở yên nhiên giật mình, nhưng cũng không trả lời ngay mà trầm ngâm một lúc, lúc sau mới thấp giọng nói một kẻ vô tình như ngươi đáng để ta phải quan tâm để ý hay sao chứ trương dương cười mỉm nói được rồi ta hiểu rồi vậy là nếu như trên đời này vẫn còn có người quan tâm tới ta hẳn người đó là ngươi rồi nè nè ngươi nói bậy bạ cái gì vậy nghe buồn nôn chết đi được ngươi nghe cho rõ đây ta không thèm quan tâm tới ngươi mau mau thành thật khai ra mấy ngày nay ngươi đi đâu làm những gì đương nhiên Trương Dương không thể nói cho nàng ta nghe toàn bộ chuyện tình phát sinh mấy ngày vừa rồi ở Đông Giang được. Hắn cười nói, chỉ là ta đưa em gái ta đến trường, thuận tiện quan hệ với mấy người ở đó thôi mà. Ta ở lại đó vài hôm, cũng là do di động bị ngấm nước mưa nên trục trặc một chút, hôm nay sửa xong mới trở về. Bởi vì ta thấy hơi mệt, ngủ suốt từ sáng tới giờ, điện thoại đổ chuông nhưng cũng không thấy. Thực sự xin lỗi. Sở yên nhiên nhẹ cắn cắn môi dưới, trực giác của con gái rất tinh tế, nàng cũng biết những lời này của Trương Dương chẳng quay chỉ là lấy lệ cho qua chuyện mà thôi. Nếu như hắn thực sự nghĩ tới mình, vậy thì tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà đến một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không thấy đâu. Nghĩ tới đây sở yên nhiên không khỏi cảm thấy có chút vỉ khuất. Từ lúc quen Trương Dương tới nay, lần nào cũng đều là nàng chủ động tìm hắn, chứ thằng nhãi này nào có chịu chủ động liên hệ với nàng. Nếu như trừ lần mới đây, hắn chủ động gọi điện tới thì cũng chẳng còn lần nào khác. Nhưng mà hắn gọi tới tìm vì công việc, vì dự án xây dựng trung tâm thẩm mỹ của hắn chứ nào vì thương nhớ nàng mà gọi điện hỏi thăm. Trong lòng đã thấy không vui rồi, vậy mà thằng nhãi kia còn nói cái kiểu đó. Sở Yên Nhiên tức giận chẳng thèm nói thêm lời nào nữa, cúp điện thoại cái rụp. Được nói chuyện với Sở Yên Nhiên nên tâm tình Trương Dương cũng khá hơn chút ít, đang định trêu đùa nàng ta mấy câu nữa, đột nhiên điện thoại lại mất tín hiệu. Trương Dương đang định gọi lại thì Lý Trường Vũ lại gọi tới bản tính trêu người lại nổi lên, Trương Dương đang định trêu đùa hắn mấy câu, thế nhưng lại nuốt trở lại. Bởi nhẽ chẳng hiểu sao lần này hắn lại có vẻ nghiêm túc tới vậy Trương Dương. Có phải người ở Đông Giang lại gây chuyện gì hay không? Trương Dương nghe xong mà ngẩn cả người, nhớ lại những việc xảy ra ở Đông Giang, quả thực lúc ở Đông Giang có xảy ra chút sự tình nho nhỏ. Là khi hắn với Hải Lan đang triền miên ân ái thì cả đám cảnh sát ập vào bắt quả tang bất quá chẳng phải chuyện này đã giải quyết xong xuôi rồi hay sao? Loan Thắng Văn đã đồng ý không để lộ chuyện này ra ngoài rồi cơ mà. Hay là chuyện mình vì cứu cố giai đồng mà giết chết một gã sát thủ? Chẳng phải bên cảnh sát đã lập hồ sơ ghi rõ chuyện này là vì phòng vệ nên mới gây án, bởi vậy mới không truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa hai chuyện này hầu như đều được cấp trên ỉm đi, là những vụ việc cơ mật của cảnh sát, vậy thì sao Lý Trường Vũ lại hay tin được nhỉ? Một thoáng suy nghĩ qua đi, Trương Dương liền nở nụ cười nói, sao Lý Phó thị trưởng lại nói như vậy? Ta ở Đông Giang cũng chỉ là uống rượu quen biết thêm mấy người bạn, chắc cũng không vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp mới phải chứ. Lý Trường Vũ hơi trầm giọng xuống nói, Trương Dương, là có người tố cáo ngươi. Dù gì ngươi cũng là cán bộ nhà nước, hành sự phải cẩn thận một chút chứ. Dạo gần đây hắn nói chuyện với Trương Dương như hai người bạn thân, không việc gì phải giấu giếm nói ý như trước, cứ trực tiếp nói thẳng ra mọi chuyện là ai, Trương Dương nhíu nhíu mày suy nghĩ, nhưng chẳng biết là mình đã đắc tội với ai để giờ bị người ta đâm lén sau lưng. Lý Trường Vũ thở dài một tiếng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Trương Dương, chỉ thấp giọng nói là ngươi không chịu chú ý đó thôi. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, làm việc gì cũng đừng nên huynh hoang quá. Chẳng nhẽ đến giờ ngươi vẫn chưa thấm nhuần đạo lý, muốn làm lãnh đạo thì trước tiên phải giữ được cái đầu lạnh hay sao? Là ai đặt điều hãm hại ta? lúc này Trương Dương chẳng khác gì thú hoang đói mồi. Chỉ cần tìm đúng mục tiêu, thì Trương Dương có thể xả hết bao mối hận thù cùng sầu não chất chứa mấy hôm nay của hắn. Lần này Trương Dương quyết không lưu tình một chút nào. Hiển nhiên Lý Trường Vũ không muốn nói tiếp vấn đề này với Trương Dương nữa. Hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Trương Dương, mà chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ, người không nên hỏi ta vì sao. Mà phải tự mình xem lại nguyên nhân vì đâu. Nói xong câu này hắn liền cúp điện thoại xuống. Biến hóa nhỏ của biểu tình trên mặt Tần Thanh cũng không thoát khỏi con mắt của Dương Thủ Nghĩa, hắn nói chuyện này ra chủ yếu là để xem phản ứng của Tần Thanh thế nào. Từ phản ứng có chút lúng túng cùng khó chịu của nàng, Dương Thủ Nghĩa có thể khẳng định chắc chắn giữa Trương Dương và Tần Thanh không đơn thuần chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Xem ra lời đồn đại bên ngoài cũng không phải là vô lý, không có lửa làm sao có khó chứ. Trong đầu Dương Thủ Nghĩa không khỏi xuất hiện vài ý nghĩa đê tiện, quả phụ thanh. Xem ra Tần Thanh cũng không phải như hình tượng băng thanh ngọc khiết mà người ta vẫn thường nói. Tần Thanh ổn định lại tâm tình nói, chuyện này chỉ sợ còn nhiều nghi ngờ. Dù sao không có chứng cứ cụ thể, chúng ta cũng không nên hoài nghi một đảng viên, một cán bộ nhà nước. Dương Thủ Nghĩa lại hút một hơi thuốc. Tần Thanh đột nhiên ho khan mấy tiếng, dùng tay che mũi lại một chút, đôi mắt lặng lẽ nhìn Dương Thủ Nghĩa, nàng cố ý làm như vậy là biểu thị sự không vừa ý đối với hành động của Dương Thủ Nghĩa dương thủ nghĩa có chút xấu hổ cười cười khoát khoát tay xua khói thuốc thật không có ý tứ ta nghiện thuốc lá đã lâu rồi lại quên mất ngươi là cán bộ nữ tần thanh ho khan một tiếng nói không sao không sao dương thủ nghĩa lại còn khôn rõ ý tứ người ta nữa sao ha hả cười dập điếu thuốc sau đó lại hướng trọng tâm câu chuyện vào vấn đề trương dương tuy rằng nói chuyện này không có căn cứ chính xác thế nhưng từ cung cách thường ngày của hắn cũng thấy có vấn đề ngươi xem hắn ăn mặc đều là hàng hiệu điện thoại di động xịn, với lương tháng của hắn liệu có thể mua sắm được chăng? Xe ô tô phá hỏng một cái, ngay sau đó lại có ngay một chiếc khác. Tần Thanh sửa lại, cũng là xe cũ thôi. Xe cũ cũng vài ngàn tệ, hắn bất quá chỉ là một cán bộ mới làm có nửa năm, cả lương cộng thưởng cũng có vài trăm tệ mà thôi. Người nói hắn mua nổi sao? Tần Thanh vẫn thản nhiên nói, ý tứ của Dương Bí Thư là vấn đề tài chính của hắn có vấn đề. Dương Thủ Nghĩa cười giảo hoạt, ta không có nói thế, biết đâu là hắn xuất thân phú quý, bất quá ta lại nghe nói cha mẹ hắn là công nhân phổ thông tại một nhà máy nào đó, theo lý thuyết hẳn là cũng không dư giả gì. Người bảo ta nói có đúng không nào? Dương Bí Thư cho rằng nên làm như thế nào? Tần Thanh đối với Dương Thủ Nghĩa này đã sinh ra sự phản cảm cực độ, hắn hiển nhiên là chĩa mũi giáo về phía Trương Dương. Mặc dù Trương Dương và hắn đúng là có chút không hợp nhau cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải trăm phương ngàn kế tìm cách dồn ép người ta như thế. Từ nhiều việc khác cộng lại nữa khiến cho Tần Thanh kết luận Dương Thủ Nghĩa này đích thị là một tên tiểu nhân không hơn không kém. Hiện hắn đang muốn tạo áp lực khiến cho Trương Dương trên đường chính trị khó có thể bước đi thuận lời, Tần Thanh đang phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, một là phải thuận theo thủy triều nhấn sâu Trương Dương xuống, hoặc là phải giảm bớt áp lực cho hắn, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nội tâm Tần Thanh đang hết sức mâu thuẫn. Dương Thủ Nghĩa lại nói, ta kiến nghị, trước khi điều tra rõ ràng những việc này, Trương Dương tạm thời không thể tiếp tục công tác. Tần Thanh nhẹ giọng nói, kiểu ủy không phải đã điều tra rồi sao, cũng không có điều tra ra vấn đề gì. Hẳn là ngài cũng đã biết rồi, vô luận là tại y viện, ban đầu tư sở thương mại, hay ban kế hoạch xã Hắc Sơn Tử đều không có vấn đề gì. Dương Thủ Nghĩa nghe ra những lời này của Tần Thanh dường như là có chút ý trào phúng, bất quá hắn nghĩ rằng Tần Thanh không có ý đó, Hắn tin tưởng nàng hẳn sẽ không vì một tên cán bộ cấp ban mà trở mặt với mình. Dương Thủ Nghĩa nói, chỉ cần tra kỹ càng xuống nữa, không sợ không tìm ra vấn đề. Tần Thanh nhìn Dương Thủ Nghĩa nói, chẳng phải Dương bí thư vừa mới nói chỉ là có thể có thôi sao? Vẻ cười cười trên mặt Dương Thủ Nghĩa nhất thời tắt ngúm, hắn vạn lần không thể ngờ Tần Thanh lại phản ứng trực tiếp lại nhanh như thế. Cái gọi có lẽ có, cũng chính là không chắc đã có. Thời nhà Tống, đại tướng Nhạc Phi chết cũng là vì bởi ba chữ này, từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu người bởi vì ba cái chữ, có lẽ có, mà toi mạng, bây giờ Trương Dương cũng lại dính vào ba cái chữ này. Bất quá Dương thủ nghĩa không thể không thừa nhận thủ đoạn của bản thân mình cũng là dùng ba cái chữ, có lẽ có, này để ép Trương Dương vào đường cùng, cựu hận của hắn với Trương Dương không đơn giản chỉ có vì nhi tử của mình, mà còn cả sự kiện mỏ than kia. Hình ảnh con gà bị vặn cổ ngay trên giường mình vẫn còn nguyên như mới hôm qua vậy, cảnh máu me đầm đìa đó vẫn ám ảnh cả vào giấc mơ hắn không biết bao nhiêu lần làm cho hắn không thể ngủ yên được. Trương Dương chính là một cái gai nhọn trong lòng hắn, Dương Thủ nghĩa hận không thể nhỏ bỏ ngay lập tức, Trương Dương còn ở Xuân Dương một ngày thì hắn còn khó chịu một ngày. Thế nhưng hiện tại Tần Thanh nói ra ba chữ, có lẽ có, rõ ràng là muốn ám chỉ hắn đang cố tình hãm hại Trương Dương, Dương Thủ Nghĩa không nhịn được cười nói, Tần Thanh. Người nói lời này là có ý gì, Tần Thanh cũng không chịu nhường bộ, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, làm việc phải dựa vào thực tế. Không thể chỉ dựa vào ba chữ, có lẽ có, mà đánh giá về một cán bộ, về một đồng chí được, càng không thể dựa vào đó để đánh giá thành tích công tác của người ta. Dương Thủ Nghĩa nghe ra rõ ràng là Tần Thanh hẳn là bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ cho tiểu tử Trương Dương kia, trong nội tâm Dương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thấy phẫn nộ, người ta vào lúc nổi giận thường hay nói ra những lời thiếu suy nghĩ, rất dễ phạm phải sai lầm, hắn lạnh lùng nói: tần chủ tịch có chuyện ta cần phải nhắc nhở người thân là cán bộ quốc gia cũng cần phải hiểu được công tác và cảm tình là hai chuyện riêng biệt không thể hòa lẫn vào với nhau những lời này của hắn có thể hiểu chính là trực tiếp vạch trần quan hệ tư tình của tần thanh và trương dương tần thanh đương nhiên mít bạch ý của hắn nàng lộ ra một nụ cười kinh thường dương bí thư vấn đề cá nhân của ta không dám phiền tới ngài quan tâm còn về phía vấn đề công tác Ta tuyệt đối không bao giờ lẫn lỗn tình cảm cá nhân vào đó. Căn cứ vào sự thực đó là chuẩn tắc làm việc của ta. Ý của nàng chính là đang chỉ trích Dương Thủ Nghĩa đem tư thủ cá nhân vào công việc. Dương Thủ Nghĩa cười cười đứng dậy, xem ra chúng ta cũng không cần phải bàn chuyện tiếp nữa. Tần Thanh thậm chí không còn có ý đứng dậy tiến, nàng nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói đi đường tốt ra. Qua một phen nói chuyện với Dương Thủ Nghĩa. Nàng có thể minh bạch một việc đó là Dương Thủ Nghĩa quyết tâm muốn nhân cơ hội lần này ép Trương Dương tới cùng. Mà nàng cũng phát hiện rằng tuy rằng bản thân luôn né tránh tình cảm của Trương Dương, thế nhưng trong tiềm thức của nàng lại không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn hại tới hắn. Dưới uy áp của Dương Thủ Nghĩa, nàng bỗng nhiên cảm thấy vì hắn nàng có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Chương 78, có lẽ có. Tần Thanh ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Trương Dương, tựa hồ nhìn thấy được ánh mắt phiền muộn trong ánh mắt của hắn nàng ý thức được điều gì đó nhẹ nhàng nói ta không có hỏi nghi ngươi chuyện này rất phức tạp nói xong câu đó nàng không khỏi có chút hối hận bản thân là chủ tịch một huyện mà lại dùng cái khẩu khí mềm yếu này nói với hắn là hạ cấp không hiểu sao cứ đối mặt với hắn là trong lòng lại có cảm giác lo lắng không yên tần thanh không dám nghĩ tiếp nữa chuyện y đạo quan đồ trương dương nhìn tần thanh phức tạp có phải là có người muốn nhắm vào ta không Ngươi hãy nói cho ta biết đến tột cùng là ai. Tần Thanh nhíu nhíu đầu mày, Trương Dương, ngươi có thể chín chắn ra một chút được không? Chính trị không phải là trò chơi trẻ con, ngươi là một cán bộ quốc gia, sao lại cứ hành động theo cảm tính như thế? Trương Dương cả tiếng nói, hành động theo cảm tính. Hiện tại đã có kẻ khi dễ đến đầu ta rồi, chẳng nhẽ hắn muốn đánh thì ta phải dơ mặt ra cho hắn đánh sao? Mà càng buồn cười chính là bị đánh rồi mà vẫn không biết là kẻ nào đánh mình tần thanh thở dài nói trương dương người có phát hiện ra một điều cảm xúc hiện tại của ngươi rất không đúng người đang luống cuống bất an người đã mất đi sự bình tĩnh mà ngươi luôn có rốt cuộc tại đông giang đã xảy ra chuyện gì ngươi đánh trống lảng giỏi a à? vấn đề ta hỏi không trả lời dựa vào cái gì muốn ta phải trả lời ngươi tần thanh cả giận nói trương dương ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì nhưng ta thấy rõ ràng ngươi đã mất đi lý trí thân là một đảng viên một cán bộ quốc gia, với trạng thái hiện tại của ngươi thì không thể nào tiếp tục đảm nhiệm công tác được. Chuyện y đạo quan đồ. Trương Dương lạnh lùng nhìn Tần Thanh, từ tối hôm qua Lý Trường Vũ đã nhắc nhở mình, liên tiếp những chuyện xảy ra đều nhắm vào hắn, lời này có Tần Thanh là có ý tứ gì? Lẽ nào nàng cũng muốn đối phó với mình, chẳng lẽ nàng muốn xuống tay với mình? Ánh mắt Trương Dương tràn ngập phẫn nộ và chán nản, Tần Thanh nhìn ánh mắt đầu vẻ đau buồn của hắn mà trong lòng không khỏi cảm thấy run rẩy. Nàng lặng lẽ tự hỏi bản thân vì sao lại như vậy. Tần Thanh cắn cắn môi, "Tiểu Trương, ta xem hay là ngươi nên nghỉ ngơi một chút." Câu này do dự mãi nàng mới nói ra, nói ra được cũng hết sức gian nan, trong lòng cũng rất lo lắng. "Chuyện y đạo quan đồ." Trương Dương gật đầu, không nói một lời nào, xoay người bước ra ngoài cửa. Nhìn bóng lưng Trương Dương tiêu thất dần, không hiểu sao trong lòng Tần Thanh lại dâng lên một nỗi buồn vô cớ thời gian Trương Dương rời khỏi Xuân Dương huyện vừa qua xuất hiện rất nhiều lời đồn đại bất lợi cho hắn. Về phía viện chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em huyện đối với vị bí thư tân nhiệm này cũng có nhiều phản ứng không tốt. Tuy rằng mỗi lãnh đạo đương nhiên không thể tránh khỏi việc người khen kẻ chê, nhưng Trương Dương lần này thì bất đồng, có cả đơn có chữ ký của tất cả các chủ nhiệm trong viện gửi lên cục. Cục cũng không dám xử lý mà đem chuyện này đùn cho huyện, Tần Thanh vốn định đưa cho hắn xem cái đơn này, nhưng vừa mới nói chuyện được vài câu đã phát sinh mâu thuẫn, căn bản không có cơ hội để đưa ra. Cửa phòng làm việc của Tần Thanh vang lên tiếng gõ nhẹ, là bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa đi đến, Tần Thanh cảm thấy thập phần ngạc nhiên, kể từ lúc tới huyện Xuân Dương tới giờ, đây là lần đầu tiên mà bị bí thư huyện ủy này chủ động tới bái phòng nàng. Nói gì thì nói, Dương Thủ Nghĩa vẫn là lão đại ở cái huyện Xuân Dương này, Tần Thanh vội vàng đứng dậy đón tiếp Dương Bí Thư. Ngài thế nào lại tới đây thế này? Có chuyện gì cứ nói một tiếng, để ta tới chỗ ngài mới phải chứ." Dương Thủ Nghĩa mỉm cười ngồi xuống đối diện với Tần Thanh, hắn theo thói quen định rút bao thuốc lá ra, nhưng sực nhớ Tần Thanh là nữ nên lại thôi. Hắn cười nói, "Ta vừa vặn đi qua, muốn bàn một vài chuyện với ngươi." Tần Thanh rót trà cho Dương Thủ Nghĩa, hắn khoát khoát tay, "Đâu cần phiền phức như thế. Ta nói vài lời thôi, xong rồi đi ngay ấy mà." Tuy hắn nói vậy nhưng Tần Thanh vẫn đưa chén trà tới trước mặt hắn mỉm cười nói, Dương Bí Thư có chỉ thị gì? Dương Thủ Nghĩa thở dài nói, ta cũng nói thẳng, lần này ta tới đây là vị chuyện của Trương Dương. Hắn vừa mới tới viện chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em vài bữa, bên đó đã loạn hết cả lên, sự phẫn nộ của dân cũng lên rất cao, chủ nhiệm các phòng ban trong viện đã gửi yêu cầu, nếu hắn tiếp tục ở đó, bọn họ sẽ bãi công tập thể. Tần Thanh thản nhiên không nói gì nhìn Dương Thủ Nghĩa một chút, những lời này của Dương Thủ Nghĩa đích xác là có chú giật gân quá. Theo như nàng biết, Trương Dương từ lúc đảm nhiệm trước bí thư Đảng ủy viện đã làm rất nhiều việc, đầu tiên là giải quyết xong xuôi những vấn đề tranh cãi đã lâu trong viện, ngoài ra còn kêu gọi được tài chính từ bên ngoài vào viện. Trung tâm thẩm mỹ thuộc viện cũng đang được sửa sang trang hoàng, tầm mùng 1 tháng 10 là có thể khai trương đón khách được rồi. Những việc hắn làm được rõ ràng là thành tích đáng khen ngợi, nhưng thật không ngờ những điểm thành tích đó lại trở thành điểm để người ta công kích hắn dương thủ nghĩa lại nói tuổi trẻ đúng là luôn sục sôi nhiệt huyết mạnh dạn đi đầu thế nhưng làm việc nhất định phải vững vàng kiên định từng bước từng bước không thể viển vông phi thực tế được trên đời này không ai có thể một bước lên trời nhưng lời này rõ ràng là hai ý tứ hắn không chỉ nói trương dương mà còn ám chỉ cả tần thanh cũng trong phạm trù người trẻ tuổi tần thanh nhẹ nhàng cười nói kỳ thực trương dương cũng rất nỗ lực trong công tác chỉ là cách làm cấp tiến một chút mà thôi bất quá cũng là vì suy nghĩ cho y viện Dương Thủ Nghĩa rốt cuộc vẫn không nhịn nổi thói thèm thuốc, rút ra một điếu châm lên hút rồi nói ta biết hắn rất có năng lực. Bất quá có một vài chuyện không biết ngươi đã nghe chưa? Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Tần Thanh lặng lặng nhìn Dương Thủ Nghĩa, có thể khiến cho lão cáo giả này tự động chạy đến chỗ mình, lại còn mất công liệt kê đầy đủ các tội danh của Trương Dương ra. Chỉ có một nguyên nhân đó là hắn quyết định đánh đổ Trương Dương, muốn cho Trương Dương cả đời này không thể cựa mình được thanh âm dương thủ nghĩa đột nhiên trầm xuống, hắn tại tỉnh đi chơi bởi chắc táng bị bắt được nguyên văn là đi chơi gái, nhưng mà em không biết từ chơi gái trong ngôn ngữ chính trị là gì, gì, nhưng lại dùng quan hệ ém chuyện này lại, thế nhưng vẫn có tin tức truyền tới ta. Trên khuôn mặt tần thanh tràn ngập vẻ ngạc nhiên, tự nhiên trong lòng có một cảm giác phẫn nộ, nhưng nàng nhanh chóng nhắc nhở mình rằng, cho dù thực sự Trương Dương có làm chuyện đó đi chăng nữa cũng chẳng quan hệ gì tới mình, đó là việc sinh hoạt cá nhân của hắn, Biến hóa nhỏ của biểu tình trên mặt Tần Thanh cũng không thoát khỏi con mắt của Dương Thủ Nghĩa, hắn nói chuyện này ra chủ yếu là để xem phản ứng của Tần Thanh thế nào. Từ phản ứng có chút lúng túng cùng khó chịu của nàng, Dương Thủ Nghĩa có thể khẳng định chắc chắn giữa Trương Dương và Tần Thanh không đơn thuần chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Xem ra lời đồn đại bên ngoài cũng không phải là vô lý, không có lửa làm sao có khó chứ. Trong đầu Dương Thủ Nghĩa không khỏi xuất hiện vài ý nghĩa đê tiện, quả phụ thanh. Xem ra Tần Thanh cũng không phải như hình tượng băng thanh ngọc khiết mà người ta vẫn thường nói. "Chuyện y đạo quan đồ." Tần Thanh ổn định lại tâm tình nói, "Chuyện này chỉ sợ còn nhiều nghi ngờ. Dù sao không có chứng cứ cụ thể, chúng ta cũng không nên hoài nghi một đảng viên, một cán bộ nhà nước." Dương Thủ Nghĩa lại hút một hơi thuốc. Tần Thanh đột nhiên ho khan mấy tiếng, dùng tay che mũi lại một chút, đôi mắt lặng lẽ nhìn Dương Thủ Nghĩa nàng cố ý làm như vậy là biểu thị sự không vừa ý đối với hành động của dương thủ nghĩa dương thủ nghĩa có chút xấu hổ cười cười khoát khoát tay xua khói thuốc thật không có ý tứ ta nghiện thuốc lá đã lâu rồi lại quên mất ngươi là cán bộ nữ tần thanh ho khan một tiếng nói không sao không sao dương thủ nghĩa lại còn khôn rõ ý tứ người ta nữa sao ha hả cười dập điếu thuốc sau đó lại hướng trọng tâm câu chuyện vào vấn đề trương dương tuy rằng nói chuyện này không có căn cứ chính xác thế nhưng từ cung cách thường ngày của hắn cũng thấy có vấn đề. Người xem hắn ăn mặc đều là hàng hiệu, điện thoại di động xịn, với lương tháng của hắn liệu có thể mua sắm được chăng? Xe ô tô phá hỏng một cái, ngay sau đó lại có ngay một chiếc khác. Tần Thanh sửa lại, cũng là xe cũ thôi. Xe cũ cũng vài ngàn tệ, hắn bất quá chỉ là một cán bộ mới làm có nửa năm, cả lương cộng thưởng cũng có vài trăm tệ mà thôi. Người nói hắn mua nổi sao? tần thanh vẫn thản nhiên nói ý tứ của dương bí thư là vấn đề tài chính của hắn có vấn đề dương thủ nghĩa cười giảo hoạt ta không có nói thế biết đâu là hắn xuất thân phú quý bất quá ta lại nghe nói cha mẹ hắn là công nhân phổ thông tại một nhà máy nào đó theo lý thuyết hẳn là cũng không dư giả gì người bảo ta nói có đúng không nào dương bí thư cho rằng nên làm như thế nào tần thanh đối với dương thủ nghĩa này đã sinh ra sự phản cảm cực độ hắn hiển nhiên là chĩa mũi giáo về phía trương dương Mặc dù Trương Dương và hắn đúng là có chút không hợp nhau cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải trăm phương ngàn kế tìm cách dồn ép người ta như thế. Từ nhiều việc khác cộng lại nữa khiến cho Tần Thanh kết luận Dương thủ nghĩa này đích thị là một tên tiểu nhân không hơn không kém. Hiện hắn đang muốn tạo áp lực khiến cho Trương Dương trên đường chính trị khó có thể bước đi thuận lời, Tần Thanh đang phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, một là phải thuận theo thủy triều nhấn sâu Trương Dương xuống, hoặc là phải giảm bớt áp lực cho hắn, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này nội tâm tần thanh đang hết sức mâu thuẫn chuyện y đạo quan đồ dương thủ nghĩa lại nói ta kiến nghị trước khi điều tra rõ ràng những việc này trương dương tạm thời không thể tiếp tục công tác chuyện y đạo quan đồ tần thanh nhẹ giọng nói kiểu ủy không phải đã điều tra rồi sao cũng không có điều tra ra vấn đề gì hẳn là ngài cũng đã biết rồi vô luận là tại y viện ban đầu tư sở thương mại hay ban kế hoạch xã hắc sơn tử đều không có vấn đề gì Dương Thủ Nghĩa nghe ra những lời này của Tần Thanh dường như là có chút ý trào phúng, bất quá hắn nghĩ rằng Tần Thanh không có ý đó, hắn tin tưởng nàng hẳn sẽ không vì một tên cán bộ cấp ban mà trở mặt với mình. Dương Thủ Nghĩa nói, chỉ cần tra kỹ càng xuống nữa, có lẽ có sai phạm nào đó. Tần Thanh nhìn Dương Thủ Nghĩa nói, chẳng phải Dương bí thư vừa mới nói chỉ là có lẽ có thôi sao? Vẻ cười cười trên mặt Dương Thủ Nghĩa nhất thời tắt ngúm, hắn vạn lần không thể ngờ Tần Thanh lại phản ứng trực tiếp lại nhanh như thế. Cái gọi có lẽ có, cũng chính là không chắc đã có. Thời nhà Tống, Đại tướng Nhạc Phi chết cũng là vì bởi ba chữ này, từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu người bởi vì ba cái chữ, có lẽ có, mà toi mạng, bây giờ Trương Dương cũng lại dính vào ba cái chữ này. Bất quá Dương thủ nghĩa không thể không thừa nhận thủ đoạn của bản thân mình cũng là dùng ba cái chữ, có lẽ có, này để ép Trương Dương vào đường cùng, cừu hận của hắn với Trương Dương không đơn giản chỉ có vì nhi tử của mình, mà còn cả sự kiện mỏ than kia, Hình ảnh con gà bị vặn cổ ngay trên giường mình vẫn còn nguyên như mới hôm qua vậy, cảnh máu me đầm đìa đó vẫn ám ảnh cả vào giấc mơ hắn không biết bao nhiêu lần làm cho hắn không thể ngủ yên được. Trương Dương chính là một cái gai nhọn trong lòng hắn, Dương Thủ nghĩa hận không thể nhỏ bỏ ngay lập tức, Trương Dương còn ở Xuân Dương một ngày thì hắn còn khó chịu một ngày. Thế nhưng hiện tại Tần Thanh nói ra ba chữ, có lẽ có, rõ ràng là muốn ám chỉ hắn đang cố tình hãm hại Trương Dương, Dương Thủ nghĩa không nhịn được cười nói, Tần Thanh Ngươi nói lời này là có ý gì?" Tần Thanh cũng không chịu nhượng bộ, "Chúng ta là cán bộ lãnh đạo, làm việc phải dựa vào thực tế. Không thể chỉ dựa vào ba chữ có lẽ có mà đánh giá về một cán bộ, về một đồng chí được, càng không thể dựa vào đó để đánh giá thành tích công tác của người ta." Dương Thủ Nghĩa nghe ra rõ ràng là Tần Thanh hẳn là bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ cho tiểu tử Trương Dương kia, trong nội tâm Dương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thấy phẫn nộ người ta vào lúc nổi giận thường hay nói ra những lời thiếu suy nghĩ, rất dễ phạm phải sai lầm, hắn lạnh lùng nói tần chủ tịch, có chuyện ta cần phải nhắc nhở người. Thân là cán bộ quốc gia, cũng cần phải hiểu được công tác và cảm tinh là hai chuyện riêng biệt không thể hòa lẫn vào với nhau. Những lời này của hắn có thể hiểu chính là trực tiếp vạch trần quan hệ tư tình của Tần Thanh và Trương Dương. Tần Thanh đương nhiên mít bạch ý của hắn, nàng lộ ra một nụ cười kinh thường, Dương Bí Thư, Vấn đề cá nhân của ta không dám phiền tới ngài quan tâm Còn về phía vấn đề công tác Ta tuyệt đối không bao giờ lẫn lộn tình cảm cá nhân vào đó Căn cứ vào sự thực đó là chuẩn tắc làm việc của ta Ý của nàng chính là đang chỉ trích Dương Thủ Nghĩa đem tư thủ cá nhân vào công việc Dương Thủ Nghĩa cười cười đứng dậy Xem ra chúng ta cũng không cần phải bàn chuyện tiếp nữa Tần Thanh thậm chí không còn có ý đứng dậy tiến Nàng nhẹ nhàng nâng chén trả lên nhấp một ngụm rồi nói Đi đường tốt ra qua một phen nói chuyện với Dương Thủ Nghĩa, nàng có thể minh bạch một việc đó là Dương Thủ Nghĩa quyết tâm muốn nhân cơ hội lần này ép Trương Dương tới cùng. Mà nàng cũng phát hiện rằng tuy rằng bản thân luôn né tránh tình cảm của Trương Dương, thế nhưng trong tiềm thức của nàng lại không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn hại tới hắn. Dưới uy áp của Dương Thủ Nghĩa, nàng bỗng nhiên cảm thấy vì hắn nàng có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Tần Thanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nhấc máy gọi điện cho Lý Trường Vũ. Nàng cũng biết, giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ gì đó rất khăng khít. Bởi vậy nàng mới hỏi qua ý kiến của hắn về vụ rắc rối này của Trương Dương. Lý Trường Vũ cũng biết sớm muộn Tần Thanh sẽ gọi điện cho hắn, có chủ ý từ trước, hắn chỉ thấp giọng nói ta cũng biết sớm muộn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Quả thực năng lực của Trương Dương là điều không ai có thể bàn cãi, lại có những ý tưởng cấp tiến mới mẻ, nhưng chính điều đó làm chướng mắt một số người. Vì tuổi đời hắn còn khá trẻ, nông nổi, rồi làm việc theo cảm tính, chính điều đó sẽ bị kẻ khác lợi dụng gây khó dễ. Tần Thanh hỏi ngược lại, Lý Phó Thị Trường, ngài cũng tin mấy lời đồn đại đó sao? Lý Trường Vũ thản nhiên cười nói, nếu như Trương Dương là kẻ hám tiền như vậy, thì với năng lực của hắn, việc gì phải chui vào trốn quan trường nghèo đói này? Hắn là một kẻ có dã tâm, nhất thiết không cam chịu làm cấp dưới lâu đâu. Bởi vậy, một chút lợi ích nho nhỏ như vậy, hắn há thèm để vào mắt hay sao cơ chứ? Quả thực, không ai hiểu rõ Trương Dương hơn Lý Trường Vũ. Chắc cũng bởi vì hắn là người quen thân Trương Dương lâu nhất nên mới hiểu rõ con người Trương Dương. Chuyện y đạo quan đồ. Thực ra Tần Thanh cũng từng nghĩ đến điều này, những cái khác không cần nhắc đến, chỉ riêng tài nghệ y thuật siêu quần cùng với đôi diệu thủ kia của hắn, trong thời buổi này, việc kiếm bộn tiền với hắn là quá dễ dàng. Nhưng đến giờ nàng vẫn không lý giải nổi, tại sao Trương Dương lại đi chọn trốn quan trường đầy rẫy nguy hiểm, lại gặp gành khó đi này cứ thong dong làm thần y kiếm tiền đại phú đại quý có phải hơn không? Trao đổi răm ba câu mở màn xong, Tần Thanh liền chuyển chủ đề vào những lời nói vừa rồi của Dương Bí Thư. Như nàng nhận thấy, Dương Bí Thư có oán niệm rất lớn với Trương Dương, lần này hắn quyết tâm triệt hạ Trương Dương cho bằng được mới cam lòng. Tần Thanh nói ra những lời này, cũng là muốn Lý Trường Vũ hiểu được tình cảnh khó khăn hiện giờ của Trương Dương, cũng là nhắc nhở Lý Phó Thị trưởng mau chóng nghĩ cách tiếp viện cứu trợ Trương Dương thế nhưng làm tần thanh phải giật mình hoảng hốt khi lý trường vũ nghe xong cũng chẳng có bất kỳ động thái gì cứ hờ hững như không không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ ra tay giúp đỡ trương dương cả lý trường vũ chỉ đưa ra ý kiến của mình có lẽ phải thay đổi vị trí công tác của hắn chút ít ta thấy hắn không thích hợp công tác ở bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho lắm tần thanh nhẹ giọng nói hiện giờ có người cố ý gây khó dễ cho hắn dù có thuyên chuyển công tác đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi bị khiển trách. Hiện giờ nàng cũng biết, Trương Dương đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhưng chỉ cần Lý phó thị trưởng ra tay giúp đỡ, hiển nhiên chuyện to sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có dễ dàng. Chỉ là những lời vừa rồi cho thấy, thái độ của Lý phó thị trưởng không rõ ràng cho lắm. Vẫn chưa nhận thấy hắn có ý muốn giúp đỡ Trương Dương gì cả. Thực ra Lý Trường Vũ ở đầu dây bên kia cũng lo lắng, suy nghĩ rất nhiều. Bởi nhẽ lần này Trương Dương đắc tội với một người có địa vị không tầm thường chút nào. Đừng nói là huyện Xuân Dương, mà cho dù Trương Dương có là cán bộ ở Giang Thành đi chăng nữa, thì lần này cũng khó thoát khỏi số phận. Còn chính hắn, nếu như không cẩn thận, đắc tội với đại nhân vật phía sau màn, thì e rằng chính hắn cũng gặp điều chẳng lành nữa là. Hiển nhiên những nỗi khổ tâm này, hắn sao có thể nói cho Tần Thanh biết được. Ngày hôm qua, Lý Trường Vũ đã ám chỉ cho Trương Dương biết điều này đồng thời hắn cũng nói ý cho trương dương biết hắn sẽ không dính dáng gì tới vụ lần này người cứ chuẩn bị lo liệu cho thật tốt đi nhưng lúc cúp điện thoại xong đột nhiên hắn lại cảm thấy áy náy mối quan hệ của hắn với tiểu tử này ban đầu là đề phòng cùng căm thù lợi dụng và bị lợi dụng rồi dần dần lại chuyển thành quan hệ vừa là thầy vừa là bạn và cũng chính tay hắn kéo trương dương vào trốn quan trường này nhìn trương dương mà hắn lại nhớ tới thời trai trẻ đầy nhiệt huyết của mình mỗi lần thấy Trương Dương trưởng thành, đạt được nhiều thành tích hơn, hắn lại cảm giác như chính mình thành công, mà khi Trương Dương thất bại, cũng làm hắn có cảm giác thất vọng tràn trề. Từ lúc quen biết với Trương Dương đến nay, những việc Trương Dương làm giúp hắn, còn vượt xa những gì hắn giúp Trương Dương. Chính điều này làm hắn cảm thấy áy náy, dai dứt. Nhưng có vị đại nhân vật kia ở phía sau giật dây, chỉ sợ hắn có muốn giúp cũng thúc thủ vô sách. Bên cạnh đó, Tần Thanh lại một mực muốn bảo trợ cho Trương Dương, lý trường vũ lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn hắn cẩn thận cân nhắc lại một chút rồi thấp giọng nói tần thanh là trương dương đắc tội với một người e rằng ta muốn giúp cũng khó nghe từ chính miệng lý phó thị trưởng nói vậy tần thanh đã cơ bản hiểu rõ chân tướng sự việc người mà trương dương đã đắc tội đến cả lý phó thị trưởng cũng không dám trêu vào thì một chủ tịch huyện nho nhỏ như nàng cũng không thể trêu vào biết thì vẫn biết vậy nhưng nàng lại không đành lòng dương mắt nhìn Trương Dương bị người khác hãm hại như vậy được. Nàng thấp giọng hỏi nhỏ, không còn cách nào sao? Chuyện y đạo quan đồ. Lý Trường Vũ thở dài chậm rãi nói, Xuân Dương có một văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, ngươi có thể chuyển hắn đến đó, như vậy hắn có thể tạm thời tránh được đợt sóng gió này. Chỉ là, lúc Lý Trường Vũ nói ra mấy lời này, trên mặt cũng thấy hơi nóng vì xấu hổ. Phải biết rằng, nếu như làm như vậy, thì toàn bộ áp lực đều chuyển hết lên vai Tần Thanh nếu như nàng ta làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm xảy ra trương dương có thể đảm bảo danh tiếng của mình lý trường vũ hắn cũng có thể bo bo giữ mình chỉ có mỗi mình tần thanh là phải đứng mũi chịu sao thậm chí nàng còn phải đặt cược cả tiền đồ sau này của mình nữa tần thanh nghe xong lại không hề để lộ chút do dự nào chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn lý phó thị trưởng đã chỉ điểm vừa buông điện thoại xuống thân thể gầy yếu của nàng vì chịu áp lực quá lâu nên giờ gần như kiệt sức, nàng thả người ngồi sóng xoài trên ghế. Từ những lời của Lý Trường Vũ, nàng cũng đoán ra, người mà Trương Dương trêu vào lần này, chỉ ít cũng phải cấp thị trường, thậm chí còn lớn hơn nữa. Đương nhiên nàng thừa biết, phương án vừa rồi của Lý Trường Vũ là để trốn tránh trách nhiệm. Nàng cũng biết, nếu như làm như vậy, thì mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu nàng. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không hề sợ hãi hay do dự một chút nào trong lòng nàng thầm nhủ, đây chỉ là do nàng muốn trả ơn Trương Dương cứu mạng nên mới làm như vậy, chứ không hề có chút tư tình nào khác. Được Triệu Tân Hồng kể rõ đầu đuôi, Trương Dương mới biết. Nhân lúc hắn đi Đông Giang, thì nghiêm thế đông ở bệnh viện đã kêu gọi chủ nhiệm các khoa, tố cáo một loạt những việc làm mờ ám của Trương Dương từ trước tới nay. Giờ đã biết được kẻ chủ mưu gây ra chuyện này, hiển nhiên nghiêm thế đông sẽ thành mục tiêu để Trương Dương phát tiết hết sự tức giận cùng bực dọc chất chứa cả tuần nay tuy rằng bị ban thanh tra kỷ luật huyện gọi lên uống trà, nhưng Trương Dương vẫn còn là bí thư của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hiển nhiên Trương Dương vẫn có tư cách tham dự buổi họp tổng kết đầu tuần. Mọi người trong buổi họp đều biết vụ kiện tụng gần đây khiến cho Trương Dương bị sứt đầu mẻ chán. Họ cũng biết, cứ đà này, Trương Dương cũng chẳng còn được ngồi ở cái ghế bí thư kia mấy ngày nữa. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều cười thầm chờ đến ngày Trương Dương bị hành quyết audio điện tử võ tấn bền. Sắp loại bỏ được cái gai trong mắt nên Nghiêm Thế Đông cũng khôi phục lại cái vẻ uy nghiêm bệ vệ như ngày nào. Lúc phát biểu mà ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại đảo qua gương mặt u ám của Trương Dương ngồi đó, trong lòng hắn không khỏi đắc ý vô cùng. Ông đây mới là chủ của cái bệnh viện này, đòi đấu với ta sao? Tiểu tử nhà ngươi còn chưa đủ tư cách. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của Nghiêm Thế Đông, chứ thực ra, người không để đối phương không xem đối phương ra gì là Trương Dương mới đúng. Bởi lẽ Trương Dương thừa biết, hạng tôm tép như nghiêm thế đông, có làm thế, chứ làm nữa cũng chẳng gây được chút sóng gió gì. Nhưng làm điều Trương Dương phải giật mình kinh sợ, là con tôm này thực sự cũng gây cho hắn chút bất lợi nho nhỏ này. Vẫn biết là đằng sau con tôm đó có vị đại nhân vật nào nhúng tay vào nữa, nhưng mọi chuyện vẫn là do con tôm đó khơi màu, gây ra. Thảo nào trước đó, đã từng có người nhắc nhở qua Trương Dương trên con đường làm quan dù chỉ là một viên sỏi nếu không cẩn thận chú ý nó cũng có thể làm xước chân ngươi như thường chuyện y đạo quan đồ dạo gần đây có hai việc mà nghiêm thế đông phải dồn hết tâm sức của mình vào thứ nhất là hạng mục tu sửa lại dãy nhà chính bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thứ hai chính là nhổ cái gai trong mắt mau chóng đuổi trương dương đi mà hai việc này hắn đều biết lợi dụng sức mạnh của quần chúng vừa có sức mạnh lại không sợ xảy ra sự cố. Phải thừa nhận, nghiêm thế đông cũng không phải loại ngu dốt, làm quan lâu năm như vậy rồi, cũng học được chút mánh khóe thủ đoạn nhất định. Nhưng hắn cũng chẳng hơn người bình thường là bao, mới có chút thắng lợi như vậy, là liền ra vẻ đắc ý vinh váo. Cũng chính sự đắc ý đó mà ngay trong bài phát biểu của hắn ở cuộc họp, hắn liền đề cập tới sự tha hóa biến chất của một số cán bộ trong nội bộ bệnh viện, hy sinh lợi ích tập thể, mưu cầu lợi ích bản thân. Đến kẻ ngu cũng biết, là nghiêm viện trưởng đang nói đến Trương Bí Thư. Biết thì vẫn biết, nghĩ thì cũng chỉ nghĩ trong lòng, chẳng ai dám nói thành lời cả. Trương Dương chỉ cười tùm tìm nhìn nghiêm thế đông nói, là nghiêm viện trưởng đang nói ta sao. Đương nhiên nghiêm thế đông sẽ không thừa nhận, hắn cũng cười cười rào hoạt đáp lại, ta chỉ lấy một ví dụ mà thôi, cứ không hề có ý nhắm vào ai cả. Tiểu Trương Bí Thư không nên cả nghĩ như vậy. Trương Dương nghiêm mặt cười lạnh nói, mới đây ta cũng nghe chút chuyện của bệnh viện chẳng là có mấy vị chủ nhiệm khoa hò nhau ký tên tố cáo ta với cục y tế môi trường. Không biết có phải hay không nữa. Ánh mắt Trương Dương quét nhìn cả đám người ngồi dưới hội trường. Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây, bị Trương Dương nhìn đều hơi cúi mặt xuống. Ở đây ai mà chẳng biết tính khí của tiểu Trương chủ nhiệm cơ chứ. Lúc tiểu Trương chủ nhiệm đang hỏi tội, nào có ai đủ cam đảm đứng dậy đáp lời. Nghiêm Thế Đông cũng cảm thấy có chút không ổn, thầm nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không sợ Trương Dương nổi điên. Nghiêm thế đông mỉm cười nhẹ giọng nói, chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ mà thôi. Tiểu Trương Bí Thư cũng đừng coi là thật chứ. Trương Dương đảo mắt nhìn nghiêm thế đông lớn giọng quát, là ta nói người đó. Trương Dương giận dữ đập bàn cái rầm, đứng phát dậy chỉ thẳng mặt nghiêm thế đông mắng, đừng tưởng ta không biết. Chính người cầm đầu kêu gọi mọi người ký tên kiện ta lên Cục Y tế Môi trường. Người nói ta nhận hối lộ dự án xây dựng trung tâm thẩm mỹ hôm nay ở trước mặt mọi người ta với người ba mặt một lời nói cho ra nhẽ ta muốn người đưa ra chứng cứ xác thực chứng minh ta nhận hối lộ trương dương ngừng một chút rồi hơi nhẹ giọng nói ta thấy nghiêm viện trưởng cũng là một đấng nam nhi đường đường chính chính vậy mà không ngờ lại tâm ngoan thủ lạt đặt điều hãm hại người tốt xúi giục người khác làm điều sai trái thực sự mất mặt quá đi bị trương dương hỏi cứng sắc mặt nghiêm thế đông tái nhợt cả đi trong lòng thầm mắng chẳng biết thằng nhãi này có được dạy dỗ từ nhỏ nữa hay không mà trước mặt bao người như vậy lại dám ngang nhiên mắng chửi mình thầm tệ hắn hử lạnh một tiếng cả giận nói ta không thèm so đo với loại cán bộ không có tố chất như ngươi miệng thì nói không so đo tính toán nhưng trong lòng lại thầm mắng chửi thằng nhãi con lưu manh côn đồ nếu như không phải cố kỵ địa vị cùng chỗ đông người thì hắn đã thẳng tay dạy dỗ cho thằng nhãi con kia một trận rồi trương dương ha hả cười lớn phải rồi lão tử không có tố chất còn đám người các ngươi đều là phần tử trí thức cả tố chất cao hơn ta thực đó vậy mà cũng phải hò nhau viết đơn hãm hại người không có tố chất như ta các ngươi tưởng chỉ như vậy mà cũng đòi làm khó dễ ta hay sao nằm mơ trước mặt toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện thân là viện trưởng người có quyền lực cao nhất nghiêm thế đông sao có thể chịu mất mặt như vậy được học theo trương dương ngón tay hắn chỉ thẳng mặt trương dương lớn tiếng quát lại thái độ của ngươi như vậy là có ý gì có điều gì khúc mắc muốn phản ánh, thì phải gặp riêng người có thẩm quyền mà trình bày. Người làm như vậy, có biết sẽ ảnh hưởng tới mọi người như thế nào không hả? Đến giờ nghiêm thế đông cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, giờ hắn cũng mặc kệ hình tượng, cùng địa vị của mình. Ta không cần biết, ta chỉ biết một điều, ta không có làm gì sai trái, việc gì ta phải sợ đám tiểu nhân các ngươi. Trước mặt tất cả mọi người ở đây, ta chỉ nói một lời nếu như để ta biết được kẻ nào dám đặt điều vu khống hãm hại ta thì đừng trách trương dương ta vô tình chuyện y đạo quan đồ trong hội trường đã không ít gã chủ nhiệm khoa vì câu nói này mà cúi gằm mặt xuống tiếng là phần tử trí thức có học đàng hoàng hiển nhiên bọn họ việc gì phải sợ mấy thành phần lưu manh vô lại như vậy nhưng chẳng hiểu sao trước sát khí của trương dương bọn họ lại không dám ho hoe một tiếng nào từ lâu Nghiêm Thế Đông đã ghét cay ghét đắng cái tính kiêu căng ngạo mạn của thằng nhãi này. Giờ hắn không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói ta học. Lúc hắn vừa bàn trên bục hội trường bước ra, Trương Dương liền lật tay phải, lộ ra cục đá trong tay từ bao giờ. Từ một góc độ không ai nhìn thấy, Trương Dương búng nhẹ một cái, cục đá trong tay bay vèo đi, bắn đúng chân trái của Nghiêm Thế Đông. Nghiêm Thế Đông vừa bước ra một cái, đột nhiên cảm giác chân trái nhói đau. Hắn không tự chủ được mà khuỵ đầu gối xuống. Tuy chỉ là động tác khuỵ gối xuống, nhưng lại trùng hợp thay, hắn lại khuỵ gối ngay trước mặt Trương Dương. Toàn bộ người ở hội trường đều thất kinh, khi thấy Nghiêm viện trưởng đột nhiên lại quỳ gối trước mặt tiểu Trương bí thư. "Chuyện y đạo quan đồ." Sau một màn vừa rồi, Trương Dương liền nở nụ cười đầy mỉa mai, "Nghiêm viện trưởng, đừng khách sáo như vậy. Ngài muốn xin lỗi ta thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi, đại lễ như vậy, ta sao dám nhận." ngài thấy đó việc còn con này việc gì ta phải chấp nhận với ngài làm chi cho mệt chuyện y đạo quan đồ nghiêm thế đông vừa thẹn vừa giận khuôn mặt cũng tím ngắt lại một người có tiếng là bình tĩnh nhưng nghiêm thế đông vậy mà trước mấy câu châm biếm của trương dương lại thẹn quá hóa rồi. hắn như con thú hoang cùng đường gầm lên một tiếng rồi vung nắm đấm lên hung hăng nện thẳng vào mặt trương dương một phát tuy rằng nghiêm thế đông là phần tử trí thức nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc hắn không có sức lực trước kia bởi vì ham mê đấu quyền anh nên hắn có học qua một chút một quyền của hắn cũng không hề đơn giản chút nào vừa ra quyền một cái nghiêm thế đông liền giật mình tỉnh lại hắn liền nhận ra cái bẫy trương dương vừa răng trước mặt nhiều người như vậy thân là viện trưởng lại động chân động tay như đám du côn đầu đường xó chợ sao nhưng tên đã bắn quyền cũng xuất ra rồi hắn cũng chẳng thiết hình tượng của mình nữa giờ hắn chỉ muốn xả hết tức giận trong lòng đánh cho thằng nhãi kia răng dụng đầy đất mới hả dạ mọi người trong hội trường đều thấy rõ, tiểu trương bí thư bị một quyền của nghiêm viện trưởng đánh cho ngã lăn lóc dưới đất. Nhìn kỹ lại thì tiểu trương bí thư hai mắt nhắm nghiền, không thấy động đậy chút gì, chắc là bất tỉnh nhân sự rồi cũng nên. Bất quá, lại chẳng có ai để ý tới nghiêm viện trưởng đang đứng ngây ngốc một chỗ. Hắn không xứng người mới là lạ, hắn nào có động tới một vọng tóc nào của thằng nhãi kia đâu cơ chứ. Ngay lúc một quyền vừa rồi của hắn gần chạm mặt Trương Dương, thì thằng nhãi này liền đổ người ra phía sau tránh thoát. Vậy thì sao thằng nhãi này lại bất tỉnh nhân sự được cơ chứ? Đây cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu Nghiêm Thế Đông, còn toàn hội trường đều tận mắt trông thấy, Nghiêm viện trưởng một quyền đánh ngất tại chỗ tiểu Trương bí thư. Tham dự phiên họp tổng kết đều là chủ nhiệm các khoa nội ngoại của bệnh viện. Rất nhanh, có vài vị chủ nhiệm liền chạy lên bàn chủ trì hội nghị kiểm tra tình hình trương dương ra sao. Điều khiến cả đám chủ nhiệm phải giật mình hoảng sợ, khi phát hiện không thấy tiểu trương bí thư hô hấp nữa, mạch không không đập, chỉ là thân thể vẫn còn ấm, chứ chẳng khác gì người chết vậy. Quả đúng như những gì nghiêm thế đông đang suy nghĩ, lúc quyền của hắn vừa tới nơi, trương dương liền khóe léo đổ người ra phía sau, tránh thoát trong gang tắc. Vừa ngã xuống đất, trương dương liền thi triển quy tức, làm thân thể trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái chết giả. Tuy rằng tất cả mọi người có mặt ở đây đều là bác sĩ có tiếng, thế nhưng lại chẳng ai phát giác mưu kế này của Trương Dương y học hiện đại sao có thể hiểu được sự tinh ví của võ thuật cổ đại được. Nghiêm thế đông vẫn đứng như trời trồng ở một chỗ, sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn. Ánh mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi cùng kinh ngạc đến không ngờ. Trong lòng hắn vẫn tự nhủ, mình nào có chạm tới hắn, nhưng sao hắn lại bị nghiêm trọng như vậy được. Thằng nhãi này không vì cú ngã nhẹ hều đó mà chết bất đắc kỳ tử chứ. Mãi một lúc sau, nghiêm thế đông mới lẩm bẩm nói, ta chưa đánh hắn, ta vẫn chưa đánh hắn mà triệu tân hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn nghiêm thế đông người không cần phải thanh minh có chuyện gì cứ để cảnh sát xử lý đi lúc này nghiêm thế đông mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như chẳng may thằng nhãi kia chết thật cho dù hắn có đánh chúng hay không đi chăng nữa thì cũng đều không thoát khỏi tội danh giết người trong lòng nghiêm thế đông đã hối hận cực độ con mẹ nó chứ tại sao đột nhiên lại mất kiềm chế như vậy chứ vì nghiêm viện trưởng đang bị tình nghi nên triệu tân hồng liền đứng ra chỉ đạo bảo mọi người, nhanh chóng đưa Trương Dương tới phòng cấp cứu. Còn nàng tự nhận làm tổ tưởng tổ cấp cứu Trương Dương. Lúc đó sự việc diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người chỉ thấy nghiêm viện trưởng đột nhiên quỳ xuống trước mặt tiểu trương bí thư, xong hắn lại phẫn nộ gầm lên một tiếng, rồi tung một quyền ngay vào mặt tiểu trương bí thư. Bởi vậy bọn họ liền kết luận, một quyền vừa rồi của nghiêm viện trưởng quá nặng, nên tiểu trương bí thư mới bị ngất đi như vậy. Nhưng chỉ có mình triệu tân hồng lại người khác bỏ họ, Nàng biết, trước kia Trương Dương có thể một mình đơn đả độc đấu hạ gục hơn 40 gã đàn ông lực lưỡng thôn Thanh Hà, vậy thì sao có thể bị một quyền đơn giản của Nghiêm Thế Đông đánh ngất như vậy được chứ? Hơn nữa trên mặt Trương Dương lại không có vết thương nào, chứng tỏ quyền vừa rồi của Nghiêm Thế Đông không hề nghiêm trọng như tưởng tượng. Ngẫm lại tất cả sự việc một chút, nàng liền nhận ra, đây chắc hẳn là Trương Dương muốn gài bẫy lại Nghiêm Thế Đông. Nếu như hắn muốn làm vậy, thì nàng cũng tương kế tựu kế, giúp Trương Dương làm lớn chuyện này hơn. Triệu Tân Hồng là một người thông minh, nàng nhận thấy, nếu như có thể xử lý thỏa đáng vụ việc này, người thu được lợi ích nhiều nhất lại chính là nàng chứ không phải ai khác. Trong bụng đã có suy nghĩ này, Triệu Tân Hồng liền làm lớn sự tình này hơn, khi nàng quyết định báo cáo lên cục y tế. Rất nhanh, tin tức viện trưởng đánh ngất bí thư ngay trong buổi họp thường vụ làm kinh động toàn bộ đám lãnh đạo cao tầng huyện Xuân Dương. Chuyện y đạo quan đồ, chuyện y đạo quan đồ. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều nghi ngờ tính xác thực của tin tức này. Nghiêm Thế Đông một quyền đánh ngất Trương Dương sao? Nếu không tận mắt chắc chẳng mấy người tin cho lắm. Dù tin hay không, thì nữ chủ tịch huyện Tần Thanh cùng cục trưởng cục y tế huyện Xuân Dương đều phải tới thăm Trương Dương, cũng là để xác thực chuyện tình thực hư ra sao. Trương Dương vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu hồi sức, vẫn đeo đầy thiết bị theo dõi trên người. Viện trưởng Nghiêm Thế Đông sắt mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời đang ngồi ngoài cửa vừa rồi có mấy người của cục công an huyện tới điều tra, nghiêm thế đông cảm thấy sự việc càng lúc càng đi trạch hướng. giờ hắn như lâm vào vũng bùn, dù vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, càng lúc lại càng bị kéo xuống sâu hơn. hắn không cam tâm, hắn đã bỏ bao công sức suy nghĩ, sắp đặt hãi hại trương dương. chỉ không lâu nữa thôi, thằng nhãi kia bị đá khỏi bệnh viện là chuyện sớm muộn. thế nhưng những thắng lợi trước mắt kia, chỉ vì một quyền lúc tức giận nhất thời lại xoay chuyển cả thế cục. Có cả tá người tận mắt nhìn thấy hắn đánh một quyền vào mặt Trương Dương. Nếu như thằng nhãi kia có mệnh hệ gì, thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Tuy đang cực kỳ sầu não, nhưng Nghiêm Thế Đông vẫn còn tỉnh táo. Hắn cũng nhận ra, Triệu Tân Hồng đang cố ý xé to chuyện này hơn. Ngay để cả cục trưởng cục y tế lẫn chủ tịch huyện, nàng ta cũng kéo cả vào. Nghiêm Thế Đông cũng thừa biết, nếu như chuyện này càng lớn, càng làm hắn mất địa vị thì người hưởng lợi nhiều nhất lại là ả à triệu tân hồng kia. Lòng dạ đàn bà thật độc ác, một chiêu bỏ đá xuống giếng thực cao minh, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Trước khi tới bệnh viện thăm Trương Dương, Cục trưởng Cục Y tế Cao Chiêm Viễn đã hỏi qua ý kiến của một số lãnh đạo khác. Hành động của nghiêm thế đông thực không thể chấp nhận được. Huyện ủy cũng đã tỏ rõ thái độ, không thể bao che hành động thô bạo như lưu manh của hắn được. Nếu như hắn vi phạm pháp luật, thì cứ để bên công an tuy tố hình sự. Cao Triêm Viễn cũng có chút quan hệ với Nghiêm Thế Đông. Bởi vậy lúc nói chuyện với hắn, Cao Triêm Viễn cũng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng uyển chuyển, một mặt khuyên nhủ hắn, một mặt nói quyết định của huyện ủy sẽ tạm thời cách chức hắn để điều tra. Nghiêm Thế Đông vẫn mặt mày ủ rũ, cúi gằm xuống. Ngẹn ngào hơn nửa ngày trời mới nặn ra được một câu, ta thực sự không có đánh hắn, hay cả một cọng tóc ta cũng chưa chạm tới mà. Tất cả mọi người ở đó đều thấy rõ, dù ngươi có nói vậy cũng chẳng ai dám đứng ra làm chứng đâu. Lão nghiêm à, ta thực không ngờ, người lại có thể bị kích động đến như vậy được. Ai? Ngay lập tức, nghiêm thế đông trả lời lại, là có người muốn hãm hại ta. Chiêm chiêm viễn thở dài lắc đầu nói, nếu như ngươi đã biết như vậy, sao còn làm chuyện hồ đồ? Thôi, Người cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, là một người ngoài cuộc, hiển nhiên cao chiêm viễn rõ ràng sự việc hơn nghiêm thế đông rất nhiều. Trước sức ép từ nhiều phía như vậy, trương dương đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan chỉ chờ đến ngày bị xử tội mà thôi thằng nhãi này lợn chết không sợ nước sôi cố ý chọc tức nghiêm thế đông khiến hắn phạm sai lầm kéo hắn cả hai cùng chết chung dù là bản thân cao chiên viễn cũng không thể chấp nhận được sự ngu xuẩn này của nghiêm thế đông một phép khích tướng còn con này đến cả đứa trẻ lên năm cũng nhận ra thế mà nghiêm thế đông hết lần này tới lần khác đều rơi vào chồng có trách thì cũng chỉ trách hắn hàm dưỡng chưa cao lại nói về vị nữ chủ tịch huyện tần thanh lúc đầu hay tin nàng cũng đoán giả đoán non dựa theo tính cách thằng nhãi này có hay chăng là hắn lại dở trò nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cứ thấy lo lắng bồn chồn không yên bên trong phòng bệnh thấy trương dương mặt mày trắng bệch nằm bất động trên giường hơi thở yếu ớt đột nhiên tần thanh cảm giác như có gì đó chẹn ở cổ cảm giác khó chịu vô cùng từ vẻ mặt của tần thanh mọi người đều nhận ra vị nữ chủ tịch huyện này tỏ ra khá quan tâm lo lắng cho Trương Dương. Quan trường chú trọng nhất chính là sự ngầm ăn ý lẫn nhau. Triệu Tân Hồng là người biết ý, dẫn đầu lặng lẽ ra ngoài trước. Mấy người đi theo sau cũng ngầm hiểu ý, nối đuôi theo Triệu Tân Hồng ra cả bên ngoài. Chuyện, y đạo quan đồ. Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn hai người, Trương Dương và Tần Thanh. Tần Thanh cứ ngơ ngác đứng một chỗ, lặng lặng nhìn Trương Dương bất tỉnh nhân sự nằm trên giường nàng cắn cắn môi dưới do dự một chút rồi nàng cũng nhích tay chạm vào bàn tay to thỏ ra bên ngoài của trương dương nhưng thực không ngờ đột nhiên bàn tay thằng nhãi này cử động rồi tóm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tần thanh tần thanh suýt chút giữa vì sợ hãi mà hét toáng lên nhưng thấy nụ cười xấu xa của thằng nhãi kia nàng mới chứng thực được từ đầu tới cuối đều là thằng nhãi này dở trò hắn cố ý lừa nghiêm thế đông để nghiêm thế đông hiểu được cảm giác bị hàm oan ra sao Tần Thanh liếc mắt nhìn ra bên ngoài một chút, rồi nghiến răng nghiến lợi chừng mắt hung hăng nói, ta chưa từng thấy kẻ nào đê tiện, hèn hạ bị ổi như ngươi. Cái loại thủ đoạn này mà ngươi cũng dùng được sao? Trương Dương thấp giọng nói, hắn làm một ta phải đáp lại mười. Hắn nghĩ rằng có thể dễ dàng đá ta ra khỏi bệnh viện, ta sẽ kéo hắn chết chung luôn. Hồ đồ, Tần Thanh cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Nàng cũng hiểu cảm giác bị hàm oan của Trương Dương, đột nhiên bị người khác vu khống đặt điều hãm hại, sợ rằng sự nghiệp sẽ mất trong nay mai. Đừng nói là người nóng tính như Trương Dương, nếu là nàng, quả thực nàng cũng không cam chịu ngồi im chịu trận. Tuy rằng Trương Dương chọn thủ đoạn không mấy quang minh chính đại cho lắm, nhưng đó lại là cách hữu hiệu nhất trong tình cảnh bây giờ. Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hải Lan, cười cười nói, người lo lắng cho ta lắm sao. Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Tần Thanh có phần hoảng loạn, vội vàng rút bàn tay mình về, ta là cấp trên của ngươi, quan tâm lo lắng cho cấp dưới cũng là bổn phận của ta trương dương vẫn cười tươi như hoa nói chỉ thế thôi sao tần thanh không dám đón nhận ánh mắt nồng cháy của trương dương quay mặt nhìn sang chỗ khác cố gắng ổn định lại tâm tình một chút chắc chắn nghiêm thế đông phải bị xử lý nhưng ngươi cũng không được làm lớn chuyện này hơn nữa ta cho ngươi một cơ hội hoặc là ngươi lập tức tỉnh lại rồi đi ra hoặc là ta sẽ vạch trần âm mưu của ngươi dường như trương dương cũng đoán trước tân thanh sẽ nói như vậy hắn liền cười tủm tỉm trả lời với tình hình hiện giờ tần chủ tịch nói xem ta có nên tỉnh lại hay không thằng nhãi này sớm đã có tính toán từ trước hắn bỏ công giàn dựng mọi chuyện như vậy thực chất có hai mục đích thứ nhất là để cho thằng nhãi nghiêm thế đông kiên nếm thử cái cảm giác bị hàm oan thứ hai trương dương cũng muốn nương theo chuyện này giả bệnh nằm viện chơi dài ngày tạm thời tránh đợt gió bão ngoài kia ít lâu thấy vẻ mặt cười cười đầy ám muội của Trương Dương, Tần Thanh đúng là vô kế khả thi, chẳng còn biết nói gì nữa. Trầm ngâm một lúc, nàng nhẹ giọng nói, người lập tức xuất viện cho ta, rồi chuẩn bị chuyển giao công tác. Tối nay tại quán hải sản Đông Pha, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tần Thanh nói xong liền vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tần Thanh rời đi, khóe môi Trương Dương không khỏi thoát ra chút tiêu ý. Trong trí nhớ của hắn, thì đây là lần đầu tiên cô nàng Tần Thanh này chủ động gặp mặt, hơn nữa còn là gặp riêng. Chỉ một màn kịch nho nhỏ thôi mà sao lại lắm hiệu quả đến vậy. Mục đích đã đạt được, Trương Dương thấy cũng không cần thiết phải giả đò nữa. Huyện ủy cũng đưa ra phán xét sơ bộ, tạm thời đình chỉ công tác của Nghiêm Thế Đông. Trong lúc Nghiêm viện trưởng công tác, thì phó viện trưởng Triệu Tân Hồng được bổ nhiệm làm nguyên viện trưởng, đứng ra quản lý điều hành bệnh viện. Đúng như dự đoán, cả bí thư lẫn viện trưởng đều bị tạm thời cách chức, hiển nhiên người được lợi nhất chính là Triệu Tân Hồng điều này đúng với câu trai cò đánh nhau ngựa ông đắc lợi thực ra triệu tân hồng cũng không muốn nghiêm viện trưởng với tiểu trương bí thư đấu đá lẫn nhau chẳng qua nghiêm thế đông vẫn cứ coi trương dương như cái gai trong mắt cần phải loại bỏ cũng chính nghiêm thế đông lợi dụng lúc trương dương không có mặt ở bệnh viện xúi dục các chủ nhiệm khoa đẩy trương dương vào chỗ chết nhưng ai ngờ tưởng rằng trương dương đã không còn đường thoát thế nào lại quay ngược lại cắn cho hắn một phát chí mạng như vậy ở đời là vậy làm ác tất bị quả báo. Giờ nghiêm thế đông hắn bị quả báo rồi, còn trách cứ được ai nữa cơ chứ? Quyết định tạm thời cách chức nghiêm viện trưởng của huyện ủy, vừa xuống tới nơi. Trương đại quan nhiên liền hồi phục một cách chóng mặt, một người còn đang bất tỉnh nhân sự, chỉ như sống thoi thóp, thế mà chỉ nháy mắt một cái, liền khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ khỏe mạnh của thanh niên tuổi 20. Có chủ ý của triệu phó viện trưởng, đám hộ lý vẫn ghi rõ ràng dành mạch quá trình điều trị đến hồi phục của Trương Dương, và điều này cũng trở thành sự kiện có 102 chấn động toàn ngành y tế cả nước. Bên công an cũng đã thu thập đầy đủ bằng chứng liên quan vụ án. Tiểu Trương Bí thư cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần Trương Dương thích, bất kỳ lúc nào cũng có thể khởi tố nghiêm thế đông tội cố ý hành hung người khác, gây thương tích nghiêm trọng. Trương Dương làm thủ tục xuất viện xong, buổi tối liền vội vàng chạy tới quán hải sản Đông Pha. Lúc tới nơi, đã thấy Tần Thanh ngồi chờ trong một phòng trên bè nổi tự bao giờ hai ngày hôm nay trời nắng to tuy rằng trong phòng đã bất điều hòa nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác khô nóng khó chịu cửa phòng mở ra trương dương mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay quần jean màu xanh thong dong đi vào lúc này trương dương mới để ý tần thanh cũng ăn mặc giống hệt mình cũng áo sơ mi ngắn tay màu đen cũng quần jean màu xanh mà những đôi tình nhân thường thường thích ăn mặc giống nhau như vậy tần thanh cũng nhận ra điều đó nên nụ cười có hơi ngượng ngùng bối rối thực trùng hợp quá đi. Trương Dương kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện Tần Thanh. Đây cũng chỉ ngẫu nhiên, chứ Trương Dương cũng chẳng việc gì phải ăn mặc giống hệt Tần Thanh, mà hắn có biết nàng ta hôm nay mặc gì đâu, mà bắt chiếc được. Tần Thanh bâng quơ hỏi nhỏ, uống gì đây? Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói, hay là uống bia đi. Trời nóng, uống rượu không có tốt cho sức khỏe. Tần Thanh cũng chọn thêm mấy món, hai nguội bốn nóng. Hai người ăn như vậy cũng là vừa đủ. Tần Thanh nhấp một ngụm bia, quét mắt nhìn Trương Dương một lượt rồi mới nhẹ giọng nói, người gài bẫy nghiêm thế đông như vậy, e rằng có hơi quá đáng quá không. Là một cán bộ đảng viên, không được lấy việc công trả thù riêng như vậy. Trương Dương cũng biết, lần này gặp mặt, nàng ta chủ yếu là nhắc để chuyện công việc, bởi vậy Trương Dương cũng không trả lời ngay, vẫn thản nhiên uống một ngụm bia, ăn một miếng lớn nữa vui vẻ nói, bia uống ngon thật. Ta thích nhất là uống bia của các nhĩ tân. Tần Thanh thấy Trương Dương cố ý lảng tránh câu hỏi của mình, tuy tức giận trong lòng nhưng cũng không để lộ ra ngoài mặt. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng thân là chủ tịch huyện, là lãnh đạo, cấp trên của hắn. Vậy mà mỗi lần gặp mặt thằng nhãi này, thì nàng lại cứ như thuộc hạ của hắn vậy. Mình nói gì, làm gì hắn cũng chẳng thèm để ý, chẳng thèm để mình vào mắt chút nào. Ánh mắt nàng nhìn chầm chầm vào Trương Dương, toát lên vẻ khó chịu cực độ, chuyện y đạo quan đồ, Trương Dương cũng nhận ra vị nữ chủ tịch xinh đẹp kia nổi giận thực sự rồi. Nhưng thằng nhãi này vẫn cứ lợn chết không sợ nước sôi, vẫn cười cười cợt nhả trêu đùa, à, còn chuyện này nữa. Hiện giờ ở đây chỉ có hai ta, người thích ta gọi là chị Thanh, hay thích ta gọi là tần chủ tịch vậy. Tần Thanh ghét nhất cái tính cợt nhả của thằng nhãi này. Nàng nghiêm mặt lại, trừng mắt nói, tối nay ta gọi người tới đây là để bàn chuyện công tác. Người bớt nói mấy lời linh tinh đi. Những lời này của nàng là ám chỉ cho Trương Dương biết, hiện giờ ta đang nói chuyện với ngươi với tư cách của một chủ tịch huyện, cấp trên của ngươi. Chuyện y đạo quan đồ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tần Thanh, Trương Dương vẫn không đứng đắn hơn chút nào, cứ cười cười cợt nhả, vậy ta nói Tần chỉ tịch nghe. Ta mà phải chấp nhận cái hạng người như nghiêm thế đông sao? Hắn chưa xứng, nói xong Trương Dương đột nhiên thay đổi, lắc lắc đầu thở dài một tiếng giọng nói đầy u buồn, ta vẫn nghĩ ngươi là người hiểu rõ con người ta nhất. Ta thậm chí còn coi ngươi như hồng nhan chi kỷ, thế nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra, ra đã nhầm. Chuyện, y đạo quan đồ. Nghe mấy lời chân tình của Trương Dương, Tần Thanh thấy buồn nôn, sởn cả tóc gáy. Đôi mắt phượng trợn tròn lên lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Đừng nói mấy lời làm ta buồn nôn như vậy nữa. Trương Dương cười hắc hắc nói, căn bản ta không thèm để vào mắt cái hạng tiểu nhân cu con như nghiêm thế đông. Nếu nói là tức giận thì ta nên giận tần chủ tịch huyện ngươi mới phải. Thử nghĩ lại mà xem, đầu tiên ngươi đá ta khỏi ban đầu tư sở thương mại một cách không thương tiếc. Bây giờ, ta còn chưa ngồi nóng đít cái ghế bí thư bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ngươi lại định chuẩn bị đá ta đi chỗ khác nữa. Ta là đàn ông, có lòng tự ái, ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta hay chưa? bị Trương Dương chất vấn ngược lại, nàng cũng bình tĩnh hơn, chỉ nhỏ giọng nói, vì vậy ngươi mới chút tất cả tức giận lên đầu nghiêm thế đông sao. Vì ngươi cảm thấy vị trí của mình lung lay, sắp bị giáng chức, nên mới nghĩ cách túm hắn cùng nhau chết chung sao. Trương Dương cây ngay không sợ chết đứng gióng giặc đáp trả, có trách thì trách thằng nhãi đó khơi màu, dở trò ám toán ta. Nếu ta có bị giáng chức, thì cũng phải cho thằng nhãi đó nếm mùi khổ sở theo. Tần Thanh thở dài một hơi chán nản nói, "Ngươi đừng lúc nào cũng độc mồm độc miệng như vậy có được không? Nếu như ngươi muốn tiến xa hơn, thì nhất thiết không được gây thù chuốc oán với người khác. Cũng đừng nên xem thường bất cứ điều gì, ngươi nên nhớ, dù chỉ là một viên đá nhỏ giữa đường, nếu ngươi không cẩn thận chú ý, thì nó cũng có thể làm xước chân ngươi như thường." Trương Dương nheo nheo hai mắt lại, đương nhiên Trương Dương cũng hiểu Tần Thanh đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng hắn là hắn nguyên tắc của hắn khác với người khác, phong cách hành xử của hắn cũng phải khác người. Trước khi tới đây, Tần Thanh cũng hy vọng, lần này có thể thuyết phục hắn. Nhưng lời qua tiếng lại đã lâu như vậy, Trương Dương vẫn cứ cứng đầu như cũ, nhất quyết không chịu sửa đổi. Thực lòng mà nói, lần này cũng do nghiêm thế đông dở trò làm bậy trước. Nhân lúc Trương Dương không có mặt ở bệnh viện, liền đứng ra rủ dê suối giúp chủ nhiệm các khoa ký tên viết đơn tố cáo việc làm mờ ám của Trương Dương, rồi lại còn bày ra cái trò bãi công tập thể nữa chứ trương dương vì tức giận mà cho hắn một bài học cũng là thích đáng chỉ là tình thế hiện giờ đang khá gây gắt nếu còn làm sự việc lớn hơn thì chỉ tổ gây bất lợi ngược lại hắn hắn càng nguy hiểm nàng muốn bảo vệ hắn lại càng khó hơn bởi vậy nàng mới gặp riêng hắn muốn lật ngửa bài nói thẳng luôn cho hắn biết những ngón tay trắng nõn của tần thanh nhẹ gõ xuống mặt bàn theo một tiết tấu nhất định đây là cách riêng của nàng lúc nàng suy nghĩ hay bình tâm lại. Một lúc sau nàng mới nhẹ giọng nói, "Trương Dương, hẳn ngươi cũng biết, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khá bất lợi cho ngươi. Ta nhận thấy, nếu cứ để ngươi ở cương vị hiện tại thì cũng khó lòng triển khai công tác cho tốt được." Trương Dương vẫn cứ thản nhiên ăn uống như thường, Tần Thanh nói xong hắn mới hờ hững hỏi ngược lại, "Phải chăng ta đã gây khó dễ gì cho Tần chủ tịch vậy?" Tần Thanh nhẹ giọng nói, "Hai năm trước, huyện nhà đã xây xong văn phòng đại diện Bắc Kinh." Tạ Vân Đình nguyên chủ nhiệm văn phòng ở đó, nhưng do tham ô của công nên bị huyện nhà cách chức. Bởi vậy chỗ đó vẫn còn khuyết mất vị trí chủ nhiệm. Ta dự định chuyển ngươi tới đó nhậm chức. Trương Dương cũng thấy hơi ngạc nhiên đôi chút, dạo gần đây hắn đã cảm nhận thấy mùi nguy hiểm của đợt sông bão sắp tới. Đến ngay cả Lý Trường Vũ cũng bỏ quan hệ của hắn sang một bên. Nếu như Tần Thanh là người sáng suốt, chắc chắn sẽ có những động thái phân rõ giới hạn với hắn. Nhưng những lời vừa rồi của nàng ta, muốn chuyển hắn tới bắc kinh chính là có ý để hắn tránh đầu sóng ngọn gió làm như vậy chắc chắn nàng ta sẽ gặp không ít phiền toái trương đại quan nhân sao có thể vì an nguy của bản thân mà để nữ nhân khác phải gánh chịu thay cho hắn trong lòng trương dương không khỏi thấy cảm động hắn lẳng lặng ngắm nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của tần thanh người việc gì phải làm như vậy cần gì phải vì ta mà phá hỏng tiền đồ của mình ta thậm chí đã nghĩ qua sẽ rời khỏi đây đột nhiên tần thanh lên tiếng cắt ngang lời Trương Dương, ta tin ngươi không có nhận tham ô hối lộ. Cho dù bọn họ có điều tra hơn nữa, căn bản cũng không tìm ra chứng cứ gì. Ta làm vậy cũng là muốn tốt cho ngươi, thân là nam tử Hán, lại vì chuyện này mà giả bệnh nằm viện hòng trốn tránh qua chuyện. Ngươi phải dũng cảm ưỡn thẳng ngực mà đương đầu khó khăn chứ. Trương Dương gật gật đầu đồng ý, nghe Tần Thanh nói xong, ánh mắt Trương Dương tràn đầy sự kiên định rắn giỏi như thủa nào, hắn mấy máy môi nói. Cảm ơn, ta sẽ nghe lời chị, sẽ là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ường thẳng ngực mà gánh chịu. Chương 79, lãnh ngộ của Trương Dương. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh không khỏi đỏ bừng lên nhìn mà mê lòng, nàng thầm mắng tiểu tử kia thực sự đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi, vào lúc này mà còn muốn nói như vậy, nguyên bản là bầu không khí trịnh trọng đã bị hắn phá hư cả. Thế nhưng Tần Thanh lại không có vì thế mà nổi giận, trái lại trong lòng lại có một chút mừng rỡ nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nói, chuyện này đầu tiên không nói ra ngoài, ta nghĩ người trước hết nên nghỉ một thời gian, sau quốc khánh từ Bắc Kinh về sẽ xem xét tình huống để tiếp tục tái nhiệm. Tần Thanh đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc tránh đứng đầu sóng ngọn gió, nàng muốn lợi dụng thời gian để hóa giải quẫn cảnh trước mắt của Trương Dương. Cho nên nàng sớm nói chuyện này luôn với Trương Dương để tránh hắn lại gây chuyện gì phiền phức. Trương Dương hiểu rõ khổ tâm tỏng lòng Tần Thanh, nhớ tới lần trước hiểu lầm nàng mà trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy tần thanh thủy trung vẫn là đứng về phía hắn nàng chẳng bao giờ bởi vì áp lực từ trên xuống mà lại cải biến quan điểm tại thời điểm tứ phía nguy nan này ngay cả lý trường vũ cũng lựa chọn bo bo giữ mình tần thanh vẫn đứng ra bảo vệ mình thật là đáng quý trương dương trước giờ vốn không thích dựa vào nữ nhân nhất lại là nữ nhân mà hắn yêu quý thì càng như vậy hắn vốn không muốn tần thanh vì mình mà phải chịu nhiều áp lực như thế nhưng nàng vẫn kiên quyết giúp hắn Trương Dương bắt đầu tự trách mình, chính bởi vì hắn mà đã mang tới cho người xung quanh không biết bao nhiêu phiền toái. Sau nhiều ngày tâm trạng bất ổn, bây giờ hắn mới bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghĩ lại những việc đã xảy ra ở Đông Giang, đúng là người ta khi đang đắc ý thì không còn tỉnh táo để nhận biết bản thân mình là ai. Trương Đại Quan Nhân cũng chưa thoát khỏi cái điều đó, ở Xuân Dương hắn có thể chẳng cố kỵ điều gì, nhưng đã tới Đông Giang thì hắn chẳng khác nào một con tép, tùy tiện một con sóng cũng có thể đánh cho hắn tơi bời. Muốn cùng tranh đấu với một con sóng, tốt nhất vẫn cứ nên là thuận thế mà đi, Trương Dương rốt cuộc cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, căn cơ của hắn chưa đủ vũng chỉ có thể như vậy, muốn nghịch lưu mà đi trừ phi phải có đủ thực lực. Tần Thanh thấy Trương Dương hồi lâu không nói gì, tưởng rằng trong lòng hắn vẫn không vừa ý an bài đi Bắc Kinh, nàng nhẹ giọng nói, kỳ thực đi Bắc Kinh cũng là một chuyện tốt, người có thể nhân cơ hội này khơi thông một số quan hệ với trên dưới các cấp một chút phải biết rằng thủ đô là nơi có quan hệ rất phức tạp xuống các địa phương. Ngươi nên đi rèn luyện một chút, như vậy tốt cho bản thân và sự nghiệp của ngươi. Hơn nữa có thể tạm thời tránh đi những rắc rối hiện tại, nam nhi đại trượng phu là phải biết tiến biết lui, nhẫn nhịn không phải là yếu kém, nắm đấm phải lui về sau rồi đánh ra mới có lực lượng. Ta chỉ là lo lắng cho ngươi, thực sự ta không muốn người phải nhiều áp lực lớn vì ta. Trương Dương hết sức thành tâm nói khiến cho trong lòng Tần Thanh cảm thấy cảm động, nàng không muốn cho Trương Dương biết nàng đã vì hắn mà đã cố gắng rất nhiều. Nàng thản nhiên nói cho người đi Bắc Kinh không phải chỉ là ý tứ của mình ta, mà là mấy vị trong thường ủy huyện đã thương lượng quyết định. Người nhất định phải quý trọng cơ hội lần này, Kinh Thành là trốn thâm sâu khó lường, nhất định phải cẩn thận mọi việc, đừng có hành xử như mọi ngày, rất dễ rước hỏa vào thân đó. Trương Dương cười nói cứ yên tâm đi, ta đâu còn là tiểu hài tử, trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân cũng có ít nhiều cảm mộ, Tần Thanh vẫn chưa tin tưởng hắn lời hắn cho lắm, cảm ngộ. Hắn có thể cảm ngộ được mới thực sự là lạ đó. Nàng vốn định hỏi chuyện tình của hắn tại Đông Giang, nhưng câu chữ ra đến môi vẫn không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Sâu trong tiềm thức nàng chẳng bao giờ tin Trương Dương lại làm như vậy, nàng cho rằng hắn không phải là một kẻ chơi bời phóng túng. Hai người lần này gặp nhau bầu không khí cũng không thực sự thoải mái, Trương Dương vốn luôn hài hước, vui vẻ chuyện trò cũng vì nhiều việc mà trầm mặc đi rất nhiều chính như lời hắn nói, đã trải qua nhiều việc, tự nhiên là có cảm ngộ. Viện trưởng viện chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em nghiêm thế đông cùng bí thư đảng ủy viện Trương Dương tạm thời bị cách chức, nguyên bản chuyện này tại Xuân Dương cũng không sẽ gây lên sóng gió lớn gì, rất nhanh khắp đầu phố cuối ngõ chuyển đi những tin đồn khác nhau về việc này, trong đó đa phần đều là cho rằng vì vấn đề kinh tế nghiêm trọng của viện nên hai vị lão đại mứa oi rất đài như thế. Trường phong ba này, ngoài được lợi lớn nhất là Triệu Tân Hồng, trước giờ nàng cũng chỉ là một phó viện trưởng không có quá nhiều quyền hành, nay nhiễm nhiên trở thành viện trưởng của viện đồng thời nắm mọi quyền hành vào trong tay. Đương nhiệm trồng cây, nghiêm thế đông rất không may mắn chưa kịp thụ quả, Trương Dương quay mũi kích kéo hắn đi theo, nguyên bản coi như mọi công lao của hắn trở thành công dã tràng. Trương Dương sau khi nói chuyện với Tần Thanh, cư nhiên bình tĩnh lại rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn chọn lựa giả bệnh nghỉ ngơi, chủ yếu là tránh né công kích từ các phía nhằm vào hắn. Cái gọi đấu tố kia đều là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ gì. Trương Dương tuy rằng làm việc kiêu ngạo, nhưng trên phương diện tài chính thì trong sạch hoàn toàn. Huyện ủy bí thư Dương Thủ Nghĩa kia chọn phương diện này để công kích hắn là đã sai ngay từ đầu, tự nhiên là tốn công mà không được việc gì. Nhưng khiến cho Dương Thủ Nghĩa phiền muộn chính là Trương Dương gần đây từ đệ đệ của hắn Dương Thủ Thành kiếm được 5 vạn tệ, đây là Dương Thủ Thành cam tâm tình nguyện dùng tiên mua mệnh. Trương Dương cũng biết chính là Dương Thủ Nghĩa ở sau lưng mình động tay động chân, Bất quá dựa theo lý giải của tình huống của hắn, Dương Thủ Nghĩa muốn đối phó mình nhất định phía sau còn có người giật dây. Dưới tình huống bất lợi hiện tại, Trương Dương quyết định trước hết tạm thời ẩn nhẫn, tuy rằng không biết đối phương là ai, thế nhưng hắn đã ý thức được thực lực của đối phương, đối phương cường đại đến mức Lý Trường Vũ cũng phải bảo trì im miệng mặc đối thủ. Trương Dương thực sự không hiểu bản thân đã đắc tội với một nhân vật cỡ như vậy từ bao giờ. Không rõ đối thủ là ai coi như là đã ở vào thế hạ phong đây là từ lúc trương thần y sống lại tới nay không có phát sinh chuyện gì quá sự tình lần này khiến cho hắn minh bạch một cái đạo lý là chỉ dựa vào võ thuật cùng y đạo chưa đủ để có thế tung hoành ngang dọc không cố kỵ gì nhất là trên quan trường năng lực vị tất đã đại biểu cho thực lực bản thân hắn trên quan trường chỉ như muối bỏ bể mà thôi điều này không khiến cho hắn xa suốt tinh thần mà trái lại càng khiến cho hắn càng thêm quyết tâm thêm tham vọng càng quyết tâm xây dựng thế lực cho riêng mình hắn chấp nhận an bài đi Bắc Kinh lần này của Tần Thanh coi như để tĩnh tâm lại đồng thời coi như là một lần rèn luyện bản thân. Trương Dương trong lúc cáo nghỉ bệnh thì biểu hiện rất an phận thủ thường, đối với điều tra của kỷ ủy cũng không có quan tâm. Về phía kỷ ủy điều tra vài lần, về vấn đề kinh tế Trương Dương đích xác không có vấn đề gì. Thời gian làm ở ban đầu tư sở thương mại, An Ngữ Thần có đưa điện thoại di động cho hắn dùng, nhưng cái này là thông qua tài khoản riêng của nàng. Nói cách khác thì coi như là người yêu của hắn đưa cho hắn dùng, cái này cùng với tham ô nhận hối lộ hoàn toàn khác nhau. Về phần hắn sử dụng xe riêng, đó là xe do Ngưu Văn Cường cho mượn, mặc dù đây là xe đã quá hạn đăng kiểm, nhưng cái này nhiều nhất cũng chỉ là ý thức giao thông, không có ảnh hưởng nhiều tới vấn đề nguyên tắc. Điều tra về phía viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em và trung tâm thẩm mỹ thuộc viện lại chọc dân tới Sở Yên Nhiên, nàng không nói hai lời, lập tức đình chỉ toàn bộ công trình dọa dẫm rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi y viện, nguyên bản vấn đề này cũng không có gì là to tát, nhưng vấn đề là chuyện này thế nào lại tới tai bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ đối với Trương Dương thì không quan tâm, nhưng đối với vấn đề sở yên nhiên cắt đầu tư thì cũng nổi giận, trực tiếp gọi điện tới Dương Thủ Nghĩa gian dậy một trận. Đồng thời, An Lão bên phía Hồng Kông cũng hướng phía Giang Thành biểu thị sự bất mãn đối với việc Trương Dương bị điều tra. Trụ sở ủy ban Giang Thành, tầng 9 văn phòng bí thư thị ủy, Hồng Bí Thư sắc mặt bất thiện, tay cầm điện thoại, giận dữ nói thật hồ đồ. Chúng ta cực khổ mãi để kêu gọi đầu tư tài chính tới. Điều tra cái gì mà điều tra? Nghĩ đây là cải cách văn hóa sao? Thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ lúc này đang ngồi đối diện với Hồng Vĩ Cơ, hắn lần này tới đây vốn là để hội báo công tác, vừa vặn thấy một màn Hồng Vĩ Cơ đang lớn tiếng quát tháo dương thủ nghĩa. Sau khi Hồng Vĩ Cơ cúp máy, hắn nhẹ nhàng rút bao trung hoa ra mời Hồng Cơ Vĩ, rồi tự lấy ra một điếu, sau đó châm lửa cho Hồng Cơ Vĩ rồi tới mình, cả hai đều là kẻ nghiện thuốc. Hồng Cơ Vĩ lặng lẽ hút vài hơi thuốc không nói gì, cảm xúc hắn nhanh đến thì cũng nhanh đi, người thường nhìn vị bí thư này tính tình ngay thẳng cương liệt, khoai ý ân cừu đều rõ ràng, nhưng Lý Trường Vũ là đồng học cũ thì biết rõ, vị lão đồng học này chỉ dùng đó là phương thức che giấu lòng dạ thâm sâu khó lường mà thôi. Hồng Cơ Vĩ nhả một làn khói rồi nói, một cái cán bộ cấp phòng mà năng lượng cũng không nhỏ a. À có biết hai ngày nay những ai điện thoại cho ta không? Lý Trường Vũ biết lão đồng học này tuyệt đối không tự nhiên mà nhắc tới chuyện này, lại càng không thể không biết quan hệ của bản thân và Trương Dương. Lý Trường Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười một chút, hiện tại chưa xác định thái độ của Hồng Cơ Vĩ, Lý Trường Vũ đương nhiên sẽ không mở miệng. Hồng Cơ Vĩ nói, an lão bất bình vì hắn đã là một đằng, thế nhưng bên chính ủy, bộ tham ngư quân khi cũng luôn phiên điện thoại tới. Sáng nay, Tham mưu trưởng Tư lệnh phân khu Giang thành Phùng Trung Nam trực tiếp tới tìm ta, hỏi ta về chuyện tình đầu tư tại viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em. Ngươi nói xem, một món đầu tư không tới 300 vạn khiến nhiều nhân vật trong quân đội quan tâm thế ư? Hơn nữa trước giờ phía quân đội không bao giờ quan tâm đến chính sự tại địa phương, lần này Phùng Trung Nam trực tiếp tới tìm ta là vì sao? Khẳng định là có quan hệ không tầm thường. Lý Trường Vũ lặng lặng hút một hơi thuốc dài. Hồng Cơ Vĩ nhìn lão đồng học của mình, hắn trước giờ Thủy chung cho rằng Lý Trường Vũ so với mình vẫn tâm cơ hơn, bất quá cũng may trước giờ bọn họ làm việc vẫn luôn ăn ý. Lý Trường Vũ cũng là một người thông minh, hắn rõ ràng vị trí bản thân mình. Hồng cơ vĩ cũng rõ các mối quan hệ sau lưng Lý Trường Vĩ, bởi vậy hắn có chút không vừa lòng, người đã biết quan hệ rắc rối phức tạp mà không sớm để tỉnh ta. Điều đó chứng minh người vẫn còn có nhiều điều bảo lưu, không toàn tâm toàn ý với ta. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, Trương Dương là cháu của ta, vấn đề quan hệ cá nhân của hắn trước giờ ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta cũng chỉ biết sở yên nhiên là bạn gái của hắn, ông ngoại của nàng ta là sở chấn nam. Hồng cơ vĩ hiện tại đã biết tầng quan hệ này, thở dài nói, sở lão gia tử tuy rằng đã về hưu, thế nhưng tại quân giới vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ. Quân khu Bắc Nguyên Hòa Bình có rất nhiều đệ tử của lão. Lý Trường Vũ nói thâm ý, giang hồ vô sử bất tại, trong quân đội lại càng coi trọng cái chữ, nghĩa, sở lão gia tử có lẽ xuất phát điểm chưa chắc đã là để bảo vệ Trương Dương, nhưng nếu sở yên nhiên kiên quyết đem sự vụ đầu tư liên hệ cùng với Trương Dương thì sự tình đúng là khó nói được. Hồng Vĩ cơ thấp giọng nói, phụ thân sở yên nhiên là Tống Hoài Ngọc cũng là thị ủy bí thư tỉnh Lý Tĩnh An. Lý Trường Vũ khẽ ừ, chuyện này hắn cũng không biết, nhưng từ một loạt chuyện tình Hồng Cơ Vĩ nói ra, hắn lập tức minh bạch hẳn là Hồng Cơ Vĩ đã cảm thấy áp lực, hắn không muốn đắc tội với mọi phương diện. Ngay từ đầu nhân vật phía sau màn kia muốn đối phó với Trương Dương, Lý Trường Vũ đã có ý định muốn đứng về phía Trương Dương, thế nhưng là một nhân vật có thể nói là lão luyện trốn quan trường. Hắn minh bạch mình không thích hợp đứng về phía Trương Dương, bởi hắn và Trương Dương quan hệ cũng tương đối bình thường, nếu như vì đó mà đắc tội với nhân vật đứng sau màn kia thì hiển nhiên là không sáng suốt chút nào. Nếu như Hồng Cơ vị ý thức được lợi dụng ba chữ, có lẽ có, này đối phó với Trương Dương cũng chẳng tốt lắm, Tùy tay xuất thủ thì đơn giản và hợp lý hơn nhiều. Lý Trường Vũ đợi chính là đợi thái độ của Hồng Cơ Vĩ. Hồng Cơ Vĩ thấp giọng nói, thanh niên nhân này rất tốt, nhưng tính đi tính lại, Xuân Dương huyện không có thích hợp với hắn. Lý Trường Vũ cố ý hỏi, Hồng Bí thư định điều hắn tới Giang Thành sao? Hồng Vĩ cơ có chút bất mãn, ngươi cho tới giờ vẫn cứ vòng vo với ta, ai chẳng biết ngươi với Trương Dương có quan hệ, bên ngoài truyền hắn là con tư sinh người ta chẳng nhẽ không biết chắc? hồng vĩ cơ đương nhiên biết lý trường vũ không có đứng ra bảo vệ trương dương không phải vì muốn ra vẻ quan hệ trong sạch mà là ngại đắc tội với thế lực nhân vật sau màn kia câu vừa rồi hắn nói chẳng phải chính là ý tứ lôi mình ra làm bia đỡ sao vấn đề của trương dương cũng không phải là hồng cơ vĩ muốn mà là nhân vật kia hạ nhiệm vụ xuống xuân dương hắn chỉ là truyền đạt ý mà thôi chứ cũng không biết gì có lẽ bởi căn bản như người ta vẫn nghĩ giết ga cần gì tới giao mổ trâu hồng vĩ cơ nói trường vũ kỳ thực ngươi chỉ cần nói với ta một câu có một số việc ta nhất định sẽ vì ngươi mà làm những lời này coi như là hắn cho lý trường vũ vay một cái nhân tình nói đến điều này không phải là lý trường vũ chưa từng nghĩ tới hắn thở dài nói kỳ thực ta và trương dương quan hệ cũng khá tốt cho nên ta cũng không dám tham dự sâu vào thời điểm nhạy cảm này hồng bí thư thực ra lúc mới bắt đầu ta cũng có ý nghĩ muốn nhờ ngươi đứng ra xem xét một chút theo hiểu biết của ta về Trương Dương, hắn tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng đích xác là năng lực công tác rất tốt, đối với một cán bộ trẻ mà nói thì không nên lấy khuyết điểm ra che lấp đi ưu điểm. Thế nhưng ta cảm thấy chuyện lần này liên lụy nhiều lắm, cho nên ta không dám làm phiền tới ngươi. Hồng Vĩ cơ cười nói, "Ngươi a, à, ngươi a, à, ta đang ở Giang Thành đây, có phiền phức gì thì sớm muộn cũng sẽ đổ lên đầu ta thôi." Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Có kiến nghị gì không?" Lý Trường Vũ thấy thời cơ đã tới, đang định nói chuyện tình muốn cho Trương Dương đi Bắc Kinh, thì đúng lúc này Hồng Vĩ Cơ có điện thoại. Hắn nhìn số, lập tức nghe máy, vẻ mặt trông tươi cười hết sức bá đạt huynh A. À. Gọi điện thoại tới chính là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt, Hạ Bá Đạt sở dĩ gọi cuộc điện thoại này nguyên cớ chính là do cố giai đồng. Trương Dương từ lúc ly khai Đông Giang vẫn cùng cố giai đồng liên lạc điện thoại không ngừng, nguyên nhân là vì Hải Lan. Cơ thể của Hải Lan khang phục rất nhanh, thế nhưng ký ức của nàng thì không có một chút tiến triển nào. Quan hệ của cố giai đồng cùng Trương Dương qua nhiều sự việc phát sinh cũng tự nhiên là trở thành hảo bằng hữu không có gì cần giấu giếm nhau. Nguyên bản Trương Dương cũng không định nói chuyện của mình cho cố giai đồng, thế nhưng hắn lo lắng cho Tần Thanh vì hắn mà phải chịu áp lực quá lớn cho nên mới đem tình cảnh hiện tại của mình nói với giai đồng. Với sự thông minh của giai đồng đương nhiên nàng hiểu ý tứ của Trương Dương là muốn trợ giúp một chút, nàng không chút do so dự nào mà đáp ứng dù sao một đám người ở cái thị trấn nhỏ nhoi ấy nàng cũng chẳng để vào mắt, những việc còn con như thế chẳng cần phiền tới phụ thân làm gì, chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt chính là tổng quản của gia đình nàng vậy. Đối với Hạ Bá Đạt mà nói, trước giờ ra sự nhà cố bí thư đối với hắn chẳng khác gì chính sự thiên hạ cả, đương nhiên cố giai đồng đầu tiên sẽ là đem chuyện này nhờ hắn. Sự tinh tế của Hạ Bá Đạt thì thuộc hàng nhất phẩm rồi hắn sở dĩ có thể thu được tín nhiệm của cố bí thư là vì hắn giỏi đoán tâm tư của lão bản, nghe cố giai đồng nói, hắn biết ngay là ai muốn động trương dương, sau đó hắn có thể kết luận hẳn là cố bí thư sẽ có hứng thú với việc nhỏ này. Quả không ngoài dự đoán, cố Duẫn chi sau khi nghe hạ bá đạt nói thì có phản ứng, hứa thường đức kia lòng giả thực sự là hẹp hòi. Hạ bá đạt cẩn thận dò hỏi, bí thư, chuyện này ngài xem ta nên làm thế nào bây giờ? Cố Duẫn Chi thấp giọng nói, đảng chúng ta có những cán bộ chơi bởi phóng túng, rồi lại kéo bè kéo cánh tạo thế lực riêng tại địa phương. Muốn lấy thúng úp voi, như vậy thực sự là không ra gì. Cố Duẫn Chi nói xong những lời này là thôi, thế nhưng những gì cần nói đã nói xong, hạ bá đạt hiểu được đại lão bản hẳn là rất không thoải mái. Cho nên bây giờ mới có cuộc điện thoại này, quan hệ của Hồng Vĩ Cơ cùng hạ bá đạt cũng có thể nói là tốt, thế nên khi nhận được điện thoại, Hồng Vĩ Cơ cũng cảm thấy rất bình thường nhưng sau khi nghe hạ bá đạt nói thì hắn kinh ngạc tới trợn mắt há mồm vĩ cơ a à, vẫn đều muốn gọi điện cho ngươi thế nhưng công vụ bận rộn quá mức thực sự là không có thời gian nhưng mà có chuyện này ta phải sớm nói cho ngươi nếu không lại rắc rối bí thư đảng ủy viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em huyện xuân dương trương dương là cháu của cố bí thư ngươi xem nên chiếu cố nhiều một chút a à. hồng vĩ cơ hiện tại có thể nói là cực kỳ sừng sốt bất quá tâm tình cũng cảm thấy dễ dàng đi mẹ nó, căn bản là không cần tới ta bảo vệ a. À. Sau lưng tiểu tử đó là ai? Là lão đại của cả cái tỉnh Bình Hải a. À. Hồng Vĩ Cơ cũng đến là phiền muộn, thằng nhãi kia rốt cuộc đến tột cùng là nhân vật gì? Một cán bộ cấp phòng nhỏ nhoi ở Xuân Dương mà lại khiến nhiều nhân vật lớn đứng ra biện hộ cho hắn như vậy. Hồng Cơ Vĩ mỉm cười, xin hạ chủ nhiệm yên tâm. Cũng xin người nói với cô bí thư cứ yên tâm, mọi việc ta sẽ cố gắng hết mức, đợi hạ bá đạt cúp máy lúc này hồng vĩ cơ mới như chút được gánh nặng trong lòng một sự việc đơn giản tự nhiên lại trở nên phức tạp như thế này thực sự là một vũng nước đục vừa rồi thực sự là hắn nói đúng chỉ còn hắn còn ở giang thành tự nhiên vẫn là lão đại ở giang thành bất kể phiền phức gì cũng không thoát khỏi tìm tới hắn được với tu vi chính trị tới tầm như bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được ảo diệu trong mọi việc hồng vĩ cơ tuy rằng quan hệ đối với hứa thường đức cũng rất tốt nhưng là quan điểm của hắn cùng lão bằng hữu hạ đạt bá giống nhau, hứa thường đức trong chuyện này thực sự là tâm nhãn quá nhỏ. Làm một nhân vật thành thục, có địa vị cao thì cầm được thì phải buông được, phải nhìn được nặng nhẹ, không thể để tư thù ân oán cá nhân làm mở tâm trí. Trước khi nhận được cú điện thoại của hạ bá đạt, Hồng Vĩ Cơ còn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ khi đại lão bản cố bí thư nhúng tay vào thì lại khác. Hồng Vĩ Cơ Thủy Trung vẫn cho rằng biểu hiện hiện tại của hứa thường đức chỉ là thất thường tạm thời, sau một vài ngày lão sẽ tỉnh táo lại lão sẽ phải ý thức được xúc động của bản thân mình là một hành vi chính trị đáng buồn cười tới mức như thế nào đúng là con người dù sáng suốt thế nào nhưng trong đời sẽ có lúc trong đầu tự nhiên mụ mẫm hứa thường đức cũng không ngoại lệ là bằng hữu với lão những thời điểm then chốt nhạy cảm thế này cũng nên nhắc nhở lão một chút hồng vĩ cơ hút một hơi thuốc nhẹ nhàng nhả khói mỉm cười nói với lý trường vũ có biết ai vừa gọi tới không Lý Trường Vũ từ biểu tình cùng xưng hô vừa rồi của Hồng Vĩ Cơ, lại liên tưởng tới cách đây không lâu Trương Dương còn dùng số điện thoại nhà của cô bí thư điện cho hắn, sự việc thế nào chắc hắn cũng đoán được tới chín phần 10. Lý Trường Vũ thực sự không rõ Trương Dương thế nào lại có quan hệ với đại lão bản Cố Duẫn Chi. Thực sự là ở chung với tiểu tử này càng lâu càng phát hiện, hắn có thể khiến cho người ta kinh hỉ không thể tưởng được, hơn nữa năng lực của hắn tựa hồ vô chừng mực. Hồng Vĩ Cơ cũng không có đợi Lý Trường Vũ trả lời, hắn nói ra luôn là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy hạ bá đạt gọi tới hắn sở dĩ nói thẳng thắn gọn gàng là để cho lý trường vũ thấy hắn đối với vị lão đồng học luôn thành thành thật thật không hề có chút tâm cơ nào lý trường vũ không khỏi vì hành vi thẳng thắn của hồng vĩ cơ mà cảm thấy vui mừng hồng vĩ cơ đã thẳng thắn như thế hắn cũng không thể bảo trì thái độ yên lặng nữa hắn mỉm cười nói ta thật sự không biết là hắn hắn cùng cố bí thư có quan hệ gì bất quá trước đây vài ngày hắn có từ đông giang gọi điện cho ta Số điện thoại này theo ta được biết thì đó là số nhà riêng của cô bí thư, những lời này một là làm sáng tỏ, hai là huyền chuyên nói cho Hồng Vĩ Cơ biết Trương Dương chính là khách trong nhà của bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi. Hồng Vĩ Cơ lắc đầu cười khổ, hắn vươn tay lấy một điếu thuốc, không đợi Lý Trường Vũ châm cho mình, tự hắn đã châm lên hút một hơi dài rồi nói, "Trường Vũ, tiểu tử này ở lại Giang Thành sẽ là một phiền phức." Hai người đều rõ ràng các mặt quan hệ bây giờ quan trọng là phải xử trí an bài trương dương ra sốc ho hợp lý. Lý Trường Vũ nói, tính tình hắn ta rất rõ ràng, để hắn tiếp tục ở lại Xuân Dương có thể lại có chuyện, ta xem tốt nhất là điều hắn đi nơi khác. Hồng Vĩ cơ hút một hơi thuốc, điều đi đâu? Bắc Kinh, ta xem có thể đưa hắn tới đó rèn luyện một chút. Tiểu tử này vốn tính tình tự cao tự đại hay cho rằng nhất trời nhì hắn, cho hắn đi Bắc Kinh một lần, hắn sẽ nhanh chóng minh bạch trên đời này người có thực lực so với hắn còn nhiều nhiều lắm, lý trường vũ nói quá lên mà muốn giáo huấn rèn luyện trương dương thế nhưng ý tứ của hắn thì đương nhiên là muốn bảo vệ trương dương rồi hồng vĩ cơ bỗng nhiên nở nụ cười nói trường vũ a à, ta nghe nói có nhiều lời đồn cho rằng trương dương là con tư sinh của ngươi đó chẳng hay ngươi có biết chuyện này không lý trường vũ ha hả cười chúng ta là lão đồng học ta cũng chẳng gạt ngươi làm gì thực sự mà nói ta cũng rất muốn hắn là con tư sinh của ta lắm đó bốn mắt nhìn nhau cả hai người đồng thời bật cười ha hả. Trương Dương mấy ngày này thực sự là nhàn rỗi, hắn không có ở lại Xuân Dương mà về Hắc Sơn Tử, tạm thời rời xa cái cơn lốc tranh đấu, tự nhiên lại sinh ra một cái cảm giác siêu nhiên thế ngoại. Lúc sở yên nhiên tới tìm hắn, hắn đang ở chuồng phối giống heo của Quách Đạt Lược, không biết là hắn tự nhiên có hứng thú đi tới mấy chỗ đó thưởng thức cái gì. Sở yên nhiên gión ra gión rén tới gần định hù hắn một cái, nhưng không ngờ chưa kịp đi tới gần hắn, Hắn đã quay đầu lại như cắt, ngược lại sở yên nhiên mới bị dọa tới giật mình. Nàng bực mình nói, người thật là không có khiếu hài hước à, giả bộ một chút cũng không được à. Trương Dương ha hả cười nói, nghe tiếng bước chân ta đã biết là ngươi rồi. Nhà đầu này, điều đó chứng minh là lúc nào ta cũng nghĩ tới ngươi hết đó. Sở yên nhiên cắn cắn môi, vui vẻ bước tiếp nói, nhìn cái gì chứ. Trương Dương không nói gì, vẻ mặt cười rất xấu xa thì sở yên nhiên yên nhiên bước tới gần hơn nhìn rõ thì bỗng hét lên một tiếng khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên nguyên lại là đôi lợn trong chuồng đang phối nhau thằng nhãi này thực sự là ghê tởm hạ lưu vô sỉ có thể cư nhiên đứng đó nhàn hạ mà thưởng thức một màn này thực sự là không thể chịu nổi sở yên nhiên nhấc chân tặng hắn một gước lưu manh vẻ mặt hắn rất chi là vô tôi, lưu manh phải là còn lợn kia chứ liên quan gì tới ta sở yên nhiên không nhịn nổi nửa nụ cười khuôn mặt xinh đẹp tươi cười dạng hồng như ánh mặt trời bình mình thực sự là động lòng người. Tiểu tử này không lỡ thời cơ nói một câu trắng thật. So với lợn Ukraine còn trắng hơn. Ngươi mới là lợn đó. Giả như ngươi mà là lợn Ukraine, ta cũng không ngại trở thành lợn lắm đâu. Sở yên nhiên hiển nhiên là xấu hổ đỏ mặt, lưu manh, những lời này nói ra hết sức lý nhí. Trương Dương cũng biết sở yên nhiên tính tính khoáng đạt rộng dĩa, nhưng trong chuyện tế nhị thì đương nhiên vẫn là một nữ tử nên cũng thôi không tiếp tục trêu chọc nàng nữa hắn chỉ chỉ về phía trước bảo sở yên nhiên ra phía bóng dâm ngồi sở yên nhiên tới nửa ngày mặt mới hết đỏ đi theo hắn ra phía dưới gốc cây ngồi nghỉ trương dương bảo nàng ngồi bên cạnh hắn đưa cho nàng chén trà sơn trà mới pha đó nếm thử xem sở yên nhiên cũng không khách khí với hắn tiếp nhận chén trà nhấp một ngủ nhíu nhíu mày nói đắng quá Trương Dương mỉm cười nói, người phẩm trà tỉ mỉ chút coi. Đắng là lá trà, còn nước bọt của ta rất ngọt a. À. Mày liễu sở yên nhiên dựng đứng, đôi mắt trợn tròn, nhưng trong đó lại không có một tia hung hãn nào, tà tâm. Vô cùng biến thái, theo tính cách của nàng, hận không thể đem cả chén trà nào úp vào mặt hắn được. Trương đại quan nhân đương nhiên nhìn thấy tính cách nàng, vội cầm lấy chén trà rồi cười nói, nhà đầu, nghe nói người ngừng đầu tư vào trung tâm thẩm mỹ rồi à sở yên nhiên gật đầu, đúng vậy, ta bỏ vốn đầu tư vào y viện mở ra trung tâm thẩm mỹ kia vốn là vì ngươi. giờ ngươi không ở đó, ta dựa vào cái gì mà phải đầu tư tiếp? trương dương cười nói, cũng không thể nói như vậy. mấy trăm vạn ném xuống, ngay cả tiếng vang cũng không có. thực sự là không hiểu nổi ngươi a. À. kỳ thực từ lý trường vũ hắn cũng biết rõ yên nhiên đã nhờ ngoại công nàng dùng lực ảnh hưởng mà tạo áp lực lên phía giang thành, giúp hắn một chú. đối với sở yên nhiên trong lòng trương dương tràn nga ọ vẻ cảm kích hắn thấp giọng nói ngươi vì ta làm nhiều việc như vậy không sợ ta cảm động không sợ ra yêu ngươi sao sở yên nhiên không khỏi nở một nụ cười trương dương mặt mày ủ rũ nói ta kháo lúc ta thổ lộ tâm tình ngươi có thể trịnh trọng một chút được không thật là sở yên nhiên khanh khách cười nàng che miệng nói khôi hài trương đại quan nhân có chút á khẩu trợn cả mắt mẹ nó lão tử rõ ràng là chân thành Thế nào trước mặt nàng lại thành trò khôi hài. Hắn vốn có thể khẳng định Sở Yên Nhiên rõ ràng là thích mình, nhưng đến những thời điểm mấu chốt nha đầu này lại luôn lựa chọn trốn tránh. Lẽ nào nàng đối với tình cảm lại có cảm giác sợ hãi sao? Lúc này chủ trại nuôi heo Quách Đạt Lượng đã đi tới, hắn tươi cười hớn hở chào hỏi Sở Yên Nhiên. Từ lúc nghỉ công tác, lui về mở một trại chăn nuôi, bệnh của hắn cũng thuyên giảm rất nhiều, tính tình ngày càng thân thiết hiền hòa quan trọng nhất là hắn đã tìm thấy niềm vui tất cả nhiệt tình và năng lượng hắn đều dồn cho công việc hiện tại trương dương cười nói thế nào gần đây làm ăn tốt không quách đạt lượng gật gật đầu cũng ổn chờ tiền hàng về ta đem tiền trả ngươi trước giai đoạn vừa rồi bởi vì vốn quay vòng có chút chậm trễ nên quách đạt lượng có vay trương dương hai vạn tệ cho nên mới nhắc tới chuyện này trương dương lắc đầu nói không vội dù sao hiện tại ta cũng không cần dùng gì tới tiền người mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp còn cần tiền rất nhiều, chờ bao giờ dư giả trả ta cũng được. Sở yên nhiên đối với trại chăn nuôi heo của Quách Đạt Lượng sản sinh một chút hứng thú Quách Đạt Lượng. Người dưỡng bao nhiêu đầu heo? Quách Đạt Lượng nheo nheo mắt, lúc đầu kế hoạch là 500, cố gắng sang năm tới có thể đạt được 1 ngàn, nếu thuận lợi, ta còn muốn xây dựng một xưởng thức ăn chăn nuôi. Sở yên nhiên nói, lúc nào rảnh rỗ cho ta xem kế hoạch chi tiết của ngươi. Nếu có tính thực tiễn cao, ta có thể đầu tư. Trương Dương kinh ngạc nhìn Sở Yên Nhiên, cô nàng này thực sự là lắm tiền a, à, tới cả chăn nuôi heo cũng có hứng đầu tư. Quách Đạt Lượng cũng rất coi trọng chuyện này, hắn gật đầu liên tục, trao đổi số điện thoại liên lạc với Yên Nhiên, rồi mời nàng buổi trưa ở lại dùng bữa, sau đó rời đi chuẩn bị. Trương Dương nhịn không được hỏi, người thực sự là muốn đầu tư chăn nuôi heo à? Sở Yên Nhiên gật đầu nói, người thực sự cho ta là một nha đầu ngốc việc gì cũng không biết a. À ta bình thường vẫn luôn quan tâm việc quốc gia đại sự, kinh tế phát triển, yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện tới mức cầm tiền đi phiêu ngoạn đâu. Chăn nuôi cũng không phải không có tương lai, ta vừa xem quan một lượt trại của hắn, xây dựng và quản lý tốt, rất có khoa học. Hiện tại chỉ cần đầu tư một món tiền nhỏ, tương lai thu hoạch lợi nhuận sẽ không thấp. Nhưng mà ta khuyên ngươi, hai vạn tệ không cần hắn trả lại làm gì, trực tiếp thành lập công ty cổ phần, ngươi làm cổ đông, không bao lâu sẽ có 20 vạn, thậm chí hơn nữa thua về. Trương Dương đối với phương diện đầu tư kinh tế đương nhiên chẳng có chút năng khiếu nào, hắn gãi gãi đầu nói có mấy trăm đầu heo mà kiếm đâu ra nhiều thế. Nằm mơ à? Sở yên nhiên bất mãn mắng một câu, ta xem người đúng là não chưa mà, hiện tại chú trọng khoa học nuôi trồng, quy mô hóa nuôi trồng. Ta xem cái trại này của quách đạt lượng cũng rất được đó. Nghe sở yên nhiên nói thế, Trương Dương đối với trại chăn nuôi của quách đạt lượng cũng sinh ra hứng thú, giọng khiêm tốn hỏi sở chủ tịch À, người xem ta đầu tư ở đây thì sau này lãi suất sẽ được tầm nào tham lam ngươi là cán bộ quốc gia không được phép kinh thương trương dương thở dài đúng vậy lão tử đúng là cán bộ quốc qua nhưng ngươi thì không phải a nếu không thì ta cho ngươi mượn hai vạn hàng năm ngươi trả tiền lãi cho ta dựa vào cái gì ta không có thiếu tiền a hai vạn ta không có hay sao mà phải vay bằng vào tình cảm của hai chúng ta người nói xem có tiền thì ngươi cứ kiếm còn ta thì cứ càng ngày càng nghèo tranh lệch giữa chúng ta chẳng phải là càng lúc càng lớn sao bần phú xa cách tâm tính sẽ biến hóa tâm tính biến sẽ khiến tình cảm biến hóa người nói xem như thế làm sao hai ta xứng được nếu thực sự như thế thì tiếc nuối vô cùng a à. trương dương thở dài nói người bệnh à ta với ngươi xứng sao ta thế nào lại không cảm thấy nhỉ có điều nhìn lại người có chất nông dân lắm. Ta rất phiền muộn khi người có vẻ kỳ thị nông dân, nông dân thì thế nào? Người chướng mắt ta như nông dân, lại chỉ toàn thiên kiều bá mị mỹ nhân vây quanh A. À. Nhà đầu này, ta cảm thấy chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, thế nào cũng muốn lưu lại cho ngươi một vị trí, sớm xếp hàng một chút A, à, còn có cơ hội làm chính cung, nếu chậm chân thì chắc chỉ có thể là cung nữ thôi. Sở yên nhìn dỡ bàn tay lên, bộ dạng như chuẩn bị quyết chiến với hắn. Nhìn cái bộ dạng xấu xí của ngươi xem, tưởng mình là hoàng đế sao? Tam cung lục viện, ta nói cho Trương Dương nhà ngươi, tâm địa gian xảo nhà ngươi ta đã sớm nhìn rõ. Cán bộ quốc gia, ta thấy ngươi đích thị là một kẻ lưu manh thì đúng hơn. Trương đại quan nhân đang muốn mở miệng phản bác thì có điện thoại gọi tới, hắn cười cười với Sở Yên Nhiên, rút điện thoại ra xem, là điện thoại của Cố Gia Đồng gọi tới, nàng báo cho Trương Dương biết Hải Lan đã xuất viện, hiện nay đã về nhà tĩnh dưỡng gần nhất cũng không có phát sinh chuyện gì nhắm vào hắn. Trương Dương lách mắt nhìn sở yên nhiên, thấy nhà đầu kia vẫn đang chầm chầm nhìn mình, hắn tủm tỉm cười nói, dai đồng tỷ. Chuyện này thực sự cảm ơn ngươi nhiều lắm a. À. à. đúng rồi, thế dưỡng dưỡng gần đây thế nào rồi? Xem trừng tâm trạng cố dai đồng hẳn là rất tốt, nàng vui vẻ cười nói, dưỡng dưỡng khôi phục rất tốt, gần đây có thể chống nặng mà đi. Trương Dương ngươi thực sự là lợi hại đó, Minh Kiện nói muốn đi thanh thai sơn du ngoạn một chuyến đó, ngươi chuẩn bị đi nhé. Trương Dương cười nói, lần trước ta đã mời hắn, bây giờ có thể tới là tốt rồi. Sai đồng tỷ, nếu ngươi có thể bỏ chút thời gian cùng tới thì thật tốt. Phong cảnh thanh thai sơn rất mê người đó. Cố Sai đồng thoải mái nói, cứ vậy đi, nếu có thời gian ta nhất định tới. Được rồi, chuyện lần trước ta xem xét thấy ở Giang Thành hẳn là sẽ bất tiện cho ngươi. Có cần ta giúp một chút không? cố giai đồng có thể nói thoải mái như thế có thể chứng minh là nàng đã thực sự coi hắn là hảo bằng hữu chân chính bằng không thì nàng tuyệt đối không đưa chuyện này ra nói trương dương cười nói không cần đâu đã phiền cho ngươi lắm rồi cái nhân tình này ta không nhận nổi nữa đâu giai đồng tỷ không phải định khiến cho ta phải lấy thân mà báo đáp đó chứ cố giai đồng bật cười khanh khách sở yên nhiên nghe thấy trên mặt nhất thời thoáng một tầng băng xương thằng nhãi này thực sự là ghê tởm Tuy nhiên trước mặt mình mà cùng người khác ẩm ở, hắn không biết có lương tâm không nữa. Có biết nghĩa đến cảm thụ người khác không nữa. Trương Dương Hàn Huyên vài câu với cố dài đồng xong, quay sang thấy biểu tình của sở yên nhiên đã biết là nàng giật. Bất quá tiểu tử này cũng không có thay đổi cái thói vô tâm. Tươi cười nói, vừa mới nói mỹ nữ, lập tư xê có mỹ nữ gọi điện. Người nói ta nông dân, chắc nông dân này có mệnh đào hoa ha. Sở yên nhiên cười lạnh gật đầu. Sau đó nàng bất ngờ cầm chén trà hất một cái. Tất cả nước trong chén trà đều vào mặt hắn cả, Trương đại quan nhân đó là không muốn tránh, bởi nếu hắn muốn thì ngay cả một giọt nước cũng không thể chạm tới hắn được. Tiểu tử này đầu óc cũng nhanh nhạy, hắn dễ yến là mặc cho Sở Yên Nhiên phát tiết một chút, nếu không thì khẳng định hôm nay nhất định không có hòa nhã, đành chấp nhận chịu khổ một chút vậy. Sở Yên Nhiên thấy cái bộ dạng chật vật của hắn không khỏi nở nụ cười. Trương Dương cười khổ nói, người đàn bà tranh chua nguyên lai chính là như vậy. Sở yên nhiên bị thằng nhãi này gọi là tranh chúa, thằng thắn biêu hãn luôn, một tay nhéo mạnh tay hắn, hung hằng vặn một vòng, ta cho ngươi biết, từ sau còn dám lằng nhằng với con gái nhà người ta, ta đem cắt tai ngươi. Trương Dương kêu khổ không thôi, ta ngay cả một cũng chưa có lằng nhằng ha. Nhiều nhất cũng chỉ là mới có ý tưởng mà thôi, chưa có chút manh động nào. Có ý tưởng cũng không được phép, Trương Dương cợt nhà nói, vẫn khuyên người muốn cứ thiên thiên vạn vạn tỉ muội trong thiên hạ này, ừm tốt nhất là người quyết tâm xả thân mà giúp. Chứ địa ngục này ngươi vào được, tỉ muội khác sẽ không có cơ hội a. À. Sở yên nhiên chừng mắt nhìn hắn, buông tay hắn ra nói, vấn đề là địa ngục này quá lớn, sợ là ta có đi vào cũng không đủ, lại kéo thêm cả người khác vào mà thôi. Ta đây thành ra cứu người không được, bản thân lại chịu tội oan. Ngươi nói ta xem như thế nào đây? nàng đứng lên nhẹ giọng nói cho nên ta trước tiên cứ ở bên cạnh nhìn ai tiến vào địa ngục thì tao kéo ra cứu vớt làm bằng hiếu ta thực sự không đành lòng nhìn ngươi tạo ác kiếp kiếp sau ngươi đầu thai làm heo trong trại đi trương dương cười ha hả nhà đầu này đúng là mồm mép càng ngày càng lợi hại những lời nghĩa nghiễm nhiên coi như là đã đạt đến cảnh giới như hắn rồi trương dương cảm thán nói kỳ thực cái địa ngục ấy cũng chỉ cần ngươi mà thôi sở yên nhiên lắc đầu ngươi dã tâm quá lớn một là không đủ, nói ra những lời này, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Trương Dương Đích Thị là một người có dã tâm, nhưng hắn không đơn thuần là có dã tâm mà còn có dục vọng chiếm hữu đối với tả hiểu tình, đối với sở yên nhiên, đối với Hải Lan, rồi tần thanh hắn đều muốn giữ lấy làm của riêng. Giá như tại thời tùy triều thì cũng là hết sức bình thường, nhưng tới những năm 90 này, thời đại đã thay đổi. Nam nhân năm thê bảy thiếp không còn là diễm phúc, mà là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Ngoại trừ Hải Lan, mấy người còn lại thân phận cùng gia thế đều không bình thường, với thân phận gia thế lớn thì ngay cả tại thời tùy triều cũng không ai cam tâm tình nguyện làm thiếp, chứ càng không cần phải nói tới hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Trương đại quan nhân chậm chạp chưa chịu xuống tay với Sở Yên Nhiên, không chỉ là cố kỵ gia thế nàng, mà trọng yếu hơn là hắn cảm nhận rõ tình cảm của nàng dành cho hắn, nhà đầu ngay thẳng hồn nhiên này cũng rất tốt với hắn chính vì thế mà hắn không nỡ làm tổn thương nàng tâm tình trương dương lúc này thực sự là dối lắm giả như hắn có thể bỏ qua thì tất nhiên sẽ là không thoải mái gì rõ ràng chính mình thích sao lại có thể uổng phí bỏ qua cho được lão tử sống thêm một lần không thể để tiếc nuối điều gì được ta từ trước cho tới giờ vẫn không sợ nguy nan chắc trở càng khó khăn càng hứng thú địa ngục lão tử đây đủ lớn ta thích một ai thì nhất định sẽ không buông bỏ sở yên nhiên tự nhiên không nghĩ hắn lại đang tính toán như vậy trong đầu nàng không thể phủ nhận bản thân thích trương dương nhưng dưới sự nhắc nhở của lâm tú nàng bắt đầu ý thức được tình cảm của trương dương cũng không trung thủy nếu đem tất cả tình cảm dành cho hắn không biết kết quả rồi sẽ thế nào cho nên nàng bắt đầu tỉnh táo mà bảo trì một cự ly đói với hắn thế nhưng nàng không khống chế được tình cảm đối với hắn cái cảm giác mê hoặc khó chống cự như chúng phải bùa mê gì đó vậy Editor, tỉnh táo vậy là tốt bất quá đã vướng vào tình trường thì khó nói lắm bé ơi. chương 80, trưởng nghĩa ra tay cứu giúp. Như đã báo trước, nhóm người của Cố Minh kiện tầm trạng vạng tối ngày 30 tháng 9 tới Xuân Dương. Khiến Trương Dương hơi bất ngờ là lần này, ngoài mấy chị em nhà Cố Minh kiện còn có ba cô nàng nữ sinh của Học viện Nghệ thuật đi cùng. Trương Như Bình, Trình Tú Tú, cùng Triệu Nhị Văn. Quả thật, Đến giờ Trương Dương cũng chưa hiểu rõ ràng lắm mối quan hệ của Cố Minh Kiện với ba cô nàng nữ sinh này. Theo như tiểu tử Cố Minh Kiện kia nói thì Trương Như bình là em họ hắn. Vậy thì theo lý thuyết, bọn họ phải không được nảy sinh tình cảm nam nữ mới phải chứ? Lại còn hai cô nàng kia nữa, từ những biểu hiện bên ngoài cho thấy, tiểu tử Cố Minh Kiện cũng có quan hệ khá mập mờ với bọn họ. Mà tiểu tử Cố Minh Kiện kia dường như mọi lúc mọi nơi hắn đều muốn hét to lên cho mọi người biết ba cô nàng xinh đẹp đó đều là người của hắn, ông đây chân đạp ba thuyền đấy, các ngươi đã phục chưa? Nhìn hắn mà Trương Dương lại liên tưởng đến bản thân mình, nếu như đổi lại, chẳng phải Trương Dương có thể tha hồ ôm hết mấy hồng nhan chi kỷ vào long hay sao? Lão tử không phải một chân đạp ba, mà là một chân đạp hẳn bốn thuyền. Cô dưỡng dưỡng vừa thấy Trương Dương, đôi mắt đẹp hồn nhiên trong suốt cũng phát sáng lên, thân thiết gọi to một tiếng, Trương ca. Dù nàng lần này là đi lên núi khá nguy hiểm, nhưng cô bé này vẫn quyết tâm đòi theo băng được mới thôi. Nguyên bản người nhà cô bé cũng không muốn cho đi cùng. Dù sao giờ chân nàng không thể cử động được như thường, vậy thì leo núi làm sao được cơ chứ? Nhưng bởi vì cố dưỡng dưỡng lấy lý do, tới Xuân Dương để Trương Dương khám lại, bởi vậy mọi người cũng không biết lý do nào để từ chối cả, đành phải cho dưỡng dưỡng đi cùng. Từ lúc An Lão chính thức ký hợp đồng xây dựng khu du lịch sinh thái ở núi Thanh Thai, dưới sự chủ trì của tần thay nhầm các hạng mục ban đầu đều cơ bản hoàn thành, nhất là việc mở mang nâng cấp giao thông ở nơi đây. Cùng với việc giao thông được mở mang nâng cấp, đám lãnh đạo cao tầng của thôn Thanh Hà liền nhìn ra khả năng phát triển kinh tế của thôn, không chậm trễ, hắn liền họp giao ban rồi quyết định cho xây dựng một sơn trang ở ngay cạnh thôn. Nói là sơn trang chỗ ách chứ cũng chỉ là một căn nhà nhỏ có 8 phòng, bầy trí cũng tạm tạm. Đây là Cao Chiêm Viễn muốn nhắm tới các đoàn khách du lịch sau này tới đây tham quan chẳng qua tầm nhìn của hắn hơi xa một chút, nhà trọ đã xây được hai tháng nay nhưng vẫn để không, chẳng có mống nào đến thuê. Lần trước về lại thôn, Trương Dương cũng biết chuyện này, bởi vậy Trương Dương liền đánh điện gọi cho Lưu chuyện khôi, ý muốn hắn để mấy người bọn họ ở đây nghỉ ngơi. kể ra thôn cũng đầu tư kha khá vào khu sơn trang này, cả khu rộng tới sáu mẫu, ngoài căn nhà nhỏ ra thì còn một hoa viên khá đẹp, cùng với một ao cá nhỏ nói là hoa viên cho sang chứ bên tổng cũng chỉ toàn trồng mấy loại rau nông sản, chỉ được cái có thể nhổ về ăn lúc nào cũng được, ao cá thì khá nhỏ, nước thì đục ngầu, chẳng thể nào mà ngắm cảnh cá bơi lội tung tăng được, nhưng được cái có thể thả cần câu cá thoải mái. Trong sơn trang có ba gian hàng nhỏ, cũng đều là người dân của thôn Thanh Hà cả. Bởi vì hai tháng rồi chẳng có ma nào đến sơn trang thuê nhà, nên bọn họ cũng chưa có mở cửa kinh doanh. Vì thế chân màn toàn là hàng mới nguyên chưa bóc tem, trông cũng sạch sẽ ấm áp. Lưu chuyện khôi cũng vui vẻ đề nghị con trai mình, Lưu đại trụ làm đầu bếp cho bọn họ, bởi lẽ trước đây Trương Dương cũng mấy lần nhờ hắn làm cơm đãi khách, mà ngón ruột của Lưu đại trụ là mấy món thịt dê. Lúc Trương Dương dẫn đám người cố minh kiện vào Sơn Trang, cũng là lúc Lưu đại trụ đang làm thịt một con dê béo mũm. Chỉ chớp mắt mấy cái, con dao bầu trong tay hắn nhoáng lên vài nhát con dê béo đã được làm sạch sẽ. Cố Minh Kiện cùng ba cô nàng nữ sinh kia thấy hay hay nên cũng qua đó xem. Còn cố dài đồng từ lúc xuống xe, điện thoại cứ réo liên hồi, hết cuộc này đến cuộc khác. Đúng là chủ tịch một công ty to có khác, đến cả đi chơi cũng phải làm việc liên tục. Chỉ có mình cô bé cố dưỡng dưỡng thì có chút sợ hãi mấy cảnh đổ sát tanh máu này. Cắn cắn môi dưới, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Trương Dương cũng nhận ra điều này, liền vội vàng đẩy xe, đưa cô bé sang bên ao cá ngắm cảnh làn gió đêm nhẹ nhẹ làm mấy sợi tóc mai của cô bé thỉnh thoảng khẽ vuốt ve mu u bàn tay Trương Dương. Trương Dương cũng cảm thấy buồn buồn nhột nhột, cực kỳ thích thú. Cô dưỡng dưỡng hít sâu một hơi nói, nơi này thật đẹp, lâu như vậy rồi em mới được hít thở cái không khí trong lành tươi mát như vậy. Trương Dương cười nói, chờ tới mai lên núi thanh thai, em còn được hít thở không khí trong lành hơn đây gấp chục lần. Cô dưỡng dưỡng gượng cười, có chút tiếc núi, em ở dưới chân núi đợi mấy người. Tình trạng bệnh tình hiện giờ của cô bé, hiển nhiên việc leo núi là không thể. Trương Dương dừng không đẩy xe nữa, chậm rãi đi vòng ra trước mặt cố dưỡng dưỡng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai mắt cô bé nói, giờ em cảm giác ở chân thế nào? Đã khá hơn nhiều rồi, hai chân cũng có cảm giác nhiều hơn trước. Mấy ngày trước, em đã thử tự đi băng hai chân mình. Tuy rằng không đi được bao xa, nhưng nếu chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ đi lại được như thường. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Trương Dương, nhưng thấy cô bé sắp khỏi hẳn, hắn cũng thấy vui mừng thay, nhẹ giọng nói, vậy cứ cách hai ngày, anh sẽ châm cứu cho em một lần, chắc chắn tốc độ hồi phục sẽ tăng lên đáng kể. Dưới sự trợ giúp của Trương Dương, lần đầu tên sau nhiều năm dài đằng đẵng cố dưỡng dưỡng mới có lại lòng tin bệnh tình sẽ khỏi hẳn, sẽ đi lại được như bình thường. Chẳng hiểu sao, cô bé lại tin tưởng Trương Dương đến ngủ quáng như vậy. 17 năm nay, chưa từng phát sinh chuyện tương tự bao giờ. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên mặt ao phát ra tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của cô bé, là một con cá chép đỏ thẫm vừa quấy đuôi trên mặt nước rồi lại lặn xuống. Cố dưỡng dưỡng thích thú hô to, oa, wow, con cá chép lớn thật đó. Trương Dương thò tay nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên, ngón trỏ, ngón cái tay phải móc vào nhau. Viên đá nhỏ phóng vọt đi, đánh cái tóm, trên mặt nước, cũng chính cái đầu của con cá chép đỏ vừa rồi con cá chép vị viên đá đập trúng đầu rồi không thấy nhúc nhích gì nữa ngửa dần dần cái bụng trắng trên mặt nước trương dương đi tới bờ ao vớt con cá chép lên lúc quay lại thì thấy khuôn mặt cười của cố dưỡng dưỡng lại tái nhợt đi lúc này trương dương mới giật mình nhận ra vuốt mông ngựa lại nhầm thành vuốt đuôi ngựa chắc hẳn cô bé thấy vui thích con cá chép vì nó được bơi lội thoải thích dưới nước đằng này trương dương lại hiểu nhầm tưởng rằng cô bé thích ăn thịt cá Trương Dương cố gắng ngượng cười, xấu hổ nói: thực sự không phải, anh lỡ tay. Chẳng biết cố dài đồng đến bên cạnh lúc nào, lú cầy mới lên tiếng, dướng dướng. Tuy rằng em không thích sát sinh, cũng không muốn thấy người khác sát sinh. Thế nhưng con cá chép kia, em không ăn, cũng không có nghĩa là bọn ta không muốn ăn, em hiểu chứ? Bị chị gái lên lớp, cố dướng dướng cũng ngượng cười đáp trả, coi như đã hiểu. Dù rằng cô bé rất yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống cho rằng bất kỳ sinh vật nào trên trái đất này đều có quyền được sống. Bởi vậy cô bé mới không thích sát sinh, không muốn nhìn thấy máu tanh. Tuy trước giờ cố dưỡng dưỡng vẫn nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, càng lớn dần, cô bé càng hay ẻo thêm được nhiều điều. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, đều có quan niệm sống khác nhau. Cố đưa óm dưỡng hiểu, dù mình không thích, không có nghĩa người khác cũng phải không thích theo, lại càng không nên vì bản thân mình mà làm khó dễ người khác cũng như mấy gã công tử nhà giàu khác, cố minh kiện cũng có cái tính thích khoe mẽ như bọn họ. Thấy lựu đại trụ vừa làm thịt dê xong, hắn liền sung phong nhận nhiệm vụ nướng dê. Chẳng là thằng nhãi này muốn lấy le trước mặt ba cô nàng nữ xinh xinh đẹp kia. Chỉ là lúc chính thức bắt tay vào làm, thì lại chẳng dễ dàng như trong tưởng tượng. Mới nóng một lúc mà cả con dê chỗ thì cháy khét lẹt, chỗ thì sống nguyên, còn cả máu tươi bên trong. Cuối cùng cũng phải để bà chỉ cả cố dai đồng ra tay mới nên chuyện còn trương dương thì đi kê bàn ghế một lúc sau thì mọi thứ đã xong xuôi hết biết cô bé cố dưỡng dưỡng không ăn thịt nên trương dương đã dặn riêng lưu đại trụ làm mấy món chay dành riêng cho nàng có sáu vị khách quý từ trên tỉnh đến chơi trương dương liền đem khui một chai rượu nếp hảo hạng ra tiếp đầy cho mỗi người một chén rồi mỉm cười nói ở nông thôn chắc hẳn không bằng trên thành phố rồi có gì mọi người thông cảm cho trương như bình tươi cười nói ở đây rất tốt mà tại Đông Giang cũng khó tìm được mấy nơi yên tĩnh, lại trong lành mát mẻ như ở đây. Cố Minh Kiện cũng xen vào, đúng vậy, nơi đây rất tốt. Thôi, nào, không nói chuyện phiếm nữa, mau mau nâng cốc cảm ơn Trương Dương đã thịnh tình khoán đãi mấy người chúng ta. Cạn chén, mọi người y đều vui vẻ đồng thanh hưởng ứng. Tối đó vì vui vẻ quá nên ai ai cũng đều uống say cả. Cố Minh Kiện là người gục trước tiên, Trương Dương liền đưa hắn về phòng nghỉ ngơi trước cố dưỡng dưỡng tuy không có uống rượu nhưng thân thể nàng có bệnh nên hơi yếu không ở ngoài trời tối được lâu cũng xin phép vào phòng nghỉ ngơi từ sớm cuối cùng bàn tiệc rượu cũng chỉ còn hai người trương dương với cố giai đồng nhìn bàn ăn vẫn còn chất đống toàn thịt dê cố giai đồng không khỏi lắc lắc đầu cười nói thật quá lãng phí rồi mấy người các ngươi đều là cán bộ nhà nước tuy rằng làm cơm đãi khách nhưng cũng không nên lãng phí như vậy chứ ta thì có tính là gì so với cha chị thì ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé mà thôi. Nghe vậy, cố gia đồng không khỏi cười khanh khách nói, ngươi thật là, chẳng biết phân biệt lớn nhỏ, chẳng biết vị trí của mỗi người là thế nào cả. Cha ta tuy làm to thật đó, nhưng người lại ăn uống rất tiết kiệm, lại đơn giản dân dã. Nếu như để người thấy đám các người phung phí như vậy, ắt hẳn người nổi giận không sai. Trương Dương tùm tìm cười, lại nhấp một ngụm rượu nữa. Quả thực, Trương Dương cũng tin, cố duẫn trí là một vị quan thanh liêm thế nhưng hắn không bao giờ tin có một vị quan nào thanh liêm liêm chính một cách toàn vẹn cả một vị quan thanh liêm thì việc đầu tiên là phải biết che giấu mọi hành động của mình cứ nhìn hai chị em cố giai đồng cùng cố minh kiện thì biết hai chị em bọn họ được như ngày hôm nay phần lớn đều phải dựa vào cái uy của cha bọn họ nói thật trương dương cũng chỉ cho rằng vẻ thanh liêm bề ngoài của hắn là để cha giấu những việc làm không tốt đẹp gì của vị bí thư tỉnh ủy kia mà thôi Nói thì nói vậy, biết thì vẫn biết nhưng chẳng ai có thể hoàn toàn ngăn chặn được điều đó. Gia thế chính là một dạng tiền tai vô hình, cho dù ngươi không muốn lợi dụng nó thì cũng có người chủ động tới tận cửa giúp ngươi khai phá nó. Một lúc lâu mà vẫn không thấy Trương Dương nói gì, Cố Gia Đồng tưởng hắn không tin, cho nên tiếp tục nói thêm, lần trước ngươi gặp phiền phức cũng là do có người tố cáo tài chính của ngươi có vấn đề. Cố Gia Đồng ngừng một chút rồi lại nhẹ giọng nói, ta tuy rằng không ở trong quan trường thế nhưng những chuyện như thế này ta lại thất rất nhiều. Người làm quan sợ nhất hai điều, đó là vấn đề tiền tài danh vọng, cùng nữ nhân. Hai điều này cũng là điểm yếu dễ bị người khác nắm bắt nhất của hầu hết mấy gã cán bộ nhà nước các ngươi. Nếu như sau này ngươi vẫn muốn con đường làm quan của mình thuận buồm xuôi gió thì phải biết cẩn trọng, chú ý đến từng việc dù chỉ là nhỏ nhất. Trương Dương mỉm cười nói, cảm ơn chị Giai Đồng đã nhắc nhở, thật ra ta cũng chẳng có chút vấn đề gì về kinh tế, bởi lẽ ta chưa từng để ý đến nhu cầu danh lợi bản thân. Mà nếu như ta muốn kiếm tiền thì việc gì ta phải lợi dụng chút chức quyền còn con trong tay như vậy? Còn vấn đề nữ nhân thì chắc có lẽ ta lại không làm được. Chị nói xem, nếu như không dám yêu người con gái mình thích, vậy thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Làm quan để làm gì nữa? Cố Gia Đồng cũng mỉm cười trả lời lại, ta đâu có nói ngươi. Mà cũng đúng, nếu như ngươi, mà cũng đúng nếu như ngươi muốn làm quan to thì phải biết tự kiềm chế bản thân mình thôi. Cố dai đồng nhẹ nâng chén rượu lên đung đưa trước mặt mình nói, cũng giống như chén rượu này vậy, trong lòng thì rất muốn uống, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng, hờ hững chẳng thèm để ý tới. Nếu là bình thường, người dối trá giả tạo như vậy, chắc chắn sẽ bị người đời lên án chỉ trích thậm tệ. Thế nhưng ở quan trường, người không hiểu, không biết sử dụng dối trá lừa lọc thì ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Trương Dương nhấc chén rượu cụng một cái vào chén của cố Giai Đồng, lựa theo những lời vừa rồi, trực tiếp hỏi thẳng nàng ta, vậy chị cho rằng, cố Bí Thư cũng là một người dối trá không? Quả nhiên câu trả lời của cố Giai Đồng khiến Trương Dương phải giật mình mục trừng khẩu ngốc. Nàng không hề do dự, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nói thẳng, dối trá. Hiện giờ ông ta đã quên mất trách nhiệm của một người cha như thế nào? Giờ ông ta đã hoàn toàn trở thành vị bí thư tỉnh ủy cao cao tại thượng. Bất kể là ở cơ quan, hay ở nhà đi chăng nữa, ông ta đều cho rằng mình là bí thư tỉnh ủy, chứ không phải một người cha. Trương Dương cũng phải tán thưởng sự thẳng thắn của nàng, kỳ thực lăn lộn trên quan trường một khoảng thời gian khá dài Trương Dương cũng hiểu, trong chốn quan trường ác liệt này, hầu hết mọi người đều bất chi bất giác trở thành một con người khác hẳn. Bất kể nam nữ, già trẻ, trai gái, đều giống nhau cả. Cố Giai Đồng lại nói, "Nói thật, cá nhân ta cho rằng người không hề thích hợp cái chốn quan trường này." lúc nào cũng ra vẻ ta đây dương dương tự đắc, nông nổi, không chịu suy nghĩ chín chắn, lại hay làm việc theo cảm tính. Trương Dương ha hả cười lớn, đúng vậy, ta chính là vậy đó. Cố sai đồng lại nói tiếp, đến giờ ta mới hiểu, căn bản là ngươi không muốn làm quan, mà ngươi chỉ coi con đường làm quan như một trò chơi mạo hiểm, coi trốn quan trường hiểm ác kia là nơi để ngươi tung hoành, cho thỏa chí thích thú. Càng hiểm nguy ngươi lại càng thấy kích thích, phải chăng ngươi là một người thích đối đầu với thử thách. Trương Dương thẳng thắn gật đầu thừa nhận, "Chị giai đồng, càng lúc chị càng hiểu ta đó. Quả thật Quan Trường là nơi phức tạp nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng đó cũng là nơi để cường giả thể hiện bản lĩnh của mình, là nơi chỉ có những cường giả chân chính mới sống sót đến cùng. Ta thực sự muốn xem dã tâm của ngươi đến đâu, dã tâm càng lớn, áp lực ngươi phải chịu cũng càng lớn theo. Áp lực càng lớn, ngươi lại càng dễ sơ sẩy, dễ mắc sai lầm." một khi ngươi không trụ được nữa thì chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi có biết không? Cố dài đồng ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương gióng giặc nói, đừng nói với ta là ngươi không sợ áp lực. Áp lực càng lớn, lại càng khiến ta có động lực để vươn lên hơn. Ta không phải là người yếu kém hèn nhát, chắc chắn áp lực sẽ không thể đè nát được ta, trái lại càng kích thích ta, càng khiến khát vọng của ta tăng thêm, để một ngày ta có thể phá tan áp lực đó. Cố dài đồng cười nói, giống như chúc già mùa thu sao. Trương Dương ngửa cổ nốc cạn chén rượu, giọng điệu có vẻ đắc ý nói, còn một chuyện ta chưa nói cho chị nghe. Qua nốt mấy ngày nữa, ta sẽ tới Bắc Kinh công tác, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng đại diện của huyện Xuân Dương ở Bắc Kinh. Cố dài đồng nhỏ giọng nói, chức quan cũng lớn thật đó. Mỉa mai ta sao? Chưa nhắc tới chuyện mỉa mai hay không, sao ta cứ có cảm giác, người giống như là đi tị nạn tránh đầu sóng ngọn gió vậy. Đôi mắt đẹp của cố dài đồng hơi liếc nhìn Trương Dương một cái, rồi lại thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Không phải trước đây ta đã từng nói qua rồi sao, ta là loại người không thích mắc nợ người khác, nhất là ân tình của nữ nhân. Bởi lẽ ta sợ nhất bị người con gái gió làm cảm động, mà cảm động rồi, ta lại không kiềm chế được bản thân, vạn nhất sinh ra cái ý niệm lấy thân đền đáp thì sao cố giai đồng cũng nghe ra những hàm nghĩa ẩn sau câu nói kia của trương dương không biết có phải vì men rượu hay vì những câu nói vừa rồi của trương dương mà đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của cố giai đồng lại hơi đỏ lên một chút nàng nhẹ rót cho trương dương một chén đầy rồi lại rót đầy chén của mình ngươi cũng nên bớt cái tính nói bậy đó đi dù gì ta cũng là người có chồng ngươi cũng đừng mơ tưởng hão huyền nữa nói xong câu đó nội tâm cố giai đồng không khỏi thấy ngượng ngùng nàng càng biện bạch lại càng có vẻ như hai người đang tán tỉnh nhau hơn dù sao người ta cũng là thiên kim đại tiểu thư của giải lão bản cả bình hải không thể trêu đùa cợt nhả một cách thái quá như vậy nếu như không cẩn thận chọc điên bà chị kia thì chẳng khác nào dẫn lửa tự thiêu bởi vậy trước mặt cố giai đồng trương dương cũng biểu hiện ra tương đối thu liếm cũng cẩn thận hơn rất nhiều không muốn nói tiếp chủ đề này nữa trương dương giả bộ ngáp dài một cái giọng điệu uể oải nói cũng không còn sớm nữa đêm nay nghỉ sớm một chút đi. Sáng sớm mai, ta sẽ làm hướng dẫn viên, dẫn cả bọn lên núi chơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương dẫn đầu đoàn người lên núi thanh thai ngắm cảnh. Vốn dĩ cố dưỡng dưỡng không được đi cùng, nhưng có Trương Dương đứng ra lãnh trách nhiệm cõng nàng suốt cả chặng đường nên mọi người đành đồng ý cho cô bé đi cùng. Thằng nhãi này cũng không phải lần đầu cõng mỹ nhân vượt núi. Mà nhín kỹ thì thể trọng của cố dưỡng dưỡng cũng chỉ khoảng 60kg, còn nhẹ hơn nhiều so với Triệu Tân Hồng. Với thể lực của hắn, thì có cõng cô bé chạy qua vài ngọn núi cũng không thành vấn đề. Tai pơ, châu bò, con nhỏ này 60kg thì phải mập lắm chớ, sao mà là mỹ nhân được ta? Lúc tới một tảng đá to khá nhẫn nhụi, Trương Dương liền dừng lại, giới thiệu cho bọn họ biết. Tảng đá này là năm đó cô bí thư từng đến đây tham quan rồi đặt tên cho nó. Điều này cũng làm cho mấy chị em cố gia đồng quan tâm bọn họ đều tập trung quanh tảng đá chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi còn đem về khoe với cha nữa cô dưỡng dưỡng cũng chụp mấy tấm ở tảng đó đó cô gái nhỏ mắt ngọc mày ngài trong trắng thuần khiết như tiên nữ cảnh sát rừng núi đã đẹp nhưng cũng chỉ làm nền tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ của cô gái nhỏ kia mà thôi trương dương cũng chẳng nhớ rõ mình đã tới đỉnh thanh vân phong này bao nhiêu lần nữa bở vậy từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây trương dương đều quen thuộc như lòng bàn tay khác với hắn mấy người cố minh kiện quanh năm suốt tháng đều sống ở nơi đô thị phồn hoa, lần đầu tiên được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ở đây, hiển nhiên là sẽ ngỡ ngàng mãi không thôi. Họ thực không ngờ, ở tận cùng khu vực bắt Bộ Bình Hải, ở cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này lại có một xanh lam thắng cảnh đẹp đến mê hồn như vậy. Đây chẳng khác gì một tuyệt tác của thiên nhiên, sông núi nước non phong cảnh hữu tình. Cố Giai Đồng là một nhà kinh doanh, bởi vậy con mắt của nàng hơi khác với mọi người một chút. Thấy cảnh đẹp nơi đây, nàng không khỏi cảm thán nói, thảo nào an lão tiên tinh chọn nơi đây đầu tư làm khu du lịch sinh thái. Chỉ cần khai phá đúng cách, không lâu sau sẽ trở thành khu du lịch nổi tiếng cả tỉnh, thậm chí cả nước nếu bết đến nơi đây. Lợi nhuận kiếm được sau này chẳng biết bao nhiêu cho xuể nữa. Cố dưỡng dưỡng ở trên lưng trương dương nhịn không được mỉm cười nói, nếu cố chủ tịch đã nói như vậy, chỉ bằng cũng bỏ vốn đầu tư vào nơi đây đi. Miếng bánh to như vậy, hẳn là còn nhiều phần ngon chứ. Leo một đoạn khá xa như vậy, hiển nhiên cố gia đồng cũng thấy có chút mệt mỏi. Nàng ta hai tay chống nạnh thở mạnh lấy vài hơi, rồi nhận chai nước từ tay cô em gái dưỡng dưỡng uống mấy ngụm xong mới chậm rãi nói, hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để bỏ vốn đầu tư vào đây. Tối qua em cũng thấy rồi đó, sơn trang chúng ta đang trọ, ngoài chúng ta à, trước giờ đâu có ai đến thuê. Hiện giờ nơi đây vẫn chỉ là những hạng mục cơ bản nhất, còn ở núi Thanh Thai căn bản là chưa có xây dựng thêm chút gì đường ở đây vẫn là đường núi gồ ghề khí đi, bởi vậy mới không thu hút được khách du lịch đến đây. Chị nói nghe thì hay lắm, vậy nếu như lúc đường xá xây dựng nâng cấp hoàn thiện rồi, cơ sở hạ tầng cũng được xây dựng xong, du khách nườm được kéo tới đây, liệu lúc đó còn tiện nghi cho mấy người chỉ biết hưởng lợi sau này nữa không? Muốn đầu tư cũng dâu ô ải dễ, nói xong cây này Trương Dương liền nhớ đến một chuyện, chẳng phải người ta là thiên kim đại tiểu thư của lão đại cả cái tỉnh Bình Hải này sao? nếu như nàng ta muốn, thì có chuyện gì mà không làm được, cái việc đầu tư còn con này thì có xá là gì cơ chứ? Nhìn cố dài đồng vẫn nở nụ cười duyên, Trương Dương liền biết chắc chắn nàng ta đã nắm chắc được chuyện này, dù đầu tư sớm hay muộn cũng đều tùy lúc tham gia vào được. Mà cố dài đồng có tiếng là một người kinh doanh thận trọng, chỉ khi nào nàng ta nhìn thấy lợi nhuận, hoặc chắc chắn sẽ sinh lời thì mới chịu bỏ vốn đầu tư. Điều này chứng tỏ nàng ta không phải là người thích phiêu lưu mạo hiểm, thích đương đầu với những khó khăn mới. Trương Dương dẫn theo đám người bọn họ lên Thanh Vân Phong ngắm cảnh, cũng tiện thể đi xem một chút trường quay phim, cùng mấy nơi làm bối cảnh phim của đám đạo diễn người Hồng Kông. An Lão cũng làm theo gần như hoàn toàn đề soát của Tần Thanh, chỉ có điều An Lão không cho xây nhà mà chỉ cho dựng lều bạt, nhà tranh nhỏ. Bởi lẽ An Lão cho rằng làm như vậy sẽ phá hỏng cảnh quan tự nhiên của vùng núi nơi đây. Khu vực quay phim nằm ở phía đông bắc cách Trúc Hải Lâm khoảng chừng 500 mét, hiện giờ cũng sắp hoàn thành chỉ là đoàn làm phim vẫn chưa tới nơi đây. Điều này cũng làm ba cô nàng nữ sinh học viện nghệ thuật thấy hơi thất vọng. Các nàng vẫn tưởng rằng, nhân chuyến đi lần này có thể làm quen được với công ty làm phim, hay thể hiện tài năng diễn xuất của mình cho mấy tay đạo diễn xem. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của họ, được mời làm phim thì sao? Ở căn nhà đá nhỏ đằng trước, Trần Dùng Sơn cùng con chó đại hoàng của mình đang đứng trước cửa nhìn về hướng này. Thấy Trương Dương tới, hắn hơi khẽ gật đầu một chút, coi như là chào hỏi. Từ trước tới giờ Trương Dương vẫn rất kính trọng Trần Sùng Sơn. Trương Dương để mấy người kia ở lại, vội vàng tới trước mặt Trần Sùng Sơn vui vẻ chào hỏi, bác Trần, dạo này bác vẫn khỏe chứ? Trần Sùng Sơn thản nhiên nói, vẫn tốt, bình thường không có việc gì đều lên tử hà quan chơi cờ với lão đạo sĩ trên đó. À đúng rồi, có lẽ hai ngày tới ta sẽ dọn lên núi ở. Nơi này ẩm ý quá, ta không quen. Trương Dương cũng biết Trần Sùng Sơn thích thanh tĩnh một mình. Lần này hắn dọn nhà, ít nhiều cũng vì mình. Trương Dương có chút xấu hổ nói, thực không phải, cháu cũng không ngờ, chuyện này lại ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của người như vậy. Trần Sùng Sơn cười lớn nói, trước đây ta đã muốn dọn đi chỗ khác rồi. Lên cao chút nữa, ở gần chỗ lão đạo sĩ, ngày ngày có hắn bầu bạn đánh cờ, âu cũng đỡ tịch mịch cô quạnh. Được rồi, không nói chuyện của ta nữa, còn ngươi, lâu nay không gặp vẫn tốt cả chứ. Lúc này Trương Dương mới nói cho hắn biết mình đã không còn làm ở ban đầu tư của sở thương mại nữa. Cũng là do phép lịch sử tối thiểu nên Trần Sùng Sơn mới hỏi tình hình của Trương Dương. Chứ một cao nhân thế ngoại như hắn cũng chẳng mấy để ý đến sự thay đổi chức quan của Trương Dương cho lắm. Nhưng lúc nghe Trương Dương kể đến đoạn, hắn sập tới Bắc Kinh nhậm chức. Trần Sùng Sơn lại nghĩ tới đứa cháu gái Trần Tuyết của mình. Hắn bảo Trương Dương đợi một chút rồi vào tổng nhà mang ít đồ đã chuẩn bị sẵn đem ra. Trong đó có một bức thư, là hắn muốn nhờ Trương Dương chuyển bức thư này cho một lão bạn già ở Bắc Kinh. Địa chỉ đã ghi rõ trên bức thư. Qua một số sự việc Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn cũng được coi là bạn vong niên, có chút chuyện nhỏ này, hiển nhiên Trương Dương sẽ không từ chối. Trương Dương mỉm cười gật đầu nói, bác Trần, người cứ yên tâm, nhất định cháy sẽ chuyển đến tận nơi giúp người. Trần Sùng Sơn cũng vui vẻ gật đầu cười nói, Bắc Kinh không giống như Xuân Dương. Ta thấy người cũng nên thu liếm lại một chút, làm việc nên cẩn thận tỉ mỉ hơn trước. Mấy ngày nay, Trần Sùng Sơn không phải người đầu tiên khuyên Trương Dương những điều đại loại như vậy. Nhóm của Cố Minh Kiện ở Xuân Dương chơi hai ngày rồi mới rời đi. Hai ngày vừa rồi bọn họ cũng khá hài lòng cách bố trí sắp xếp chuyến đi cùng chiêu đãi của Trương Dương trước khi họ rời đi trương dương liền hỏi nhỏ cố giai đồng về tình hình của hải lan hiện giờ ra sao cố giai đồng cũng biết trương dương vô pháp quên được cô nàng nữ phát thanh viên xinh đẹp kia nhẹ giọng nói ta cũng đã hỏi qua bệnh viện tình hình hiện giờ của cô ấy theo lời bác sĩ nói thì trong khoảng thời gian này nhất quyết không được để cô ấy bị kích động bằng không sợ rằng bệnh tình sẽ càng nặng thêm cố giai đồng dừng lại một chút rồi lại thấp giọng nói tiếp đây cũng là tâm bệnh không dễ gì chữa khỏi được thế nào Người muốn gặp cô ấy sao? Trương Dương lắc lắc đầu, chẳng hiểu tại sao, hiện giờ Hải Lan lại chống cự cùng sợ hãi hắn mãnh liệt đến như vậy. Nếu như hắn lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Hải Lan, khẳng định càng làm cô ấy kích động khiến bệnh tình nặng thêm mà thôi. Tuy rằng Trương Dương diệu thủ vô song, thế nhưng đối với loại tâm bệnh này cũng phải thúc thủ vô sách. Xem ra điều hắn nên làm bây giờ là phải dằn lòng mình lại, cố gắng tránh mặt cô ấy một thời gian, bao giờ bệnh tình của cô ấy thuyên giảm, lúc đó lại từ từ làm quen lại từ đầu tuy quen nhau không lâu nhưng cố giai đồng lại là người hiểu rõ con người của trương dương nhất nàng cũng biết cảm nhận hiện giờ của trương dương hay trương dương đang suy nghĩ điều gì nàng nhỏ giọng nói dù vẫn biết là không nên nhưng phải chăng ngươi vẫn muốn gặp cô ấy trương dương suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ta không nên gặp lại cô ấy thì hơn ta không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm bệnh tình cô ấy nặng thêm chỉ cần biết cô ấy vẫn bình an vô sự là cũng quá đủ với ta rồi. Cố dài đồng nhìn Trương Dương bằng ánh mắt cảm thông cùng sự khâm phục. Một người nam nhân chân chính không chỉ hắn ta là người dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách, dám yêu dám hận. Mà bên cạnh hắn còn phải biết chăm lo quan tâm đến người mình yêu, vì hạnh phúc của người yêu mà hy sinh tất cả. Với biểu hiện vừa rồi của Trương Dương cũng gần đạt được cái chuẩn mực này. Trước một người có lòng như Trương Dương, Cố Giai Đồng cũng cố gắng hết sức giúp đỡ, người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng ta chu đáo giúp ngươi. Đúng như thông báo từ trước, sáng ngày 11 Trương Dương nhận được thông báo chính thức từ huyện ủy, điều hắn tới văn phòng đại diện của huyện ở Bắc Kinh, đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng. Không chỉ Xuân Dương, cả 6 huyện trực thuộc thành phố Giang Thành đều có văn phòng đại diện ở Bắc Kinh. Văn phòng đại diện của huyện Xuân Dương được thành lập cách đây 6 năm. Gã trưởng phòng trước kia tên là Tạ Vân Đình, và Úc Sinh là một gã tham quan điển hình. Ban đầu kinh phí hoạt động của văn phòng chỉ có vẻn vẹn 5 vạn đồng, nhưng đến lúc tạ Vân Đình nhậm chức trưởng phòng, chỉ mới một năm mà kinh phí hoạt động đã lên tới con số 20 vạn, nhân viên làm việc cũng thêm 3 gã. Hơn hết, trong năm đó, huyện ủy còn đặc biệt hỗ trợ thêm 70 vạn đồng tiền nâng cấp tu sửa trang thiết bị văn phòng. Cũng chính vì được nhiều khoản hỗ trợ một lúc như vậy mà chỉ sau một năm tạ trí viễn liền bị ban thanh tra điều tra tố cáo tội danh tham nhũng chiếm đoạt của công và hiện đã bị cơ quan công an tiến hành tạm giữ điều tra chờ xét xử. Trước kia mọi người vẫn tưởng cái văn phòng đại diện ở Bắc Kinh chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng tư phúc rộ lên vụ việc của tạ Vân Đình, đám cán bộ cao tầng ở huyện Xuân Dương mới nhận ra miếng thịt béo bở văn phòng đại diện kia. Tuy rằng vẫn biết nơi đó có thể kiếm chắc được, nhưng lại không ai dám tới đó làm việc nữa. Bởi vì người thông minh đều biết, từ vụ của tạ Vân Đình mà huyện ủy, thành phố, hay đến cả tỉnh ủy cũng đều để ý tới cái văn phòng nhỏ bé đó. Trừ phi người phải là quan thanh liêm chính trực, đặt việc công lên hàng đầu. Không được có bất kỳ tà tâm gì, chỉ chăm lo công tác cho thật tốt. Bằng không chắc chắn người sẽ đi theo vết xe để như tạ Vân Đình không sai. Dưới nhiều tình huống bát lợi như vậy cũng chỉ có mình Trương Dương mới dám đảm nhận cái chức trưởng văn phòng đại diện của huyện ở Bắc Kinh trước đây trương dương cũng điều tra một chút công tác ở cái văn phòng đại diện đó cũng chỉ gói gọn trong năm vấn đề thứ nhất là đưa đón các cấp lãnh đạo của huyện đến bắc kinh họp hay học tập nâng cao nghiệp vụ hoặc đưa đón các vị lãnh đạo ra sân bay đặt khách sạn rồi thì phục vụ giúp công tác của mấy vị lãnh đạo đó được suôn sẻ thuận lợi công việc thứ hai là thay mặt huyện tham dự các tổ chức trọng đại diễn ra ở thủ đô bắc kinh thứ ba là làm cầu nối giữa huyện với những người dân của huyện học tập sinh sống làm ăn ở quê nhà Thứ tư, văn phòng là nơi tiếp nhận cũng như truyền đạt các nghị quyết, quyết định của tuyến trên về huyện ủy. Thứ năm, văn phòng cũng là nơi tiếp nhận rồi chuyển tiếp các văn bản, giấy xin cấp phép, đơn kiện của huyện gửi lên tuyết trên. Mấy năm nay đơn kiện của nhân dân càng ngày càng tăng, bởi vậy công việc của văn phòng đại diện này cũng càng trơ dên nặng nề hơn. Cũng chính vì điều này mà huyện ủy mới chấp nhận tăng kinh phí hoạt động của văn phòng đại diện từ 5 vạn lên 20 vạn đồng mà chủ yếu là nâng cao nghiệp vụ cùng vấn đề bảo đảm an toàn cũng như xét duyệt các loại đơn kiện, văn thư trình báo. Có một gã ở phòng thư tín chuyên trách nhiệm vụ này, nhưng đều không phải là làm việc lâu dài mà mỗi tháng phải chuyển giao cho một người khác làm. Tuy rằng bên hàng không đã mở đường bay thẳng từ Giang Thành tới Bắc Kinh chỉ mất có mấy tiếng, thế nhưng Trương Dương vẫn cứ chấp nhận mất vài ngày đi tàu hỏa. Chẳng hiểu sao Trương Dương lại cứ có cảm giác sợ hãi đi máy bay. Bởi lẽ hắn cho rằng ở dưới đất thì với võ công của hắn, hắn chẳng thèm sợ bất kỳ điều gì. Nhưng nếu như lên tiết trên trời kia, thì tính mạng của hắn lại hoàn toàn giao vào tay người khác. Điều đó làm hắn không an tâm cho lắm. Tối ngày 5 tháng 10, sau buổi tiệc chia tay với Nhiêu Văn Cường, Đỗ Phu Phong, Khương Lượng, Trị Tân Vĩ cùng Vương Bác Hùng, vì vui vẻ quá mà Trương Dương đã có ba phần hơi men, chậm rãi leo lên tàu hỏa tới Bắc Kinh. Dựa theo cấp bậc của hắn thì hẳn là không được nằm giường, nhưng trương dương vẫn thuê hẳn một chiếc giường nằm ngủ cho thoải mái từ trước tới giờ trương dương cũng chẳng thèm cấu xén tí tiền hỗ trợ công tác kia hầu hết chi phí chuyến đi lần này đều là hắn tự bỏ tiền túi mà ra cũng bởi vì hắn đang trong lúc cao điểm bị cấp trên để mắt tới mấy vấn đề kinh tế của hắn nên trương dương càng phải cẩn thận hơn trước nhiều giường của trương dương là ở tầng trên chiếc giường đôi phía đối diện đã có hai gã khác nằm từ trước Lúc Trương Dương vừa để hành lý của mình lên giường thì cửa toa mở ra, một vị thiếu phụ xinh đẹp khoảng 25-26 tuổi bước vào. Vị thiếu phụ kia cũng không ngờ toa này toàn là nam, nên vừa đặt hành lý của mình xuống liền mở cửa tìm nhân viên yêu cầu đổi toa tác. Trao đổi một lúc sau nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, nàng ta mới trở lại toa. Chỗ nằm của nàng ta ở ngay bên dưới giường Trương Dương lúc nàng ta trải giường chiếu chăn đệm có thể thấy được dáng vẻ yểu điệu thướt tha làm rung động người của nàng ta trương dương liếc mắt nhìn thoáng qua một chút liền nhận ra ánh mắt tham lam của hai gã kia đáng dán chặt vào người nàng ta trương dương không khỏi nhíu mày xem chừng hai gã kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì ngoại trừ hai gã kia như đã quen biết nhau từ trước cả phòng bốn người cũng chẳng có giao lưu gì thêm trương dương nằm trên giường đọc sách một lúc cũng thấy hơi mệt nên cởi áo khoác ra trùng chân ngủ chẳng bao lâu sau cả toa tàu lại trở nên yên tĩnh lúc trương dương đang ngủ say đột nhiên một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên đen vừa bật sáng liền thấy vị thiếu phụ kia tóc tai toán loạn đang ngồi nép vào thành tàu khuôn mặt nàng ta đỏ bừng hai tay đang che trước ngực ánh mắt giận dữ nhìn xung quanh trương dương cũng tỉnh ngủ vì tiếng hét chói tai của nàng ta vị thiếu phụ kia thấy hai gã nằm ở dược bên kia vẫn đang say ngủ tỉ như chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra vậy nàng ta liền chuyển ánh mắt nhìn lên Trương Dương ở phía trên. Trương Dương gượng cười nhún nhún vai như vô tội, ý như từ nãy giờ hắn vẫn ngủ, chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Hiển nhiên vị thiếu phụ kia không có nghi ngờ Trương Dương làm chuyện đó. Bởi vì chỉ cần nghĩ một chút, từ vị trí của Trương Dương khó có thể nhanh như vậy từ dưới đát phọt lên giường ngay phía trên nàng ta được. Vừa rồi là có người nhân lúc nàng ta đang ngủ, trời tối đèn tắt, dở trò đồi bại, sờ soạn người nàng ta sự nghi ngờ của nàng ta liền chuyển đến hai gã đang giả vờ nằm ngủ ở giường đối diện. Mãi một lúc sau bọn họ mới giả vờ như vừa phới bị hai người bên này phá rỗi làm tỉnh giấc. Trương Dương thấp giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Vị thiếu phụ kia cắn cắn môi, ánh mắt phẫn nộ nhìn hai tên ở giường đối diện nói, vừa rồi có người sàm sỡ ta, nàng vừa dứt lời, hai gã kia liền ngồi bật dậy. Gã nằm ở tầng dưới liền lớn giọng đáp trả ngay bằng tiếng phổ thông, nhưng lại có chút ngọng nghịu, này cô kia, ai sàm sỡ cô hả? Bọn ta đang ngủ, làm gì biết chuyện gì xảy ra? Cô nên biết, bọn ta đều là người có thân phận, cô không có chứng cứ đặt điều vu khống bọn tôi, cẩn thận bọn tôi kiện cô đó. Vị thiếu phụ kia vừa tức vừa uất, hai vành mắt đỏ cả lên. Nàng ta cũng chẳng thèm đáp trả, nhanh chóng mặc áo khoác, đi giày mở cửa ra ngoài tìm nhân viên bảo vệ. Vị thiếu phụ kia vừa ra khỏi cửa, hai gã nằm trên giường bên kia đều khoái trá cười ầm lên loại chuyện này chẳng ai làm chứng dù có gọi bảo vệ đến cũng chẳng làm gì được hai người bọn họ trương dương chậm rãi nhảy xuống giường đi tới trước mặt hai gã tiểu tử kia nhìn thẳng vào mắt bọn họ hai gã kia có tật giật mình lại bị trương dương nhìn chằm chằm nên cũng thấy hơi sợ một gã lớn giọng quát người định làm gì trương dương cười lạnh nói hai người các ngươi chẳng đáng mặt đàn ông chút nào ngươi thích sàm sỡ thì sao không về sàm sỡ mẹ ngươi đi mẹ nó chứ làm ông đây cũng bị liên lụy gã nằm tần dưới vừa nghe trương dương chửi liền tức giận đứng dậy định dạy dỗ cho thằng nhãi láo tét kia một bài học nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị trương dương túm tóc đập thẳng đầu hắn vào cột trụ của dương cột trụ bằng sắt hiển nhiên thằng nhãi kia bị một đòn thế cũng đủ hôn mê bất tỉnh tại chỗ thân hình hắn mềm nhũn đổ ập xuống đất còn tên ở tầng trên, thấy đồng bọn bị hành hung liền vội vàng bò dậy thò tay sang bên xe với lấy ống tuyết ném mạnh vào đầu Trương Dương. Nghe tiếng gió thổi tới, Trương Dương cũng chẳng thèm nhìn giơ tay chụp gọn cái ống tuyết đang bay tới. Tiếp đó, Trương Dương ngửa mặt nhìn gã đang ở tầng trên, bàn tay nhanh như chớp tóm ngay cổ áo hắn. Trương Dương dùng sức một chút lôi cổ thẳng nhãi đó từ tầng trên xuống dưới đất, tiếp đó là cả cái bàn chân đạp thẳng vào mặt hắn. Chỉ tỏng vài cái nháy mắt, hai gã kia đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Trương Dương lạnh lùng ném ống tuyết xuống sàn tàu chửi đổng một tiếng, cái con mẹ nó chứ. Mấy thằng nhãi con, chỉ biết khi dễ đàn bà con gái là giỏi. Lúc này vị thiếu phụ kia đã về toa, đi cùng nàng ta là một gã nhân viên bảo vệ tàu. Thấy tình cảnh trước mắt, hai người bọn họ không khỏi giật mình kinh ngạc. Trương Dương ở trên giường cười cười nói, một gã không cẩn thận đập đầu vào thành giường, còn một gã chẳng biết thế nào lại lộn cổ từ trên xuống sàn. Ta cũng chẳng biết vì sao nữa. Gã nhân viên bảo vệ kia nhìn thoáng qua hiện trường một chút liền nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Hắn hơi nghiêm mặt lại hỏi hai gã đang nằm trỏng chơ dưới đất nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai gã tiểu tử kia vừa rồi bị một chàng đại triển thần uy của Trương Dương giờ nghĩ lại vẫn sợ đến vãi ra quần, hiển nhiên chẳng gã nào có gan nói rằng là Trương Dương đánh bọn họ đương nhiên bọn họ cũng không dám thừa nhận lúc nãy đã sàm sớ vị thiếu phụ kia gã nhân viên bảo vệ gạng hỏi một lúc nhưng cũng chẳng đứa nào dám mở mồm trả lời cũng chỉ có thể để lại mấy lời cảnh cáo ham dọa rồi bỏ đi vị thiếu phụ kia thấy vụ việc không được giải quyết không gã nào bị xử lý đành ngậm ngùi dọn đồ chuẩn bị chuyển đi trương dương nằm ở bên trên hờ hững nói chị không cần phải đi là hai gã kia phải đi mới đúng có phải như vậy không nhỉ lúc này hai gã kia mới từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt tràn đầy hận thù liếc nhìn Trương Dương, ra bên ngoài thù thực lực quyết định tất cả, đã không đánh lại người ta thì chỉ còn cách cúi đầu cam chịu. Thực ra bọn họ đã làm chuyện xấu, bị Trương Dương nhân ra rồi còn dạy dỗ một bài học, nếu như Trương Dương không đuổi đi, bọn họ cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Nhìn hai gã kia mặt mũi dầu dĩ thu dọn đồ bỏ đi, vị thiếu phụ kia như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay sang nhìn Trương Dương nở nụ cười nói cảm ơn. Trương Dương cười nói, người nói tiếng cảm ơn là ta mới đúng. Vì sao? Vừa ôi chị không có hoài nghi ta làm bậy, chứng tỏ chị tin tưởng ta. Ta làm vậy cũng là để đáp lễ lại mà thôi. Hai người đều nở nụ cười, vị thiếu phụ kia vui vẻ chia tay ra làm quen, rất vui được làm quen với cậu, tôi là Điền Linh, người Bắc Kinh. Trương Dương, huyện Xuân Dương, thành phố Giang Thành, rất vui được gặp chị. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 80.